Những lời này vừa vặn để Trung Nghĩa Bình từ ngoài vào rót nước nghe thấy, làm y mừng như hoa nở, y rốt cuộc hiểu được một người muốn tiến bộ trong quan trường thì phải có bản lĩnh thật sự, làm ra thành tích là mấu chốt, nhưng quan trọng nhất chính là khi làm ra thành tích còn phải để cho lãnh đạo tận mắt nhìn thấy. Hạ Tưởng vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói gì với Trung Nghĩa Bình thì nhận được điện bảo hắn lên lầu họp. Hạ Tưởng có chút buồn bực, hội nghị gì mà bảo hắn tham gia? Hội nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố bình thường thì cấp bậc của hắn không đủ tư cách tham gia. Hơn nữa văn phòng tổ cải tạo không phải cơ cấu chính thức, chỉ nhận sự lãnh đạo trực tiếp của thị trưởng Trần và trưởng ban thư ký Cao, cũng không cần phải tham gia hội nghị chứ. Có việc gì thế này? Người thông báo chỉ phụ trách thông báo cho hắn, đối phương không nói thêm gì rồi dập máy luôn. Hạ Tưởng chạy tới phòng họp tầng 5, gõ cửa đi vào và có chút sợ hãi. Trong này có ít nhất 20. 30 người. Ngồi chính giữa là Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải. Người ngồi xung quanh Hạ Tưởng đều không biết, có người đầu bạc trắng như nhà khoa học, cũng có người giống nhà kinh doanh, có người đeo kính như chuyên gia. Cao Hải gật đầu với Hạ Tưởng, ra hiệu hắn tìm vị trí ở phía sau mà ngồi xuống. Những người khác đều không tỏ vẻ gì vì sự xuất hiện của Hạ Tưởng. Bọn họ cho rằng một thằng trẻ tuổi như hắn chắc là nhân viên phục vụ, không ai coi hắn vào đâu. Trần Phong vừa mở miệng nói thì Hạ Tưởng mới biết hóa ra nội dung hội nghị hôm nay chính là thảo luận đề tài cải tạo thôn Tây Lý. Thôn Tây Lý ở vành đai thứ hai của thành phố Yến, tuy rằng không nói tốt nhưng lại có vị trí rất quan trọng. Bởi vì thôn Tây Lý chính là nằm giữa hai công ty lớn nhất tỉnh Yến, công ty dược tỉnh Yến và công ty thép tỉnh Yến. Nghe Trần Phong nói như vậy, Hạ Tưởng liền hiểu hội nghị hôm nay chính là làm như thế nào cải tạo thôn Tây Lý. Theo ý kiến chuyên gia thành phố đưa ra chính là thôn Tây Lý nằm giữa hai công ty lớn nhất, hiệu quả kinh doanh tốt nhất tỉnh Yến. Lương thưởng của hai công ty này cũng là rất cao, có thể mua được phòng xa hoa. Vì thế ở đây thích hợp nhất là xây dựng nhà cao tầng. Bên nhà kinh doanh có ý kiến thôn Tây Lý sau khi cải tạo xây dựng nhà thương mại là có triển vọng, nhưng tốt nhất là xây dựng biệt thự. Bởi vì thành phố Yến bây giờ còn chưa có khu biệt thự đúng nghĩa. Thôn Tây Lý cách trung tâm thành phố một khoảng vừa đủ, không xa không gần, các phương tiện gần đó có đủ. Trong hai công ty lớn kia có không ít chuyên gia người nước ngoài. Bọn họ mua biệt thự, cũng có thói quen ở trong biệt thự. Vì thế cần phải mượn cơ hội này xây dựng khu biệt thự cao cấp đầu tiên của thành phố Yến, nâng cao hình ảnh của thành phố Yến. Hai bên chuyên gia và nhà kinh doanh đều cho ý của mình đúng, tranh cãi suốt. Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc cúi đầu nói thầm vài câu. Sau đó Trần Phong mới một tiếng và nói. Nếu mọi người đều có lý do đầy đủ, không ai thuyết phục được ai thì thành phố cũng không tiện vũ đoán, không tiện kết luận. Sau khi có luận chứng đầy đủ mới có thể quyết định. Y ngừng lại rồi nhìn các chuyên gia xung quanh mà nói. Các chuyên gia ngồi đây chắc không ít lần tới khảo sát thực địa ở đoạn đường dành riêng cho người đi bộ ở phố Bắc Đại, cũng không ngừng khen việc cải tạo tuyến phố Bắc Đại thành đường dành riêng cho người đi bộ. Cùng với quảng trường thư giãn ở đây. Đúng thế, chuyên gia có ý tưởng của chuyên gia, nhà kinh doanh có ý tưởng của nhà kinh doanh, Ủy ban Nhân dân thành phố có quy hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Quan điểm khác nhau nên theo đuổi lợi ích cũng là khác nhau. Khác nhau thì tự nhiên sẽ có quan điểm khác nhau. Hôm nay tôi muốn cho mọi người có một chút ý tưởng, vì thế mời một người không phải chuyên gia, cũng không phải nhà kinh doanh tới nói chuyện. Xem cái nhìn trong việc cải tạo thôn Tây Lý của cậu ta thì mọi người cảm nhận như thế nào? Thị trưởng Trần nói với giọng thương lượng nhưng cũng không hỏi mọi người có muốn nghe hay không, mà là bảo bọn họ chuẩn bị tâm lý để nghe ý kiến của người không trong ngành. Tôi giới thiệu một chút đồng chí Hạ Tưởng phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn Nội Đô, một người trẻ tuổi rất có tài. Trần Phong không hề thông báo từ trước cho Hạ Tưởng, cũng không cho hắn chuẩn bị tâm lý mà trực tiếp đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa Hạ Tưởng chính là người thiết kế phố Bắc Đại, đồng thời cũng là người thiết kế quảng trường thư giãn mà tôi vừa nói. Các chuyên gia tham dự hội nghị vốn không hứng thú gì với Hạ Tưởng, nhưng lại bị câu nói phía sau của Trần Phong làm cho giật mình, không hẹn mà cùng, ồ, lên một tiếng và nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười khổ một tiếng, Trần Phong đúng là thích làm việc nằm ngoài dự đoán của mọi người, đặt hắn ngay lên ngọn lửa, trước đó không lộ ra chút tin tức làm cho hắn trở tay không kịp. Chẳng qua dù sao đây là trong hội nghị, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười khiêm tốn và thật thà rồi nói. Thị trưởng Trần quá khen, tôi chỉ là có vài ý tưởng lung tung mà thôi, sao có thể so sánh với các chuyên gia đang ngồi đây.
Còn về việc cải tạo thôn Tây Lý thì tôi không hề chuẩn bị gì về tâm lý, làm sao dám ăn nói lung tung trước mặt các chuyên gia. Trần Phong thầm nghĩ chính là không cho cậu chuẩn bị tâm lý, phải đánh cho cậu trở tay không kịp, nếu cho cậu đủ thời gian chuẩn bị và nói ra ý tưởng thì sẽ ngại nhiều mà không có ý tưởng mới. Y không cho Hạ Tưởng nhiều thời gian suy nghĩ mà trực tiếp nói. Trong những người ngồi đây hôm nay thì cậu nhỏ tuổi nhất, cứ nói vài câu đi, mọi người đều có thể làm chú, bác của cậu thì ai sẽ trách cậu. Vừa nãy mọi người tranh cãi mãi cũng mệt, cậu coi như làm sôi động không khí một chút cũng tốt. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười. Vừa rồi bởi vì các chuyên gia vốn coi trọng Hạ Tưởng vì hắn là người thiết kế quảng trường thư giãn, nhưng bây giờ thấy thái độ e ngại của hắn liền vứt sự coi trọng sang bên. Có lẽ chỉ là một thanh niên đột nhiên có ý tưởng thiết kế mà thôi, lại không phải người làm công tác thiết kế, lại không công tác ở cơ quan quy hoạch, có thể nói lại không phải thuộc về học viện, không thua về chính quyền thì hắn còn có thể lý giải cao siêu gì chứ. Thị trưởng Trần nói đúng, coi như thư giãn một chút cũng được. Các chuyên gia đều thả lỏng tâm trạng chuẩn bị lắng nghe xem Hạ Tưởng có thể nói ra ý tưởng nào không. Các nhà kinh doanh càng không coi Hạ Tưởng vào đâu. Chẳng qua bọn họ không đoán ra được vì sao thị trưởng Trần đột nhiên lại làm như vậy, lại không nghĩ nhiều. Bọn họ cho rằng việc cải tạo thôn Tây Lý là nhất định, chẳng qua chỉ là quan điểm khác nhau xây dựng thành nhà ở bình thường hay biệt thự. Lợi nhuận từ biệt thự là rất lớn, có thể nâng cao hình tượng của công ty cho nên các nhà kinh doanh đều muốn thành phố quy hoạch nơi này thành biệt thự. Sự xuất hiện của Hạ Tưởng có lẽ chỉ là do thị trưởng Trần muốn làm sinh động không khí, nhân cơ hội để mọi người biết mặt vị phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô mà thôi. Trong cảnh mọi người tập trung nhìn chằm chằm, Hạ Tưởng bị thị trưởng Trần điểm đích danh trước mặt mọi người thì đành phải cứng cỏi lên đài thể hiện. Liếc mắt nhìn Tào Vĩnh Quốc một cái, thấy trên mặt ông không có biểu tình gì nhưng trong ánh mắt lại có ý cổ vũ. Hạ Tưởng ngẩn người, lại ngại ngùng cười, nói. Thị trưởng Trần muốn tôi sẽ nói. Nhưng tôi nói sai thì cũng đừng trách tôi. Cũng không phải là tôi muốn nói mà. Chương 185, trong quan trường, cái gì là khó có được nhất? Câu nói làm tất cả mọi người đều bật cười. Hạ Tưởng rất vô lại, đá quả bóng lại cho Trần Phong. Trần Phong rộng lượng phất phất tay. Nói đúng thì có thưởng, nói sai rồi cũng không phạt. Gan lớn lên một chút, đừng có lề mề như đàn bà. Thanh niên trai tráng, quyết đoán tí đi. Hạ Tưởng bĩu môi nhỏ giọng nói. Vốn dĩ là tôi rất quyết đoán đấy chứ, nhưng mà vừa so sánh với thị trưởng Trần thì đã thành ra bị so sánh đến không có quyết đoán nữa rồi. Không khí đang từ đối chọi gay gắt trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trần Phong hiểu rằng mấy câu nói vừa rồi của Hạ Tưởng chỉ là để cho không khí dịu bớt đi trước đã, thầm nghĩ rằng thật đúng là không thể coi thường hắn được, nhìn bộ dạng hắn vừa rồi hồi hộp và e dè, có vẻ như khá là kích động và sợ hãi, nhưng kỳ thật trong lòng hắn thì rõ ràng là cố ý yếu thế. Để mọi người thả lỏng tâm lý xuống. Trần Phong bất chợt thấy hứng thú, nhìn Hạ Tưởng, trong cái nhìn đối với hắn càng thêm chờ mong. Địa thế thành phố Yến là Tây Cao Đông Thấp, phía Tây là Thái Hành Sơn. Không khí tươi mát từ trong núi thổi tới, trước hết phải đi qua phía Tây thành phố Yến rồi mới đến phía Đông. Cho nên dân cư ở bên phía Đông tự cho là cao hơn một bậc so với dân ở phía Tây, mà bọn họ lại không biết là... Không khí mà bọn họ hít thở mỗi ngày đều là không khí còn sót lại sau khi dân cư ở phía Tây đã dùng rồi. Cho nên xét về góc độ sức khỏe, phía Tây mới là địa điểm đáng lựa chọn để ở lại sinh sống. Mấy câu dạo đầu của Hạ Tưởng đã làm cho mọi người có chút mơ hồ không hiểu ra sao cả. Không phải là đang nói tới vấn đề cải tạo thôn Tây à, làm sao lại nói đến chuyện không khí. Đang lúc mọi người khó hiểu băn khoăn, Hạ Tưởng lại tiếp tục. Không khí sót lại này không chỉ chứa lắm cho bụi và tạp chất mà còn bao gồm rất nhiều các loại khí thải khác. Cụ thể là những gì thì cũng không cần trình bày rõ. Mọi người vỗ tay cười to. Thành phố Yến là thành phố mới thành lập, công tác xanh hóa làm không được tốt cho nên đến mùa hè thì trên đường không hề có lấy một cái bóng râm, khắp cả thành phố tìm không ra được cây đại thụ nào có trên 10 năm tuổi cả, tinh thần nhân văn lạc hậu nhiều lắm. Cho nên chính quyền thành phố cân nhắc một biện pháp là mở rộng sông Bách Tính. Đáng tiếc là sông Bách Tính không có trở thành lá phổi của thành phố Yến mà ngược lại lại là cái nôi nuôi muỗi của cả thành phố. Các chuyên gia và học giả đang ngồi đây cũng có thể rõ ràng, một dòng sông nhân tạo sâu chỉ tầm 10 thước thôi thì tác dụng cải thiện không khí thật sự là hữu hạn.
theo dự đoán lạc quan của tôi thì có lẽ con sông Bách Tính dài đến vài cây em còn không có hiệu quả cải thiện chất lượng không khí thành phố bằng vài mẫu rừng xanh. Dám đứng trước mặt Trần Phong mà chỉ trích sông Bách Tính vô dụng, là công trình chỉ mang tính tô điểm chứ thực tế lại hao tài tốn của thì chắc Hạ Tưởng là người đầu tiên ở thành phố Yến. Sông Bách Tính không phải là Trần Phong quyết định cho xây dựng, nhưng dù sao ông ta cũng là thị trưởng thành phố. Cách nói của Hạ Tưởng thế này chẳng khác nào gián tiếp chỉ trích ông ta không ra gì. Có điều Trần Phong vẫn có vẻ mặt cười nhàn nhạt, tựa như những người khác cho rằng Hạ Tưởng nói rất đúng. Hạ Tưởng biết rất rõ là Trần Phong cũng cực kỳ phản cảm với sông Bách Tính, cho rằng đó là kết quả của những ý tưởng nông nổi. Hắn nói sông Bách Tính chả có tác dụng gì lại gãi đúng chỗ ngứa của Trần Phong. Những chuyên gia có mặt cũng có người chuyên môn nghiên cứu luận chứng sông Bách Tính, gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến của Hạ Tưởng. Nếu sông Bách Tính không trở thành lá phổi của thành phố Yến được, thì thành phố cần phải có một lá phổi khác. Hiện giờ, thành phố Yến đang phát triển kinh tế với tốc độ nhanh. Dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Trần, quy định cải tạo nội đô để phát triển thành phố cũng đã được thực hiện hơn phân nửa. Chẳng những xây dựng nên rất nhiều khu chung cư mới, mà còn có không ít tòa nhà căn hộ văn phòng và khu trung tâm thương mại. Có thể nói, hình ảnh một thành phố Yến tân tiến không bao lâu nữa sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Hạ Tưởng không quên đội một cái mũ cao lên đầu Trần Phong. Hắn quả thật cũng bội phục tinh thần khai sáng của Trần Phong, đặt cơ sở kiên cố lâu dài cho thành phố Yến. Tiếp đó đề tài lại chuyển. Có điều, sau khi cải tạo nội đô lại gặp phải một vấn đề mới đó là bước tiến phát triển của thành phố Yến càng lúc càng lớn. Rất nhiều xí nghiệp và nhà xưởng quy mô lớn lúc đầu ở vùng ngoại ô, giờ lại quây quanh nội thành. Ví dụ như những xí nghiệp lớn như sắt thép, dược phẩm, tuy rằng hiệu quả và lợi ích cao, nhưng gây ra ô nhiễm môi trường cũng tương đối nghiêm trọng. Theo kinh nghiệm từ những thành phố khác, xưởng sản xuất sắt thép và dược phẩm nhất định phải rời xa nội thành. Câu nói sau cùng vừa dứt, những chuyên gia đang ngồi đó không hẹn mà cùng kinh ngạc a lên một tiếng, sau đó, châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán với nhau. Các doanh nhân cũng nhíu mày, hiển nhiên là bọn họ căn bản không suy xét lâu dài đến như thế. Thật không ngờ, xưởng sản xuất sắt thép và dược phẩm sẽ có một ngày phải chuyển khỏi nội thành. Chỉ có Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc nhìn nhau, hai người đều mỉm cười hiểu ý. Trong đám chuyên gia có một ông già đầu bạc nói. Cậu thanh niên, ánh mắt của cậu nhìn rất xa, cũng phân tích rất đúng. Nói tiếp đi. Trần Phong cũng gật đầu nói. Như thế cậu nói tiếp xem, lá phổi của thành phố Yến nên làm thế nào bây giờ? Hạ Tưởng cười gật đầu với đám chuyên gia, sau đó trả lời trực tiếp vấn đề Trần Phong nêu ra. Lá phổi của thành phố Yến ở ngay thôn Tây Lý. Đám doanh nhân lập tức xôn xao, đều giơ tay muốn nói. Trần Phong ra hiệu bảo bọn họ im lặng rồi bảo Hạ Tưởng. Nói tiếp đi. Không khí trong lành từ trên núi xuống vừa lúc đi qua thôn Tây Lý. Nói cách khác. Cũng đúng lúc phải đi qua xưởng sản xuất sắt thép và xưởng chế biến dược phẩm. Tôi nghĩ là dân cư xung quanh khu vực hai xưởng này thấu hiểu rất rõ mùi từ xưởng thép và nhà máy dược khó ngửi đến mức nào. Nếu đúng lúc gió Tây Bắc thì nhà nào cũng không dám mở cửa sổ cho gió thổi vào. Mùi gay mũi thậm chí có thể lan xa đến hơn một cây em. Xa hơn một chút, đến khu phía đông tuy rằng không ngửi thấy mùi khó ngửi trong không khí nữa, nhưng trên thực tế, không khí vẫn còn ô nhiễm. Nói cách khác, nhà máy sắt thép và nhà máy dược chính là ở ngay đầu gió của thành phố Yến, cho nên đối với sự ô nhiễm không khí, bọn họ thực tế là tác động đến toàn bộ thành phố. Trong hội trường lại một trận ồn ào xôn xao lên. Vị trí thôn Tây Lý nằm ngay giữa xưởng dược và nhà máy sắt thép, là vị trí cực kỳ mấu chốt. Nếu như xây dựng một công viên cây xanh ở ngay đây thì vừa lúc có thể trở thành lá phổi của thành phố Yến, tạo thành một bầu không khí vệ sinh, thiên nhiên trong lành cho nhân dân thành phố Yến. Cho dù là nhà máy dược và nhà máy sắt thép phải chuyển ra khỏi nội thành thì trong vòng 3 đến 5 năm cũng chưa xong được. Trong vòng 3 đến 5 năm, công viên cây xanh được xây dựng xong là có thể tinh lọc không khí vô số kể, mang đến bầu không khí trong lành khỏe mạnh cho nhân dân thành phố Yến. Hạ Tưởng vừa dứt lời, ông già đầu bạc liền vỗ tay đầu tiên. Cậu còn trẻ mà đã có tâm vì dân vì nước hết sức chân thành. Thật là đáng kính nể. Một gã thương nhân cục xúc lúc này lại tức giận bất bình nói. Xây dựng công viên cây xanh ư, không nhầm đấy chứ, địa điểm tốt như thế không xây nhà mà bán lại còn đi trồng cây thì chẳng phải là lãng phí tài nguyên hay sao? Chủ ý này không thể thực hiện được, rõ là vớ vẩn.
mấy doanh nhân khác cũng phụ họa, ầm ĩ hết cả lên. Ông già đầu bạc phía đối diện lại không đồng ý với ý kiến đó. Phát triển thành phố, điều kiện tiên quyết là không thể hy sinh sức khỏe của nhân dân. Sau khi cải tạo thôn nội đô, cũng không phải xây tất thành phòng ở mới là tốt. Nếu như tất cả đất ở khu vực trung tâm đều là các căn hộ thương mại, tất cả mọi người chen chúc vào ở cùng một chỗ, không có công viên, không có chợ, không có xanh hóa thì đấy chẳng khác gì ổ kiến cả. Tôi tán thành ý kiến của đồng chí Tiểu Hạ. Công viên cây xanh thì ai đi xây? Xây rồi ai tới giữ gìn? Không những là chi phí xây dựng lớn mà về sau chi phí bảo trì hàng năm cũng kinh khủng. Trừ khi chính quyền thành phố quyết định cắt ra một khoản ngân sách. Mà ngân sách trước sau gì cũng phải đầu tư vào chừng vài trăm triệu. Khó khăn đây. Một doanh nhân nói với vẻ vui sướng khi người ta gặp họa. Chính quyền thành phố tài chính eo hẹp cũng không phải là điều bí mật gì đối với dân kinh doanh biết rõ nội tình, cho nên mới có câu nói vừa rồi. Trần Phong cũng hỏi Hạ Tưởng với vẻ khá hứng thú. Phải đấy Tiểu Hạ, thành phố thiếu tiền, nếu phải xây công viên cây xanh thì chẳng những không thu hồi được lợi nhuận chuyển nhượng quyền khai thác kinh doanh đất mà còn phải mất vào đó một số tiền lớn. Hai cái gộp vào như thế không chừng phải đến hơn trăm triệu. Cậu nói xem nên làm thế nào? Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Trần Phong một cái. Ông ta có vẻ như thành khẩn, kỳ thực rất giảo hoạt. Hạ Tưởng thầm nghĩ, ông là thị trưởng lại đi hỏi tôi là nên làm thế nào, không phải là cố ý gây sự với người ta à? Làm thế nào làm ra sao thì phiền ngài thị trưởng đi mà nghĩ, không phải là vấn đề mà một thằng phó chủ nhiệm quèn như tôi phải đi nghiền ngẫm. Có điều, trước mắt mọi người đang hỏi hắn nên hắn không thể không đáp, đành phải kiên nhẫn trả lời. Đất có thể chuyển nhượng với giá thấp, sau khi xây dựng xong công viên cây xanh thì sẽ thu vé vào cửa. Công viên cây xanh xây dựng xong hoàn toàn có thể trở thành địa điểm nghỉ phép thư giãn thật lý tưởng của người dân. Bất kể là bán vé vào cửa hay là mở ra một số thiết bị vui chơi giải trí, du ngoạn, xem như công viên cây xanh là địa điểm duy nhất ở thành phố Yến thì một năm đón tiếp chừng vài chục nghìn du khách cũng không thành vấn đề. Nói như vậy thì có thể so sánh được với xây dựng căn hộ để bán đó. Chính quyền thành phố vẫn là chịu thiệt bao nhiêu? Trần Phong cười tủm tỉm hỏi lại, trong giọng nói có vẻ hòa nhã mềm mỏng. Hạ Tưởng bị Trần Phong quay trên lò than đã nửa ngày, mặc dù đối phương là thị trưởng, nhưng đột nhiên giao cho hắn một vấn đề nan giải trọng đại như thế cũng làm cho hắn ứng phó khá mệt mỏi, trong lòng không vui vẻ gì cho nên nói với vẻ không mấy thoải mái. Chính quyền thành phố là chính quyền của toàn thể nhân dân thành phố Yến, không phải là chính quyền của người kinh doanh. Lại càng không phải là xí nghiệp. Nếu mọi chuyện đều chú ý tới hiệu quả và lợi ích kinh tế thì chính quyền cũng trở thành người kinh doanh chỉ có biết đến kiếm tiền. Nói rất hay, có chí hướng, lại là lời nói thật. Rất lâu rồi còn chưa có người nào dám nói một câu nói thật như thế trước mặt tôi. Hôm nay nghe xong, trong lòng có cảm giác thoải mái khác thường. Một thị trưởng nếu mỗi ngày đều nghe đến những lời nịnh hót hòa hảo thì chắc chắn là không bình thường. Kể cả là trong gia đình cũng còn có lúc cãi nhau, huống chi là cả một thành phố đến mấy triệu người, có sự phản đối hay quan điểm bất đồng mới là chuyện bình thường. Cho nên đồng chí Tiểu Hạ, tôi muốn khen ngợi cậu dám nói lời nói thật. Trần Phong đứng lên, vỗ tay đầu tiên. Thị trưởng đã dẫn đầu, những người khác kể cả là có tình nguyện hay không cũng đều phải đứng lên phụ họa. Thoáng chốc, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Trên mặt Hạ Tưởng hiện lên vẻ kích động. Lần đầu tiên được thị trưởng Trần động viên trước mặt mọi người, lại là với hình thức long trọng như thế, hắn không khỏi có chút cảm giác bâng khuâng, liên tục cúi đầu với dưới đài rồi nói với Trần Phong. Thị trưởng Trần quá khen, chính là tôi tuổi trẻ khí thịnh, ít suy xét vấn đề cho nên mới dám nghĩ gì nói nấy. Có chỗ nào không ổn thì mong thị trưởng Trần và các vị chuyên gia chỉ bảo thêm. Thái độ đoan chính, tư thái nhún nhặn. Lời nói khiêm tốn của Hạ Tưởng làm cho một số doanh nhân đang vô cùng bất mãn với hắn cũng tiêu tan không ít nỗi bực bội. Cũng chỉ là một thanh niên không biết trời cao đất rộng gì, nói lung tung vài câu ý kiến bề ngoài về cải tạo thôn nội đô. Có lẽ chính là vì thị trưởng Trần muốn tạo ra bầu không khí hỏa hoãn, giải tỏa bớt mâu thuẫn giữa đám chuyên gia và các nhà kinh doanh cho nên cố ý đưa ra một ý tưởng mới cho mọi người tham khảo. Nếu đã là tham khảo thì sẽ không cần quá mức để ý. Những doanh nhân lúc đầu nghĩ rằng thị trưởng Trần thật sự sẽ quyết định cải tạo thôn Tây Lý trở thành công viên cây xanh thì đều thầm hít một hơi, đều đang cân nhắc xem bước tiếp theo nên tiếp tục tác động đến thị trưởng Trần như thế nào để ông ta ủng hộ phương án của mình. Trần Phong lại đề nghị tạm thời ngừng họp,
nghỉ giữa giờ nửa tiếng. Hạ Tưởng nghĩ là không có việc gì của mình nữa thì đi chào Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải rồi xoay người định đi nhưng lại bị Tào Vĩnh Quốc gọi lại. Tào Vĩnh Quốc gọi Hạ Tưởng sang một bên, nhỏ giọng nói. Cháu có biết cái ông tóc bạc kia có lai lịch thế nào không? Hạ Tưởng lắc đầu, lúc đầu cũng tò mò, nhưng giờ không phải là lúc để hỏi cho nên không hỏi gì cả. Tào Vĩnh Quốc nở nụ cười, vẻ tươi cười tràn đầy sự khen ngợi và hân thưởng. Không tồi đâu Tiểu Hạ, ánh mắt của cháu rất tốt, ý tưởng cũng luôn đi ra ngoài ý liệu của mọi người. Kỳ thật vốn dĩ ý tứ của thị trưởng Trần cũng không đồng tình xây chung cư để bán ở thôn Tây Lý. Trong quy hoạch dài hạn của thành phố, nhà máy dược và nhà máy sắt thép nhất định phải toàn bộ di rời đến ngoại ô thành phố. Nếu như xây chung cư để bán ngay giữa hai nhà máy lớn này thì nhà máy dược và nhà máy sắt thép sẽ gây ảnh hưởng vô cùng tới cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân. Không ngờ cháu vừa lên đã nói ngay đến vấn đề tiêu điểm đó. Ý tưởng nói ra không bàn mà hợp với thị trưởng Trần. Hạ Tưởng có chút giật mình. Thị trưởng Trần cũng muốn xây dựng công viên cây xanh ư. Hắn nói vậy thôi chứ cũng không quá quan tâm tới việc công viên cây xanh có được xây dựng hay không. Bởi vì hắn biết bằng vào khả năng trước mắt của hắn, có quan tâm cũng vô ích, không tác động được đến quyết định của thành phố. Thị trưởng Trần muốn tìm một chỗ làm lá phổi, có thể tinh lọc không khí cho nhân dân thành phố Yến. Nhưng còn chưa có hoàn toàn nghĩ kỹ xem rốt cuộc nên làm một cái hồ nhân tạo thật lớn hay là một công viên. Ý tưởng công viên cây xanh của cháu rất được, bác nghĩ là ông ấy động tâm đó. Hơn nữa, cái ông tóc bạc kia lại cực lực ủng hộ việc xây dựng công viên. Hơn nữa nói ra những điều kiện vô cùng ưu đãi như đúng rồi. Ông ta kỳ thực là một chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, lại là một doanh nhân, thân phận kép. Hơn nữa, ông ta lại không phải là người thành phố Yến mà là người ở Bắc Kinh. Tào Vĩnh Quốc bây giờ càng lúc càng tán thưởng Hạ Tưởng. Hắn không những tuổi trẻ mà hiếm có hơn chính là ánh mắt lâu dài, hơn nữa, luôn có thể nhìn đến những điểm mà lắm người bỏ qua. Mấu chốt nhất chính là ý kiến của hắn luôn luôn có thể không bàn mà hợp với ý tưởng của thị trưởng Trần. Trong quan trường cái gì là khó có được nhất, chính là bảo trì độ nhất trí cao với lãnh đạo là khó có được nhất. Cứ tiếp tục thế này, chỉ cần thị trưởng Trần hài lòng thì với tính cách dũng cảm của hắn, trong thời gian ngắn mà đặc biệt đưa Hạ Tưởng lên chức phó cục trưởng cũng không phải là không thể được. Người Bắc Kinh. Hạ Tưởng lắp bắp kinh hãi. Người Bắc Kinh đến đầu tư bất động sản ở thành phố Yến. Chẳng có gì lạ cả. Nhưng ông ta lại đến thành phố Yến để đầu tư xây công viên thì sẽ làm người ta cảm thấy kỳ quái đấy. Cho dù là nhìn ở khía cạnh lâu dài cũng có thể thu hồi vốn đầu tư, nhưng so với bất động sản thì vẫn là hiệu quả chậm, lợi nhuận thấp. Trên thương trường nói chuyện làm ăn, chắc chắn sẽ không phải là đến đây để làm từ thiện. Chẳng qua, có người thì theo đuổi mục tiêu lợi ích ngắn hạn, có người thì để tầm nhìn ra xa thôi. Ông ta họ Cao, tên là Cao Vọng. Tất cả mọi người gọi ông ta là Cao Lão, lai lịch thực chất là. Tào Vĩnh Quốc còn chưa kịp kể thêm về thân phận của Cao Vọng thì đã bị Trần Phong gọi qua bảo công việc đã xong, còn bàn cãi tiếp cũng không có ý nghĩa gì cả. Hạ Tưởng trở lại văn phòng, mông còn chưa ngồi nóng đã nhận được điện thoại của Thẩm Lập Xuân, hẹn hắn gặp mặt bàn công chuyện. Hạ Tưởng tràn ngập chờ mong với việc tiếp cận tập đoàn đạt tài, vừa nghe thấy Thẩm Lập Xuân hẹn gặp bèn thoái thác ngay công việc của mình, dắt theo Trung Nghĩa Bình lập tức đi ngay. Thẩm Lập Xuân hẹn Hạ Tưởng ở Bảo Hưng Hoa Viên, chính là nơi hai người gặp mặt lần đầu tiên. So với hơn một tháng trước, việc thi công Bảo Hưng Hoa Viên gần như không có gì tiến triển, hiện trường thi công chỉ có san bằng ở mặt bằng thi công sơ sài một chút, nhân viên thi công cũng ít ỏi không có mấy, trên cơ bản là rơi vào trạng thái tạm dừng. Thẩm Lập Xuân nhiệt tình ra cửa đón, có vẻ xin lỗi nói. Có chút việc không đi được, đành phiền chú em tự mình đến một chuyến. Ngại quá. Hạ Tưởng cười, nắm tay y lắc lắc. Em biết ý của anh rồi. Dù sao đưa xe của anh đến đây cũng dễ, đón cái em tới liền, có phải không nào? Thẩm Lập Xuân biết Hạ Tưởng hay nói đùa cho nên cười ha ha đưa hắn vào văn phòng. Có một chút chuyện nói trong điện thoại không rõ. Vẫn là gặp mặt trực tiếp nói chuyện cho cụ thể. Cho nên mời chú lại đây ngồi một chút. Thành Đạt Tài rốt cuộc đề xuất muốn gặp mặt Hạ Tưởng. Kỳ thật lần gần nhất đến hiện trường Bảo Hưng Hoa Viên là Hạ Tưởng đã rõ ràng một vấn đề, chính là kiến giải mà hắn đề xuất hiển nhiên đã tác động tới Thành Đạt Tài. Công trình Bảo Hưng Hoa Viên bị rơi vào trạng thái tạm dừng chính là biểu hiện do dự của y. Nếu không, hiện giờ Bảo Hưng Hoa Viên đã san nền xong rồi.
Thẩm Lập Xuân muốn Hạ Tưởng lại đây, chủ yếu là để nói cho hắn biết một số thói quen và kiêng kỵ của Thành Đạt Tài, tránh vô ý phạm phải điều kiêng kỵ của y cuối cùng lại thành ra ầm ĩ lên, không thoải mái với nhau thì cũng không xong việc được. Thành Đạt Tài từ một tên cán sự nho nhỏ mà hôm nay leo lên vị trí đến cả bí thư tỉnh ủy cũng phải nhường y ba phần thì tự nhiên có điểm hơn người. Bây giờ chỗ cao không sợ nước lụt, tính tình y có khó chịu hơn một chút, tính cách cổ quái một chút cũng là chuyện bình thường. Chương 186, Nhược Hạm, cô gái trong trẻo lạnh lùng như trăng. Người ta một khi đến một độ cao nhất định sẽ có cảm giác như nhìn xuống chúng sinh, tự mình cảm thấy là tốt, cố chấp cho là ý tưởng của mình vĩnh viễn là đúng, là căn bệnh chung của tất cả mọi người. Thành Đạt Tài phóng mắt cả ra tỉnh Yến đều không thấy đối thủ, tự nhận là người đứng đầu trong giới bất động sản ở tỉnh Yến. Nếu không phải là Hạ Tưởng nói mấy câu gãi đúng chỗ ngứa của y thì đừng nói là một cán bộ cấp phòng. Kể cả đến một phó thị trưởng của thành phố Yến mà muốn gặp Thành Đạt Tài thì chỉ sợ là cũng không dễ dàng gì. Thành Đạt Tài từ trước tới nay, quan viên lớn nhỏ gì đều đã gặp vô số, hạng người nào y cũng đều tự cho là có thể thong dong ứng phó được. Muốn gặp mặt Hạ Tưởng, tuy là bởi vì đề nghị của Hạ Tưởng nói ra vừa hợp, lại có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, hoàn toàn giống như tình trạng do dự hiện giờ của y. Y nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là hạ mình một chút. Muốn gặp mặt hỏi Hạ Tưởng xem có ý kiến gì về triển vọng của tình hình bất động sản ở thành phố Yến hay không. Thẩm Lập Xuân cũng là vì có ý tốt. Tổng giám đốc Thành tính khí không được tốt, chú em đừng chống đối trực tiếp hắn. Đương nhiên cái gì muốn nói thì chú vẫn nên nói vì nếu không thì ông ta cũng chẳng coi trọng. Chỉ cần ông ta nghe lọt tai, tiếp nhận ý kiến của chú thì hết thảy sẽ ổn cả. Hạ Tưởng gật đầu, hắn biết nặng nhẹ. Yên tâm đi, em biết rõ mà. Tổng Giám Đốc Thành là người đứng đầu trong giới bất động sản ở thành phố Yến. Chỉ là mấy năm nay công tích vĩ đại của ông ta làm cho mọi người kính trọng, tầm mắt của ông ta ở trên cao, đó cũng bởi vì là Thành Tổng đứng ở trên cao, cần chúng ta ở dưới chống đỡ. Thẩm Lập Xuân thấy Hạ Tưởng còn có vẻ chín chắn trưởng thành hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều thì cũng yên tâm, lại dặn dò thêm vài câu, nói. Anh đoán là khoảng chừng 1-2 hôm nay thôi là Tổng Giám Đốc Thành sẽ dành thời gian gặp chú. Chú đợi điện thoại của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi được. Hết giờ nghỉ trưa, Hạ Tưởng trở lại văn phòng, lại giải quyết được một việc, trao đổi với Tôn Hiện Vĩ, biết được y ở phố Thập Lý tiến triển đều thuận lợi, không gặp phải lực cản gì quá lớn. Phố Thập Lý do ở phía Tây Cầu, sau một thời gian dài quan điểm phía Tây không bằng phía Đông đã có chứng thực, nên công tác giải phóng mặt bằng gần như là thuận lợi đúng kỳ hạn. Chi phí bồi thường của Tôn Hiện Vĩ đưa cũng không phải là thấp cho nên lạc quan mà nói, qua chừng một tháng là có thể trả xong được. Còn việc xây dựng chợ bán buôn rau quả dễ dàng hơn nhà ở nhiều, đa phần là dùng khung thép, thiết kế như nhà xưởng. Nếu tiến độ công trình mà nhanh, đến mùa thu là có thể sử dụng. Bán buôn rau quả, một năm bốn mùa không ngừng, đưa vào sử dụng sớm một ngày thì tiền đầu tư thu hồi về được sớm một ngày. Tôn Hiện Vĩ là dân kinh doanh. Chắc chắn hiểu được đạo lý này, không cần Hạ Tưởng phải nhắc nhở. Buổi tối vốn đã hẹn Tào Thù Lê ăn cơm, gặp mặt Tôn An, gia tăng cảm tình thêm một chút. Sau lần Tôn An giúp Tào Thù Lê ở Sở Phong Lâu lúc trước, Hạ Tưởng vẫn chưa gặp lại cậu ta. Hạ Tưởng vừa mới biết cha của Tôn An là Phó Cục trưởng Cục Công an của thành phố Yến, cũng là nhân vật nắm thực quyền, cho nên nghĩ rằng kết giao một chút cũng không tồi. Không ngờ là đến lúc hết giờ làm, đột nhiên lại có một ông khách không mời mà đến. Không ngờ là Cao Lão lại tự mình đến văn phòng, tự hẹn Hạ Tưởng tối cùng ăn cơm, rồi trao đổi một chút quan điểm về công viên cây xanh. Tiểu Hạ, có bớt chút thời gian được hay không? Trên hội nghị cậu diễn thuyết rất là phấn khích. Sau khi nghe xong tôi cực kỳ tán đồng, muốn nghe thêm cao kiến của cậu nên đã quên không giới thiệu. Tôi họ Cao, tên là Vọng, đến từ Viện Thiết kế Quy hoạch Bắc Kinh. Cao Lão tươi cười tràn ngập vẻ chờ mong. Đối diện với một người lớn tuổi làm người ta kính trọng như thế, Hạ Tưởng thật sự không nghĩ ra được lý do gì để từ chối cả, cho nên gật đầu đáp ứng. Cao Lão từ xa tới là khách, để cháu làm trọn vai trò chủ nhà đi. Cao Lão muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Cháu vừa sờ ví tiền rồi, rất phồng, có lẽ đủ để chúng ta ăn no một bữa. Cao Lão sảng khoái nở nụ cười. Cậu cố ý ức hiếp tôi vì tôi già cả rồi hử. Phải nói cho cậu biết nhé. Tôi lớn tuổi rồi nhưng mà ăn uống không ít đâu. Cẩn thận không khéo tôi ăn cho cậu sạt nghiệp. Hạ Tưởng có ấn tượng rất tốt với Cao Lão,
lại cảm thấy hứng thú với việc ông ta đến thành phố Yến để cố ý đầu tư vào công viên cây xanh, cũng có ý tứ muốn cùng ông ta nói chuyện thân cận hơn. Cho nên hắn gọi điện cho Tào Thù Lê, báo hủy cuộc hẹn, lại nói xin lỗi cô bé. Tào Thù Lê cũng không cần hỏi hắn có việc gì đã nói luôn. Không việc gì đâu, ăn cơm với Tôn An thì ăn lúc nào chẳng được, hắn cũng chẳng phải người ngoài, dám không nghe lời em ư. Nhưng mà còn anh thì uống rượu ít thôi, mà cũng đừng tự lái xe đi, có nghe không hả? Nghe lời em, bé ngoan nhé. Hạ Tưởng cười vui vẻ, cách mà cô bé quan tâm đến hắn rất thú vị, lại làm người ta dễ tiếp thu. Giọng nói của cô dịu dàng, nhẹ nhàng, tựa như đang nói chuyện với trẻ con vậy, cố tình làm cho người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt dễ chịu. Cao lão có xe riêng, Hạ Tưởng thì không lái xe Santana của hắn mà đi chung xe với Cao lão. Xe ông là một chiếc Lincoln, biển đăng ký ở Bắc Kinh, bên trong rất rộng rãi và thoải mái. Đặc điểm xe của Mỹ chính là thoải mái xa hoa, đến đai an toàn cũng mềm mại, ngồi bên trong có cảm giác dễ chịu như ngồi kiệu vậy. Hạ Tưởng vốn định đưa Cao lão đến nhà hàng kinh vị, nhưng Cao lão lại cười thần bí. Không chỉ có tôi muốn gặp cậu, mà tôi còn muốn giới thiệu cậu làm quen với một người bạn trẻ. Có hứng thú làm quen với người đầu tư một chút không? Tôi chỉ phụ trách phần thiết kế và quy hoạch, người quyết định thực sự lại hoàn toàn là một người khác. Hạ Tưởng không khỏi tò mò. Cao lão, thị trưởng Trần dường như còn chưa quyết định xây dựng công viên cây xanh ở thôn Tây Lý thì phải. Cao lão gật gật đầu. Lợi ích của nhà kinh doanh không chiếm được thỏa mãn, năng lực của bọn họ thật lớn thì thị trưởng Trần cũng sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Có điều cậu yên tâm, thị trưởng Trần có thái độ ủng hộ mạnh mẽ đối với đề nghị xây dựng công viên của chúng tôi. Tôi nghĩ, thị trưởng Trần cũng sẽ thông qua đề nghị của chúng tôi ở hội nghị thường ủy thôi. Có điều trước khi sếp của tôi quyết định thì tôi cảm thấy là hai người nên gặp mặt một lần cho thỏa đáng. Tôi cảm thấy ý tưởng công viên cây xanh của cậu tốt hơn rất nhiều so với công viên nước mà chúng tôi dự kiến lúc ban đầu. Quý sếp là, Hạ Tưởng càng ngày càng cảm thấy có chút mơ hồ, trực giác cho thấy Cao lão có lẽ không chỉ đơn giản là một chuyên gia quy hoạch kiêm doanh nhân như vậy, chắc hẳn là còn có một bối cảnh nào đó từ phía chính phủ nữa. Xin cho tôi tạm thời giữ bí mật, anh bạn trẻ đừng phiền nhé. Cao lão cười ha hả, lại lấy ra một bao thuốc lá. Hút thuốc không? Hạ Tưởng khoát tay. Có biết hút, nhưng lúc không nên hút thì không hút. Không biết là Cao lão muốn đưa cháu đến đâu, nói cho cháu biết một tiếng chứ. Nếu không cháu bị chú dẫn đi bán thì tìm ra đường về sao được. Tôi bán cậu làm gì? Cậu là nhân tài hiếm có, tranh còn trả được lại đem bán. Cao lão nói đồng thời châm điếu thuốc, hút và thích chí phun ra một ngụm khói. Không cai được nữa, đó cũng là đam mê lớn nhất cả đời tôi. Tiểu Hạ, có một việc tôi vẫn nghĩ không ra, đó là cậu còn trẻ như thế mà khi thảo luận về vấn đề quy hoạch thương mại thành thị thì đạo lý lại rõ ràng, hơn nữa suy xét vấn đề cũng rất là toàn diện. Tôi nghe ra là kể cả thị trưởng Trần cũng khích lệ cậu nói. Qua 2-3 năm nữa, cậu có năng lực làm chủ nắm quyền chính trị một phương thì rất không đơn giản nha cậu trai trẻ. Bất quá tôi cũng muốn hỏi một chút. Ý tưởng của cậu về công viên cây xanh rốt cuộc là làm sao mà nghĩ ra được? Tôi thật sự là rất ngạc nhiên đấy. Là một chuyên gia trên phương diện quy hoạch, vài năm vừa qua vẫn là nhân vật thủ lĩnh trong giới quy hoạch, Cao lão cực kỳ giật mình trước tính toàn diện khi suy xét đến vấn đề của Hạ Tưởng. Bởi vì sau khi ông đến thành phố Yến, đại biểu công ty bọn họ đã nhận xây thôn Tây Lý và công viên nước với chính quyền thành phố. Chẳng những nhất thời thị trưởng Trần kinh ngạc mà các chuyên gia quy hoạch của thành phố Yến tham gia hội nghị không có một ai là có thể nhìn ra được cân nhắc lâu dài về công viên nước của bọn họ cùng với nhân tố có lợi với cải tạo môi trường của thành phố Yến. May mắn là thị trưởng Trần còn có tầm nhìn xa hơn một chút. Dù sao trong suy nghĩ của ông ta cũng có quy hoạch lâu dài của thành phố Yến, bởi vậy biết rằng nhà máy dược và nhà máy sắt thép có ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào tới mức độ ô nhiễm môi trường của thành phố Yến. Làm cho Cao lão không thể tưởng được chính là Hạ Tưởng chẳng những đưa ra bố trí ở thôn Tây Lý một cách chín muồi mà lại còn cả ý tưởng xây dựng công viên cây xanh. So sánh ra thì một cánh rừng cây xanh có tác dụng tinh lọc không khí rõ ràng là tốt hơn nhiều so với công viên nước. Hơn nữa, chi phí kiến tạo chưa chắc đã cao bằng chi phí xây dựng công viên nước. Và điều đồng thời làm cho ông thấy mừng rỡ và có hảo cảm sâu sắc chính là một cậu thanh niên trẻ tuổi như vậy. Lại cũng không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch mà chỉ là một phó chủ nhiệm của văn phòng tổ cải tạo,
thế mà làm sao lại có thể có được tầm nhìn toàn cục từ trên xuống dưới như vậy chứ? Hạ Tưởng để ý rằng ô tô đang đi về ngoại ô phía đông, dần dần ra khỏi nội thành, lại đi tới khu mở rộng phía đông, lại rẽ sang phải đi vào đại lộ Trường Giang thì nghĩ thầm rằng không phải là đến Hà Đường Nguyệt Sắc đấy chứ. Nghĩ như vậy, lại nghe thấy nghi vấn của Cao Lão, hắn ngẩn người ra đáp. Cháu tốt nghiệp học viện kiến trúc, bình thường thích nghiên cứu về quy hoạch đô thị. Lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao sắp xếp địa hình phù hợp mới có thể làm cho một thành phố thích hợp để cho con người ở lại và sinh sống. Thành phố không phải lớn mới là tốt, không phải đông dân mới là tốt, lại càng không phải là có những khu nhà cao tầng mới là tốt. Con người và thiên nhiên cần phải chung sống hài hòa, con người với thành thị lại càng cần chung sống hài hòa hơn. Có lẽ chỉ có một chút tấm lòng ấy thôi, kỳ thực không lọt được vào mắt của Cao Lão, lại làm cho Cao Lão chê cười rồi. Ai, anh bạn trẻ, thanh niên khiêm tốn là tốt, nhưng cũng nên tránh việc khiêm tốn quá mức thì lại là làm ra vẻ. Ở trước mặt tôi, cậu không phải là chính khách, mà là một người bạn nhỏ vong niên của tôi. Thế nào? Không thể không nói, Cao Lão cũng là một người rất có sức cuốn hút, đặc biệt không giống với Trần Phong. Mỗi tiếng nói, mỗi hành động của ông đều biểu lộ rõ bản sắc, rất dễ khiến cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác thân thiết, cảm thấy ông hòa ái dễ gần, đáng để tin tưởng. Hạ Tưởng vẫn khiêm tốn cười nói. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời, cảm thấy thế chứ cũng không chín chắn gì cả. Chỉ là nghĩ đến thì nói ra thôi chứ thực tế thì còn cần quy hoạch và chi tiết cụ thể. Cháu chỉ để ý đến tổng thể cân bằng của bức tranh chứ vẫn chưa để ý được là nên đặt bút từ chỗ nào. Nói nữa thật sự là không thể. Hắn cũng không phải khiêm tốn mà là hiểu rõ ràng mức độ nông sâu của mình. Dù sao hắn cũng không phải là người chuyên môn nghiên cứu các vấn đề quy hoạch thương mại một cách chi tiết, cho nên sẽ là múa rìu trước cửa lỗ ban, múa rìu qua mắt thợ. Khu mở rộng phía đông cách nội thành khá xa, hơn nữa lại đang giờ tan tầm cho nên bị tắc đường. Xe đi mất hơn một tiếng mới đến nơi. Đúng là như Hạ Tưởng đã suy đoán, ô tô chạy nhanh vào Hà Đường Nguyệt Sắc. Hà Đường Nguyệt Sắc Hồ Sen Ánh Trăng là địa điểm giải trí thư giãn nổi tiếng ở thành phố Yến, nằm ở cuối đại lộ Trường Giang trong khu mở rộng phía đông. Toàn bộ kiến trúc đều là nhà sàn trên một cái hồ nhân tạo, chiếm diện tích khoảng chừng trên dưới 100 mẫu. Hồ nhân tạo lại khoảng chừng hơn 1.000 mẫu nữa. Một hồ nước vây xung quanh, trong hồ đủ các loại hoa sen. Liếc mắt nhìn lại, hương hoa sen lan tỏa ra xa, bây giờ dưới ánh trăng treo cao, ánh sáng lấp lánh rơi rớt lại càng bộc lộ vẻ đẹp trong trẻo mà lạnh lùng. Bởi vì ở cách xa nội thành cho nên ở đây đặc biệt yên tĩnh. Ánh trăng làm nước lấp lánh, lá sen như mộng, tạo nên một cảm giác không chân thực, tựa như trong mơ vậy. Hạ Tưởng không khỏi cảm thán. Đều là kẻ có tiền, đều là làm kinh doanh, có người thiết kế chỗ ăn uống như rát vàng rát ngọc cả nhà hàng, cứ như là không có màu vàng chói mắt ấy thì sẽ không đủ thể hiện sự phú quý vậy. Thật không ngờ là người thực sự có phẩm vị lại có thể đem vẻ đẹp của đất trời tập trung lại một chỗ. Như Hà Đường Nguyệt Sắc trước mắt đây, có nước có trăng, có hoa sen, lại có một khúc đàn tranh, hẹn hai ba người tri kỷ, đối rượu ngâm thơ cũng là chuyện may mắn nhất của đời người. Đang còn nói thì đã thấy tí tách tiếng đàn tranh đạm nhạt vang lên, chính là khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, một của Trương Xuân Giang. Một link nghe bài này ở đây nhé, YouTube Chun Chiang Hua Duy E youtube.com/watch.v/lac-nam-phi-e. Cao Lão nhịn không được bật cười lên. Xem ra chủ nhân cũng là người có thú vui tao nhã, biết tâm ý của cậu cho nên cố ý dùng một khúc đàn tranh đến đón chào anh bạn trẻ đây. Thể diện cậu cũng không nhỏ đâu. Dưới sự dẫn dắt của Cao Lão, Hạ Tưởng đi trên cầu gỗ nổi trên mặt nước quanh quanh co co, đi vào một cái tiểu đình ở giữa hồ. Hà Đường Nguyệt Sắc được thiết kế rất thú vị. Trung tâm hồ là một quần thể kiến trúc, có rất nhiều tiểu đình trong hồ làm cho người ta có một cảm giác như rời xa trần thế, vừa yên tĩnh lại vừa xa xôi, lại còn làm cho lòng người khoáng đạt, thư giãn. Nghe được tiếng ếch kêu văng vẳng ở đâu, không hiểu sao tâm tình lại thư giãn đi rất nhiều. Cao Lão đưa Hạ Tưởng vào bên trong tiểu đình. Xung quanh tiểu đình có một tầng màn lụa mỏng vây để chống muỗi. Hạ Tưởng không nhìn rõ người bên trong hình dạng thế nào nữa. Hắn có chút kỳ quái. Vì cái gì mà hắn và Cao Lão đi đến gần rồi cũng không thấy người ở bên trong đi ra chào đón, cũng quá là lên mặt đi. Cao Lão cũng không giải thích, ngược lại lại cười nói. Tôi đi gọi đồ ăn một chút, anh bạn trẻ, mời vào. Nói rồi ông cũng không đợi Hạ Tưởng phản ứng, khoát tay xoay người nghênh ngang rời đi.
Hạ Tưởng càng buồn bực hơn, chuyện gì mà phải làm ra vẻ thần bí như thế cơ chứ? Hắn bước vào bên trong tầng lụa mỏng, đồng thời nói. Xin chào, tôi là Hạ Tưởng, do Cao lão mời đến với. Đến thì đến đi, tiến vào ngồi xuống là được rồi. Chẳng lẽ lại còn muốn cho người ta mời anh ư? Một tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, người ở bên trong bước ra, một thân váy dài trắng, bên ngoài lớp váy dài lại là một tầng lụa mỏng, cánh tay để trần trắng nõn nà, dung nhan kiểu diễm như hoa sen lại như tranh vẽ. Chỉ có điều ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không hề chớp mắt nhìn Hạ Tưởng chằm chằm. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng, có cô gái như đóa hoa sen. Lại là Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng trong chớp mắt có chút thất thần, dưới ánh trăng chiếu rọi, nổi bật dưới bốn phía hoa sen, Liên Nhược Hạm đẹp đến chói mắt, đẹp đến nỗi làm người ta hít thở không thông. Hắn mất đi sự trầm tĩnh nhất quán, khẩn trương nói. Liên Nhược Hạm, sao lại là em? Tại sao lại không thể là tôi? Liên Nhược Hạm nhìn Hạ Tưởng đánh giá một lúc, rồi chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Xem ra anh sống không tồi, không hề gầy đi chút nào. Chỉ có phơi nắng cho nên đen hơn một chút thôi. Hạ Tưởng lúc này mới chú ý rằng Liên Nhược Hạm gầy đi rất nhiều, cằm nhọn ra không ít liền cảm khái nói. Từ biệt hơn nửa năm, em gầy đi một chút, nhưng mà nói thật, cằm em nhọn đi ngược lại lại càng xinh hơn. Nói bậy, Liên Nhược Hạm trở lại ngồi xuống, cũng không để ý đến Hạ Tưởng, tự rót cho mình một chén trà. Làm gì có người nào gầy đi mà lại còn có thể là gầy đẹp được. Hơn nữa, tôi gầy hay không thì liên quan gì đến anh. Hạ Tưởng lúc này mới chú ý đến bài trí trong đình. Bốn phía xoay tròn xung quanh một cây cột trụ thẳng đứng, ở giữa đặt một cái bàn bát tiên, trên bàn đặt một ít đồ ăn và hoa quả, còn có nước trà nữa. Hạ Tưởng cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống thì tự mình châm trà uống, uống ba chén liền mới đã khát, lại nói. Gọi đồ ăn chưa, đói bụng rồi. Sắc mặt lạnh lùng của Liên Nhược Hạm rốt cục không căng thẳng được nữa, phì, một cái nở nụ cười. Anh thật là không có tiền đồ, vừa mới thấy mặt đã kêu đói. Có phải là lăn lộn ở thành phố Yến vô cùng chật vật, đến cơm cũng chả ăn đủ no không? Hạ Tưởng liền đùa cô. Vẫn là cười lên mới đẹp, cằm đầy, ánh mắt tròn tròn, lông mày như vầng trăng non, miệng hồng như hoa sen. Anh hỏi em. Đến thành phố Yến đầu tư vào thôn Tây Lý là chuyện làm ăn của gia tộc em phải không? Liên Nhược Hạm không trả lời, nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng. Chuyện lần trước anh còn chưa trực tiếp xin lỗi em, giờ cho anh một cơ hội đó. Hạ Tưởng gãi đầu, lại sờ sờ cái mũi, cuối cùng xoa xoa tay vào nhau, thật sự không còn động tác nào bỏ sót nữa rồi mới nói. Chuyện đã qua lâu thế rồi, lúc ấy anh đặc biệt cảm khái, đặc biệt có cảm giác. Có điều bây giờ vừa nhìn thấy em lại không dậy nổi tâm tư muốn xin lỗi. Em nói có đáng trách hay không chứ? Liên Nhược Hạm không chịu buông tha. Không chịu nhận lỗi, không thèm để ý đến anh nữa. Này này, xin lỗi không phải là không thể được, nhưng mà hiện giờ quả thật là anh đói rồi. Có thể thương lượng một chút được không? Chờ anh ăn no rồi sẽ xin lỗi. Ăn no rồi còn có nhiệt tình, có thể nói thêm được vài câu. Hạ Tưởng không phải là không đồng ý cúi đầu. Nam tử Hán đại trượng phu biết có biết duỗi, nói xin lỗi với cô ấy cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao lúc ấy quả thật là Liên Nhược Hạm đã giúp hắn nhiều lắm, cũng đáng được hắn trịnh trọng đặc biệt nói một tiếng cảm ơn với cô. Nhưng hắn lại thấy dậy lên một cảm xúc, cũng không biết là vì cái gì mà vừa thấy Liên Nhược Hạm thì tất cả những lo lắng trước kia đều tan biến, ngược lại, lại còn có một cảm giác thoải mái đặc biệt. Chương 187, ai thả câu dài? Ai là con cá lớn? Liên Nhược Hạm xoay mặt đi, quả nhiên không thèm để ý đến hắn. Hạ Tưởng cười ha hả vài tiếng rồi đứng dậy ho khan một tiếng, nói. Đồng chí Liên muội muội kính mến, xét thấy lần trước tôi rất hung dữ với đồng chí khi ở huyện bá, nói chuyện đơn giản mà lại thô bạo, hơn nữa còn không cẩn thận làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của đồng chí. Hôm nay tôi ở đây trịnh trọng xin lỗi đồng chí. Hơn nữa, đối với tất cả những việc đồng chí đã làm, chân thành bày tỏ lòng biết ơn và xin lỗi. Liên Nhược Hạm, cảm ơn đồng chí, Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm bị chọc cười, ngắt một cành lá sen trong hồ đánh vào Hạ Tưởng. Anh xin lỗi hay là chọc giận người ta đấy? Hạ Tưởng đứng bất động, bị đánh một cái thì cũng chẳng đau nhưng đầu lại dính đầy nước hồ. Liên Nhược Hạm không ngờ là Hạ Tưởng lại không né, bèn lại lấy khăn tay giúp hắn lau nước trên đầu.
anh chẳng phải là thân thủ không tồi à? Làm sao lại không tránh ra? Hạ Tưởng vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể được Nhược Hạm đánh cho vài cái, làm cho nàng tiêu tan cơn giận, làm cho nàng vui vẻ thì dù cho tôi có bị đánh đến đầu rơi máu chảy cũng cam tâm tình nguyện. Liên Nhược Hạm sững sờ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Gạt người, đại lừa bịp, chỉ biết hót cho hay thôi. Cười cười rồi nước mắt bất giác lại rơi xuống, gục lên bàn khóc nức nở. Hạ Tưởng, anh có biết là nửa năm nay người ta vất vả thế nào không? Hạ Tưởng không khỏi thấy lòng chua xót, hắn vỗ về nhẹ sau lưng Liên Nhược Hạm. Chỉ trách em tầm nhìn rất cao, có phải là trong nhà bắt em đính hôn, em không thấy vừa lòng thì nghĩ biện pháp từ chối ư? Liên Nhược Hạm đẩy Hạ Tưởng ra. Không cần anh lo, anh cách xa tôi ra một chút, đừng có vo ve trước mắt làm phiền người ta. Hạ Tưởng biết là cô nói lấy, hoàn toàn là nhắc lại những câu lúc trước hắn đã nói với cô nên cũng không giận, lại vẫn an ủi. Em không nói với anh rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thì anh làm sao giúp em được. Được rồi, đừng khóc nữa. Anh vẫn thấy em khá kiên cường, không ngờ là còn khóc nhè nữa. Liên Nhược Hạm ngừng khóc, ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường. Chính là em vô cùng kiên cường nên mới không cần người khác phải thương hại. Trong nhà chẳng phải là đã cho em đính hôn rồi sao? Được lắm, bọn họ nhắc tới đính hôn là em giả vờ ốm, không nhắc tới thì không ốm. Kết quả bọn họ nói ra đến 7-8 lần thì em bị ốm cả 7-8 lần. Lần cuối cùng là bệnh thật, thiếu chút nữa là chết toi. Bọn họ sợ quá, không dám nói ra với em chuyện đó nữa. Hừ, có gan nhắc lại thử xem. Hạ Tưởng nhìn gương mặt quật cường của Liên Nhược Hạm, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con. Cũng phải, cô mới bao nhiêu tuổi đâu. Trong lòng hắn vừa có chút xúc động, lại vừa có chút bất an, lại không tiện thể hiện ra, đành phải cười ngây ngô. Không thích thì không đính hôn nữa. Đừng có lấy chính bản thân mình ra nói đùa như thế. Hay là bạn trai mà mọi người giới thiệu cho em không đủ cao, không đủ đẹp trai. Sai, hắn vừa cao, lại vừa đẹp trai, lại có tiền. Có thể nói là cần cái gì là có cái đó, nhưng mà lại không có điểm mà em thích, thuần túy là đồ trẻ danh. Liên Nhược Hạm thở phì phì nói, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với người đó. Hạ Tưởng muốn cười mà không cười nổi. Tầm nhìn của em rất cao, có khi tìm không thấy được chàng hoàng tử Bạch Mã. Tìm không thấy thì không thấy, thế giới này chả có mấy gã đàn ông là tốt, không cần cũng được. Liên Nhược Hạm nói xong, hung hăng trừng mắt lườm Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ủy khuất nói. Em mắng mấy thằng khác lại lườm mắt với anh làm cái gì? Anh có trêu ghẹo gì em, có chọc tức em đâu. Anh chính là trêu ghẹo chọc tức em đấy. Làm sao nào? Liên Nhược Hạm không phục, nói. Em tới thành phố Yến với thân phận là nhà đầu tư kinh doanh, đại diện cho gia tộc xây dựng cơ sở ở thành phố Yến. Anh là người phụ trách và phòng tổ cải tạo thôn nội đô, về sau sẽ ra mặt tiếp đón em. Nhớ rõ mà cung kính một chút. Em là doanh nhân đầu tư lớn đến từ Bắc Kinh đấy. Đã nói đến đầu tư, Hạ Tưởng liền thuận theo lời cô nói. Xin chào Tổng Giám Đốc Liên, tôi là Hạ Tưởng ở văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Rất hân hạnh được biết cô, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Làm người kinh doanh, không có lợi thì không dậy sớm, cho dù quý gia tộc có nhà to sản nghiệp lớn hơn đi chăng nữa, muốn làm chuyện công ích thì cũng sẽ lựa chọn ở Bắc Kinh. Tại sao lại phải đến thành phố Yến? Dự định xây dựng thôn Tây Lý trở thành công viên nước. Hạ Tưởng nói một cách nghiêm trang, Liên Nhược Hạm cũng ngồi thẳng người lên, nén cười nói. Xin chào Phó Chủ nhiệm Hạ, tôi cũng rất vui được biết anh. Anh nói không sai, trên thương trường nói chuyện kinh doanh, lấy thân phận của một doanh nhân ra mà nói, tôi đại diện cho gia tộc đến đầu tư ở thành phố Yến, tất sẽ cần sự thu hồi. Có điều doanh nhân với doanh nhân cũng không giống nhau, có người ánh mắt thiển cận, chỉ thích hợp làm ăn ngắn hạn. Có người tầm nhìn xa trông rộng, thả sợi dây dài câu con cá lớn, kế hoạch từ từ. Có một số hạng mục vừa nhìn sẽ không thấy lợi ích hoặc là lợi ích không nhiều, nhưng như thế cho đến 2-3 năm sau sẽ tăng giá trị trên diện rộng, vượt xa khoản đầu tư ban đầu. Thu hồi chẳng qua là chỉ nhìn nhất thời, làm người cũng không thể chỉ lo tới lợi ích trước mắt thôi. Buông sợi dây dài câu con cá lớn, Hạ Tưởng vừa nghe mà không khỏi thấy động tâm. Liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạm một cái, thấy cô tỏ vẻ, lại còn toát ra vẻ thông minh tháo vát thì thầm nghĩ cô đúng là một cô gái muôn màu muôn vẻ, giả vờ cái gì là giống cái đó. Có điều, nghe lời nói của cô thì ngoài ý tứ về sợi dây dài và con cá lớn ra,
dường như là còn ám chỉ một điều gì đó khác nữa. Do đó hắn hỏi lại. Nói như thế thì Tổng Giám đốc Liên dự định ở lại thành phố Yến một thời gian ư? Liên Nhược Hạm rụt rè gật đầu. Chỉ sợ là sẽ ở lại trong một thời gian tương đối dài. Không sợ nói cho anh biết, tôi đã thuê một gian phòng ở Hà Đường Nguyệt Sắc, chính là chuẩn bị để tiện vươn tay đạp chân ở thành phố Yến. Phó chủ nhiệm Hạ là phó chủ nhiệm của văn phòng tổ cải tạo, có lẽ về sau chúng ta không thể thiếu sự giao tiếp qua lại. Đến lúc đó còn mong phó chủ nhiệm Hạ nể tình đã quen biết một thời gian, chiếu cố nhiều hơn một chút. Hạ Tưởng liền cười. Không thành vấn đề, tôi sẽ cố gắng hết khả năng có thể. Cải tạo thôn nội đô ở thành phố Yến là một trận gió đông, mượn dùng vừa tiện. Có thể mở ra cánh cửa lớn của giới bất động sản ở thành phố Yến. Lại nói, hiện giờ tình hình bất động sản ở thành phố Yến còn chưa có doanh nghiệp bên ngoài tiến vào. Quý công ty xem như là công ty đầu tiên rồi. Công ty của Tổng Giám đốc Liên tên gọi là gì? Đối với việc khai thác thôn Tây Lý có cân nhắc lâu dài như thế nào? Tập đoàn Viễn Cảnh. Liên Nhược Hạm một thân lụa mỏng như rát đầy ánh trăng. Ánh mắt cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, biểu tình thản nhiên như tiên tử trốn nhân gian, phiêu nhiên xuất trần, vô cùng cao quý. Chỉ có điều, rơi vào trong mắt Hạ Tưởng thì bất luận thế nào cũng luôn nhớ tới vẻ mặt bất lực và cô độc của cô khi ở khách sạn, lại cảm thấy cô hết sức chân thực. Đối với vấn đề sau cùng của Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm trực tiếp không có trả lời. Về phần khai thác thôn Tây Lý là nghiệp vụ cơ mật của công ty. Anh là người ngoài, không tiện nói ra. Hạ Tưởng tuyệt không cảm thấy xấu hổ, đưa tay gõ lên cái bàn. Dường như là Tổng Giám đốc Liên mời tôi là còn có việc lớn nữa thì phải. Chúng ta mặt cũng đã thấy rồi, cũ thì cũng quen rồi, nên giải quyết vấn đề no bụng đi. Anh làm sao mà chỉ có biết đến ăn thôi thế? Thật chẳng ra gì. Những lời này vừa ra khỏi miệng lập tức đà làm hình ảnh tiên tử và tư thái cao quý của Liên Nhược Hạm biến mất không còn sót lại chút gì. Ở trong mắt Hạ Tưởng cũng lại biến trở về thành cô bé bốc đồng. Cô liếc mắt lườm Hạ Tưởng một cái. Trước kia làm sao lại không nhìn ra anh là một cái thùng cơm không biết. Hạ Tưởng vẻ mặt ủy khuất. Em đi từ giữa trưa không ăn cơm thử xem. Dắt mối cao lão nói là đi gọi đồ ăn nhưng thật ra là viện cớ chuồn mất. Bởi vì đồ ăn trên bàn đã gọi hết rồi, nói nửa ngày rời, có khi đều nguội hết rồi. Cũng may là mùa hè, Hạ Tưởng cũng không có chú ý gì, vùi đầu ăn như rồng cuốn, chỉ chốc lát sau đã càn quét đống đồ ăn không sót lại tí nào. Sau khi ăn xong, hắn còn cảm khái nói. Người ta bảo là đồ ăn ở Hà Đường Nguyệt Sắc mùi vị không tệ. Hôm nay ăn một lần, tạm được, cũng có thể ăn no. Lại nghĩ đến một chuyện, hắn liền hỏi. Nhược Hạm. Em đến thành phố Yến từ lúc nào? Liên Nhược Hạm không sao ăn được, luôn ở một bên lẳng lặng nhìn Hạ Tưởng ăn, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Nghe Hạ Tưởng vừa hỏi, cô hỏi lại. Anh nhận được tin nhắn lúc nào? À, đến đây đã lâu như thế, sao lại không gọi điện cho anh? Anh không gọi, em việc gì phải chủ động gọi cho anh? Quên đi, Hạ Tưởng cười lắc đầu. Liên Nhược Hạm tùy hứng, nói chuyện chẳng có đạo lý gì cả. Huống chi quả thực là cô cũng bực hắn thật. Hắn là đàn ông, một người đàn ông bình thường, cũng ít nhiều đoán được một chút lời nói nửa đùa nửa thật và tâm tư nho nhỏ của Liên Nhược Hạm. Nhưng hắn không dám vạch trần. Liên Nhược Hạm không phải là một cô gái bình thường. Gia tộc sau lưng cô có thế lực vô cùng khổng lồ, là một cái lưới lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngàn vạn lần không thể rơi vào trong đó, nếu không, tuyệt đối không có khả năng trốn thoát ra được. Liên Nhược Hạm không nói, trong lòng hắn rất rõ ràng. Cô từ chối việc người nhà đính hôn, lại dùng đúng danh nghĩa khai thác thị trường thành phố Yến mà đến đây là vì cái gì chứ? Trong lòng hai người đều biết rõ, có điều ai cũng không thể nói ra được mà thôi. Liên Nhược Hạm không thể so sánh được với Tào Thù Lê. Tào Thù Lê tuy rằng cũng là thiên kim tiểu thư, nhưng mạng lưới quan hệ và tính tình của Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng đều biết rõ ràng, cũng tự nhận là có thể ứng đối được. Nhưng gia tộc của Liên Nhược Hạm lại có căn cơ ở Bắc Kinh. Bắc Kinh là địa phương gì? Là rồng cuộn hổ ngồi khắp nơi. Đừng nói hắn chỉ là một gã cấp phòng quen, kể cả là hắn có leo lên địa vị cao như là thị trưởng của thành phố Yến đi nữa, đến Bắc Kinh cũng phải cúi thấp đầu mà đi đường. Hơn nữa, đối với việc gia tộc của Liên Nhược Hạm đến tột cùng là lớn đến thế nào thì trong lòng hắn một xíu siêu tin tức cũng không có. Hạ Tưởng thương tiếc sự quật cường của Liên Nhược Hạm. Dung túng sự tùy hứng của cô, khoan dung những bực bội của cô, nhưng phải duy trì một khoảng cách nhất định với cô,
tránh cho rơi vào một cái vực sâu làm hắn không thể xoay người dậy nổi. Làm người quý ở chỗ tự biết chính mình, nếu Liên Nhược Hạm chỉ là một cô gái bình thường, hắn có thể đối xử với cô thật tốt. Nhưng cô xuất thân trong một đại gia tộc, cô cũng không phải là một người, mà là đại diện cho lợi ích của cả gia tộc. Lợi ích của gia tộc lại không thể bị người khác làm tổn hại. Một khi có người có ý đồ động chạm đến lợi ích của gia tộc, sẽ gặp phải lực phản bác kinh khủng. Ở trước một gia tộc thế lực như núi cao, Hạ Tưởng biết, hắn nhỏ bé như một cây cỏ nhỏ. Quả nhiên, Liên Nhược Hạm nói tiếp, lại làm Hạ Tưởng âm thầm cảm thấy may mắn, đồng thời, lại không khỏi hết hồn. Cao lão khá là khen ngợi anh đấy. Không ngờ thật, luôn luôn thanh cao như cao lão mà cũng có thể coi trọng người như anh. Không chỉ có thể vận động được thị trưởng của thành phố Yến, không những làm cho cao lão đến phụ trợ em, mà còn điều cả con trai cao lão là Cao Tấn Chu đến tỉnh Yến, để cho Cao Tấn Chu đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch tỉnh Yến. Hạ Tưởng tự nhận mình luôn khá là trấn tĩnh, cũng biết là mình đã trải qua những chuyện lớn nhỏ coi như không ít. Nhưng nghe đến Liên Nhược Hạm nói ra thản nhiên như không chuyện gia tộc của cô đã sắp xếp cả một vị trí phó chủ tịch tỉnh chỉ vì sẽ khai thác thị trường của thành phố Yến thì hắn vẫn vô cùng khiếp sợ. Đồng thời hắn cũng cảm thấy khó tin, cũng cảm thán vì mình trước giờ kiến thức thật nông cạn. Gia tộc như thế nào mới có thực lực khủng bố đến như thế chứ? Vì khai thác thị trường của một tỉnh, một thành phố, không ngờ có thể sắp xếp xuống dưới một cán bộ cấp phó tỉnh. Hơn nữa, nghe khẩu khí của Liên Nhược Hạm thì chuyện cứ nhẹ như lông hồng. Thật sự là một cái lưới lớn đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Một gia tộc với tay tận trời như thế, đừng nói là chính mình, ngay cả Trần Phong cũng không dám đụng chạm đến. Trách sao mà Cao Lão bảo, chỉ cần bọn họ muốn điều khiển thôn Tây Lý là có thể bảo đảm được thành phố sẽ thông qua. Đối với những người có đầy đủ tài chính mà nói ra một câu như thế không phải là khoe khoang, không phải là kiêu ngạo, mà chỉ đơn giản là trần thuật lại một chuyện thực tế mà thôi. Anh sẽ giúp em. Hạ Tưởng quyết định chủ ý, có thể có cơ hội tiếp xúc chính diện với một gia tộc khổng lồ như thế thì không thể buông tha được. Hơn nữa, Cao Lão đưa ra ý tưởng về công viên nước, hắn cũng vô cùng đồng ý. Hắn cho rằng gia tộc của Liên Nhược Hạm tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng làm việc có lý có tình, có lễ nghĩa, không bá đạo, không cưỡng ép, làm việc theo quy luật thị trường, thật sự là đầy phong cách quý phái. Cho nên kết giao bè bạn với một gia tộc như vậy cũng là một loại vinh quang. Ai bảo em là Liên muội muội của anh chứ, đúng không nào? Tôi chả có anh em gì cả. Liên Nhược Hạm lườm Hạ Tưởng một cái. Dưới ánh trăng, làn da trần lõa lồ của cô càng thêm trắng nõn, lóng lánh một tầng sáng bóng đến mê người. Anh định giúp em như thế nào? Nói khoác không biết thẹn, ngay cả mục đích thực sự của việc em khai thác thôn Tây Lý còn không đoán ra được, lại còn bảo là giúp em. Chẳng qua là nói ngoài miệng thôi. Hạ Tưởng không dám nhìn Liên Nhược Hạm nhiều. Lúc này, tình cảnh này, vẻ đẹp của cô có sự hấp dẫn đến kinh người. Gió đêm thổi, quần áo của cô bồng bềnh, yểu điệu bay múa. Là một người đàn ông sẽ không ai kìm nổi mà thả cho trí tưởng tượng đi phiêu lãng. Hơn nữa, hai người lại đang ngồi trong tiểu đình giữa hồ, bốn bề vắng lặng, lại còn là người đàn ông trước kia đã từng có tiếp xúc da thịt với cô thì đối diện với sắc đẹp hấp dẫn đó, sức chống cự trở nên kém đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Hạ Tưởng cúi đầu giả bộ uống trà, uống mấy chén liền rồi mới ngẩng đầu lên nói. Xây dựng thôn Tây Lý trở thành công viên, nhìn qua thì hình như là không kiếm ra tiền, có lẽ trong vòng 2-3 năm thì thật sự không đủ bù vào chi phí. Nhưng một khi nhà máy sản xuất sắt thép và nhà máy chế biến dược phẩm được chuyển đến hết ngoại thành, hai khu đất còn lại có thể xây thành chung cư để bán. Bởi vì có sẵn công viên ở đó, nhà ở chắc chắn có thể bán ra với giá cao. Anh cho rằng bằng vào quan hệ của nhà em với bên chính quyền thì khu đất của nhà máy sắt thép và nhà máy dược chắc chắn là nằm trong lòng bàn tay rồi. Hắn cố ý tạm dừng một chút, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Liên Nhược Hạm thì hài lòng nở nụ cười. Đầu tư vào công viên, nhìn ở góc độ ngắn hạn thì là chuyện làm ăn thua lỗ. Nhưng nhìn ở góc độ lâu dài, nếu anh không đoán sai thì khi nhà em và chính quyền thành phố ký kết một hiệp nghị, chắc chắn còn có một điều khoản phụ trợ. Điều khoản đó chính là xác định khi di rời nhà máy sắt thép và nhà máy dược, tập đoàn Viễn Cảnh sẽ được ưu tiên giành được quyền sử dụng đất. Liên Nhược Hạm mở to hai mắt nhìn Hạ Tưởng với vẻ khó có thể tin được và liên tục lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Anh mới bao nhiêu tuổi, chỉ là một gã trẻ danh, làm sao lại có thể đoán được ý đồ của nhà em? Tuyệt đối không thể nào.
Nhất định là Trần Phong nói cho anh, phải không? Tiếng bước chân đạp đạp truyền tới, sau đó là giọng nói sang sảng của cao lão. Tôi có thể cam đoan, thị trưởng Trần tuyệt đối không có lộ ra một chút tin tức nào với anh bạn trẻ cả. Liên tiểu thư, bây giờ tôi không thể không thừa nhận Tiểu Hạ là một nhân tài thông minh tuyệt đỉnh, cũng là một viên chức nhà nước có ánh mắt kinh doanh nhất mà tôi từng gặp. Rất giỏi, thật sự là hậu sinh khả úy. Cao lão xuất hiện thật đúng lúc, Hạ Tưởng nhìn ông ta một cái. Người ta đều bảo người già thành tinh, quả là một chút cũng không sai. Đi đúng lúc, đến đúng khi, ông ta cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh. Cao lão bị ánh mắt hoài nghi của Hạ Tưởng nhìn nhìn thì có chút ngượng ngùng, cười ha hả. Chịu sự nhờ vả của Liên tiểu thư, không thể không làm, anh bạn trẻ chớ trách. Tôi chừng này tuổi đầu rồi cậu còn giận dỗi với tôi làm gì nữa. Đúng là không tôn kính người già gì cả. Ha ha. Hạ Tưởng liền có ít thì bán ít. Cao lão, ngài cũng không nói sớm là Nhược Hạm tìm cháu, để cho cháu chuẩn bị tử tế một chút, thay quần áo mới, đánh giày sạch sẽ đi, để ý này nọ một chút. Lại đột nhiên tập kích cháu như thế, không phải là cố ý hủy hình tượng của cháu đấy chứ. Nói giỡn vài câu rồi cao lão ngồi xuống, cùng Hạ Tưởng nghiên cứu ưu thế của công viên nước và công viên cây xanh. Cuối cùng, cao lão càng lúc càng có khuynh hướng sang công viên cây xanh, đối với Hạ Tưởng thì càng nhìn lại càng vui. Thằng con tôi cũng sắp tới tỉnh Yến rồi, chắc chắn là nó cũng sẽ thích cậu, từ nhỏ nó đã chịu sự ảnh hưởng của tôi, cũng thích quy hoạch, thích chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng mà nó chỉ có thể coi như là học hỏi thôi, không có ngộ tính và linh khí như cậu. Trong ngành quy hoạch kiến trúc, hay là cậu làm đệ tử của tôi đi, tôi sẽ đem sở học cả đời này truyền thụ cho cậu. Hạ Tưởng vội vàng xua tay. Cao lão hãy tìm một người trong ngành mà dạy đi, cháu chỉ là trình độ nửa mùa, có đôi khi linh quang chợt lóe thì có chủ ý, nhưng có đôi khi thì chết sặc không nghĩ được ra. Chú dạy cháu, nói không chừng lại làm chú thất vọng. Cao lão cũng không ép. Tôi dù sao cũng muốn ở lại thành phố Yến, về sau có khi sẽ có cơ hội. Liên tiểu thư, tôi thấy là quyết định dùng phương án công viên cây xanh đi, lại xây thêm một ít giả sơn và hồ nước, có thể trở thành là điểm thư giãn giải trí rất tốt. So với xây một cái hồ nhân tạo thì tốt hơn nhiều. Liên Nhược Hạm vô cùng tôn trọng cách nhìn của cao lão. Cô nhìn Hạ Tưởng vài lần, bất mãn nói. Cũng không biết anh có bản lĩnh gì, vừa thấy mặt đã tác động được cao lão nữa. Nếu cao lão đã nói là có thể thì em cũng không có ý kiến gì. Thiết kế ban đầu ném vào sọt rác, phương án công viên cây xanh lại do cao lão thiết kế lại từ đầu một lần nữa đi. Cao lão cười tủm tỉm nhìn Hạ Tưởng không nói lời nào. Hạ Tưởng biết ý tứ của ông ta, vội hỏi. Cao lão, cháu nói bốc nói phét thì có thể, chứ thật sự cần động tay động chân vào thiết kế thật thì trình độ thực tế có hạn. Có điều cháu có thể giới thiệu cho chú một cô bé. Cô bé này có thiên phú trong phương diện thiết kế, cũng có cách giải thích độc đáo. Thiết kế quảng trường thư giãn chính là cháu với cô ấy cùng hợp tác hoàn thành đấy. Là cô bé Lê Hử. Liên Nhược Hạm chen lời vào, trong ánh mắt thoáng qua một tia cô đơn. Nhưng nháy mắt đã khôi phục lại như bình thường. Lâu rồi em cũng không gặp cô ấy, cũng nhớ cô ấy phết. Có thời gian gọi cô ấy cùng nhau tụ tập đi, có được không? Là bạn gái của cậu à? Cao lão nghe ra ý tứ bên ngoài lời nói của Liên Nhược Hạp, nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng. Cậu có bạn gái rồi à? Nhưng mà rồi lại cảm thấy câu hỏi vừa rồi quá trực tiếp, ý tứ ám chỉ quá sỗ sàng, cao lão lại ho khan cười cười vài tiếng. Tính tôi lắm miệng, tôi già rồi. Chuyện tình cảm của thanh niên, không tiện nói nhiều. Nếu đã là Tiểu Hạ giới thiệu thì có thời gian gặp mặt một lần đi. Có điều phương án tổng thể cậu còn phải giúp chúng tôi đưa ra đấy, thế nào Tiểu Hạ? Cậu không nể mặt lão già này thì cũng phải nể mặt Liên tiểu thư chứ hả? Anh ta có nể hay không thì công ty cũng sẽ không bạc đãi anh ta, sẽ trả phí thiết kế cho anh ta. Liên Nhược Hạm lạnh lùng nói, đột nhiên đưa tay nắn nắn vòng eo. Cháu mệt rồi, cháu về trước, cao lão thay cháu tiễn phó chủ nhiệm Hạ. Liên Nhược Hạm nói đi là đi, chả lưu một tí tình cảm nào cả. Cao lão nhìn tình trạng Liên Nhược Hạm như thế, trên mặt có vẻ xấu hổ. Anh bạn trẻ, thế này, làm sao lại có thể thế được chứ? Hạ Tưởng biết ông ta ngượng thay cho Liên Nhược Hạm. Đối với cô, hắn không có lý do để cho rằng cô phải hay không phải, cũng không bực tức gì, cười nói. Nhược Hạm có đôi khi tính nết hơi trẻ con, cao lão không cần để ý, cháu sẽ không giận cô ấy còn nhỏ,
cháu phải nhường. Cao lão lắc đầu, thở dài một hơi, lại chuyển đề tài sang chuyện công viên cây xanh. Lúc Hạ Tưởng trở về nơi ở đã là buổi tối, có tờ giấy dán ở cửa, bên trên là nét chữ nho nhã xinh xắn của Tào Thù Lê, trở về rồi nhớ uống nước. Uống rượu nhiều thì uống ít trà rồi hẵng ngủ, đừng uống trà đặc quá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đấy. Hạ Tưởng nở nụ cười, khẩu khí rông dài của cô thật giống như một cô vợ trẻ. Một quái vật lớn như tập đoàn Viễn Cảnh tiến công vào thị trường bất động sản ở thành phố Yến, lựa chọn đầu tiên không ngờ lại là khai thác một công viên. Điều này làm cho tất cả những doanh nhân trong giới bất động sản của thành phố Yến đang nói ra nói vào đều thở phào nhẹ nhõm. Có điều làm cho Hạ Tưởng buồn bực chính là mặc dù nhìn trên đăng ký tài chính thì tập đoàn Viễn Cảnh có thực lực hùng hậu nhưng không có bối cảnh gì cả. Từ tập đoàn Viễn Cảnh, cha không được tin tức có liên quan gì đến Liên Nhược Hạm cả. Có thể thấy được, tập đoàn Viễn Cảnh cũng có thể là vì gia tộc của Liên Nhược Hạm tấn công vào thị trường bất động sản của thành phố Yến mà được chuyên môn thành lập. Đang lúc tất cả giới doanh nhân toàn lực ứng phó, huy động các mối quan hệ của mình, chuẩn bị để thuyết phục thành phố phê chuẩn quy hoạch khai thác thôn Tây Lý Thành khu chung cư để bán thì ngoài dự đoán của mọi người chính là, khi khắp các mối quan hệ còn chưa ra tay, thành phố đã công khai quyết định, thôn Tây Lý giao cho tập đoàn Viễn Cảnh khai thác. Mà phương án công viên cây xanh của tập đoàn Viễn Cảnh cũng là phương án duy nhất được thông qua. Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, cũng lờ mờ đoán được, tập đoàn Viễn Cảnh có lai lịch lớn. Có điều cũng may là bọn họ chỉ xây dựng công viên cây xanh, vẫn còn chưa trực tiếp kinh doanh bất động sản, làm cho đám doanh nhân đang thất vọng vì mất quyền khai thác kinh doanh thôn Tây Lý, đồng thời lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tháng 7, thành phố Yến đi vào mùa hè nóng bức nhất. Nhờ Hạ Tưởng giới thiệu, Tào Thù Lê và Cao Lão gặp mặt đã hợp tác thiết kế công viên cây xanh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hạ Tưởng phải đưa ra một phương án chung. Cao Lão đầu tiên là tán thưởng vô cùng phương án tổng thể của Hạ Tưởng đưa ra, sau lại cùng tiếp xúc với Tào Thù Lê, lại vì sự cẩn thận độc đáo và những ý tưởng ra ngoài dự liệu của mọi người của cô bé mà mừng rỡ mãi không thôi, luôn mồm kêu là vớ được vàng, thương lượng với Hạ Tưởng là muốn nhận Tào Thù Lê là đệ tử. Hạ Tưởng đương nhiên là rất vui, Tào Thù Lê thì tất cả đều nghe lời Hạ Tưởng hết, gật đầu đáp ứng luôn. Cao Lão quá mừng rỡ. Trung tuần tháng 7, cách hơn 10 ngày sau cái hẹn 2-3 ngày gì đó của Thẩm Lập Xuân, Hạ Tưởng rốt cuộc nhận được thông tin của y, nói là Thành Đạt Tài đã dành ra thời gian, hẹn gặp mặt hắn. Địa điểm mà Thành Đạt Tài lựa chọn để gặp nhau cũng không phải ở trong phòng làm việc của y ở trụ sở của tập đoàn Đạt Tài trong tòa nhà Đạt Tài nằm phía đông nam thành phố Yến mà là ở trong khu biệt thự dành cho nhân sự cao cấp của tập đoàn Đạt Tài. Chỗ ở của y là một biệt thự lớn, cao 3 tầng, chừng hơn 1.000 thước vuông. Một tiểu viện độc lập cũng đã mấy ngàn thước vuông rồi. Trong viện còn nuôi mấy con chó săn lưng đen giống đức hình thể cao lớn. Có người phục vụ dẫn Hạ Tưởng vào trong biệt thự, sau đó không hề nói một lời nào xoay người rời đi. Hạ Tưởng trước kia cũng từng nghe qua những tin đồn về Thành Đạt Tài, quái gở, tính cách cổ quái, thích ru rú trong nhà. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, thấy thì thấy nhưng không thể trách. Hắn thấy ở cửa có dép lê thì thay dép rồi một mình đến ngồi xuống ghế salon trong phòng khách. Phòng khách có đến hơn 100 thước vuông, sàn nhà lát đá cẩm thạch, cột trụ kiểu La Mã, toàn bộ đồ gia dụng đều là gỗ thượng hạng. Lớn là cái kệ để tivi cho đến nhỏ như cái chén trà, không một cái gì là không thể hiện rõ ràng sự thưởng thức và xa hoa của chủ nhân. Hắn ngồi một lúc, không thấy có ai ra đón tiếp thì đứng lên, đi về hướng phòng bếp tiếp giáp ngay với phòng khách. Cửa phòng bếp làm bằng thủy tinh mờ hồ như có thể thấy được bên trong có bóng người lay động. Đẩy cửa phòng bếp ra, thấy bên trong có người đang mặc tạp dề, đang kiên nhẫn dùng dụng cụ đánh trứng để đánh trứng gà thì nhìn không được mà bật cười. Theo người ta đồn đãi, Thành Đạt Tài thân hình cao lớn, mũi thẳng miệng vuông, là người phương Bắc đặc thù, cái nhìn đầu tiên đập vào mắt đã khiến cho người ta có cảm giác là người đôn hậu, có thể tin được. Điểm đặc biệt nhất của ông là lông mày vừa rậm lại vừa dài. Dính liền vào nhau, là loại lông mày chữ nhất chính hiệu. Lúc Hạ Tưởng đi vào, trên lưng ông đang buộc tạp dề, miệng còn ăn nửa miếng dưa chuột, hai tay dính đầy rau quả, đang hăng say đánh trứng gà trong bát. Thấy Hạ Tưởng tiến vào, ông cũng không chào hỏi, nói thẳng luôn. Đồ đánh trứng kỳ thực cũng không dễ dùng đâu, nhưng mà cũng bởi vì thủ pháp của tôi không quen cho nên trứng gà đánh không đều được. Nếu mà đánh không đều thì lúc dán lên trứng sẽ không mịn, vị còn kém nữa. Cậu có biện pháp gì tốt không? Không có, tôi không biết làm cơm.
Hạ Tưởng lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nói. Kỳ thật cũng có một biện pháp hơi ngu ngu tí. Người nghèo hồi trước không có trứng gà ăn, không được ăn nhiều, cho nên lúc đánh trứng gà sẽ cho thêm một chút nước vào quấy lên. Trứng gà vừa được trộn nước thì mang ra rán sẽ lại trơn lại mịn. Thật hay đùa đấy. Thành Đạt Tài trong lúc nói chuyện, lông mày nhíu lại, vừa như hưng phấn, lại vừa như nghi ngờ. Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến. Tôi cũng chỉ nghe nói thế thôi, được hay không thì cũng phải thử một lần mới biết được. Thành Đạt Tài không chút do dự rót một chút nước vào bên trong bát rồi đổ dầu vào chảo cho nóng, đổ trứng gà vào rán lên. Chỉ chốc lát sau đã rán ra một đĩa trứng gà màu vàng óng ánh. Ông nếm thử một miếng, liên tục gật đầu. Không tồi, quả thật không tệ, vị trơn mịn rất nhiều. Mà tôi thật không hiểu, nếu đạo lý chỉ đơn giản như vậy thôi thì vì cái gì mà đa phần lúc người ta rán trứng gà lại không cho nước. Hạ Tưởng lắc đầu cười cười. Tổng giám đốc Thành ăn quen sơn hào hải vị rồi, hiện tại lại không hề thích thực vật trắng mịn, lại trở về ăn đồ thanh đạm, là giai đoạn thứ ba. Cho nên mới nói là không biết trứng gà rót thêm nước vào thì như thế nào. Đối với những gia đình mới vừa được ăn trứng thì bọn họ ăn nhiều trứng pha nước, lại cho rằng trứng không pha nước mới thơm, mới dễ ăn. Và lại so sánh với trứng gà tinh khiết vừa thơm lại vừa nguyên chất. Vị trơn mềm của trứng gà pha nước đối với bọn họ mà nói lại ngược lại là ăn không nổi nữa, chỉ là bất đắc dĩ phải làm mà thôi. Thành Đạt Tài nở nụ cười. Giai đoạn ba ư? Thế hai giai đoạn trước đó là cái gì? Kỳ thật vẫn là dăm câu ba điều dông dài thôi. Giai đoạn thứ nhất là thấy núi là núi, thấy nước là nước. Giai đoạn thứ hai là thấy núi nhưng không phải là núi, thấy nước nhưng không phải là nước. Giai đoạn thứ ba lại là trở về thấy núi là núi và thấy nước là nước. Đều là thấy núi là núi, thấy nước là nước nhưng tâm thái thì hoàn toàn không giống nhau. Hạ Tưởng cũng có cảm khái. Nhớ tới đời sau chỉ vì theo đuổi việc phát triển kinh tế mà dẫn đến rất nhiều việc xấu, ô nhiễm cả môi trường. Chương 188, trên khắp quan trường đều có người mới. Vì theo đuổi sản lượng cao, mà gieo trồng trên diện rộng, đến sâu cũng chả thèm ăn cái loại thu hoạch biến đổi gen. Vì theo đuổi chuyện bằng cấp, mà tạo ra lắm vị trạng nguyên bằng thì cao mà năng lực thì kém. Đến khi tỉnh ngộ mới lại quay đầu bù đắp lại thì cũng đã gây ra rất nhiều tổn thất không ai tưởng tượng được mà cũng không có cách nào cứu vãn được. Hiện giờ người dân quê vô cùng hâm mộ dân thành phố. Mười mấy năm sau, người thành phố lại bắt đầu hâm mộ cuộc sống không có môi trường ô nhiễm, không ăn thực phẩm bị ngộ độc và có rau dưa hữu cơ của người dân quê. Hắn thu hồi lại tâm tư, cười cười nói tiếp. Giống như người châu Âu quen đi ô tô rồi, lại đi bộ thì bảo là bảo vệ môi trường, là tập thể dục. So với chúng ta không mua nổi ô tô thì cũng không thể không đi bộ, tập thể dục được. Tuy giống nhau là cùng đi bộ, nhưng tâm tính lại hoàn toàn bất đồng. Chúng ta thưởng thức nước từ trên núi chảy xuống, và cao nhân thưởng thức nước từ trên núi chảy xuống, nhìn đến cảnh vật thì giống nhau, nhưng tâm tình lại phân chia cao thấp. Thành Đạt Tài cởi tạp dề ra, đặt đĩa trứng gà đã dán sang một bên, cười ha hả. Ý tứ của cậu là nói tôi nhàn rỗi không có việc gì đi dán trứng gà. Không thể giống như bà nội trợ nấu cơm rán trứng gà cho người thân. Tuy rằng đều là nấu ăn, nhưng đối với tôi thì là một loại thể nghiệm thư giãn, còn đối với bà nội trợ thì là một việc làm vô vị buồn tẻ không làm không được. Có phải hay không? Hạ Tưởng cũng cười. So sánh gần sát, ý tứ gần đúng. Tổng giám đốc Thành rán trứng gà và bà nội trợ rán trứng gà, giống nhau đều là một mâm đồ ăn, nhưng giá trị gia vị thì cách biệt một trời một vực. Giống như tranh chữ của danh nhân vậy. Nếu không ký tên thì có khi chẳng đáng một xu, nhưng khi ký tên vào thì lại thành vô giá. Vì cái gì, cũng là bởi vì có giá trị vô hình. Mời ngồi. Thành Đạt Tài rốt cục mở miệng mời Hạ Tưởng ngồi xuống. Ông cũng ngồi xuống ghế salon ở đối diện. Hạ Tưởng, tên rất có ý tứ, ý tưởng cũng không tồi. Chẳng những tuổi trẻ mà còn rất có kiến thức. Theo ý cậu đã nói, Bảo Hưng Hoa Viên hoàn toàn có thể xây dựng thành chung cư cao cấp. Phát triển thành chung cư cao cấp nhất đầu tiên của thành phố Yến. Hạ Tưởng chỉnh chỉnh dáng ngồi. Nếu như người khác nhận xây thì chưa chắc có thể tạo ra tiếng vang được. Nhưng nếu như là tập đoàn Đạt Tài ra tay thì có thể thành công. Thương hiệu tạo ra tiếng vang, không thể xem nhẹ được. Thành Đạt Tài không nhắc lại vấn đề Bảo Hưng Hoa Viên nữa, mà trực tiếp nhảy tới đề tài khác. Nghe Thẩm Lập Xuân nói. Cậu rất có kiến giải đối với hiện trạng và triển vọng của ngành bất động sản ở thành phố Yến. Nói nghe một chút. Ông giơ tay phải lên,
vẽ thành một độ cong trên không trung, rất có khí thế của kiểu chỉ điểm giang sơn. Nói mà hay, có thể lựa chọn để dùng được thì sẽ không thiếu chỗ tốt cho cậu đâu. Thành Đạt Tài chắc hẳn cho rằng Hạ Tưởng có toan tính từ trước. Hạ Tưởng cũng không giải thích nhiều, nói lại một lượt kế hoạch lớn về thành phố Yến hắn đã có trong đầu. Tập đoàn Đạt Tài là đơn vị hàng đầu ở thành phố Yến, thậm chí là cả tỉnh Yến, rất nhiều thời điểm phải có dũng khí dám vì thiên hạ. Trong mắt tôi, khu chung cư cao cấp đầu tiên, biệt thự hào hoa đầu tiên, khu chung cư đầu tiên miễn phí vật nghiệp, chung cư giá rẻ đầu tiên, vân vân, hẳn là tất cả đều nên do tập đoàn Đạt Tài khởi xướng. Tổng giám đốc Thành dĩ nhiên là người đứng đầu trong giới bất động sản ở thành phố Yến, chắc chắn có tầm nhìn xa trông rộng hơn rất nhiều người khác. Những việc cần làm có thể nhìn được ra, trên bản đồ thành phố Yến trong tương lai, có một số địa điểm nên là tập đoàn Đạt Tài viết lên. Hạ Tưởng nói cũng không nhiều, cũng không có đề cập đến một khu chung cư hay một người nào hay một địa điểm nào cụ thể cả. Bởi vì hắn biết, đến trình độ như Thành Đạt Tài, điều ông chú ý chỉ là vấn đề tiến lên phía trước, đối với chi tiết hành động cụ thể, ông không hề cảm thấy hứng thú, cũng không có sức lực mà đi chú ý nữa. Cho nên Hạ Tưởng chỉ có thể nói đến chỉnh thể mà giản lược bớt đi các chi tiết. Hắn cũng biết, những gì hắn nói về phương hướng phát triển của tập đoàn Đạt Tài sẽ phù hợp với ý nghĩ sau này của Thành Đạt Tài, lại còn bổ sung thêm một số ám chỉ có tính dẫn đường nữa. Đó là hy vọng tập đoàn Đạt Tài có thể chú ý hơn đến nhà ở theo mức độ thu nhập, để mắt đến các gia đình có thu nhập thấp. Về sau, xu hướng giá nhà ở tăng lên là không thể tránh được. Không phải hắn có khả năng ngăn cản dòng chảy của lịch sử mà chỉ có thể cố gắng hết sức để tác động đến Thành Đạt Tài, để ông làm nhiều chuyện có ích cho người dân bình thường hơn một chút. Thành Đạt Tài vẫn không nói gì. Ra ngoài cả tưởng tượng của Hạ Tưởng là ông thật ra lại là một người nghe vô cùng chuẩn mực, biểu tình chuyên chú, thần thái an tường, nghe rất cẩn thận. Người làm đại sự tất có chỗ hơn người, quả nhiên không phải lời nói giả. Tối thiểu là tư thái chăm chú lắng nghe này của Thành Đạt Tài đã đủ để khiến cho người ta vô cùng tôn trọng. Trưa rồi ăn bữa cơm rau dưa nhé. Nói chuyện xong, Thành Đạt Tài cũng không tỏ vẻ có bất cứ ý kiến gì đối với những gì Hạ Tưởng đã nói, trực tiếp bỏ qua không đề cập tới mà vừa nói vừa buộc lại tạp dề. Có muốn nếm thử tay nghề của tôi một bữa không? Dưa chuột trẻ, ướp lạnh, lại thêm một ít cà chua trộn. Mỗi người thêm một ly bia lạnh nữa. Thế nào? Có đủ phong phú chưa? Đường Đường là người sáng lập ra tập đoàn Đạt Tài, giữa trưa lại mời hắn đi ăn cơm chay, hơn nữa, tất cả đều là rau trộn. Nói ra tuyệt đối không thể có ai tin tưởng nổi. Có điều, Hạ Tưởng cũng hiểu ham mê của Thành Đạt Tài. Đối với một con người trong truyền thuyết như ông, tất cả những gì ông đã trải qua đều là chuyện rất nhiều người không thể tưởng tượng được. Một cái phất tay đã quyết định vốn đầu tư cả mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu. Một trưởng môn nhân của một đế quốc khổng lồ, ông cũng có rất nhiều bí mật không ai biết đến. Cung kính không bằng tuân mệnh, Hạ Tưởng ở lại, cùng ăn cơm với Thành Đạt Tài, nói mấy chuyện tầm phào không đâu, tạo thành bầu không khí chung rất vui vẻ, duy chỉ có không hề nửa lời nhắc tới chuyện công việc và bất động sản. Thành Đạt Tài thậm chí còn hỏi Hạ Tưởng có bạn gái hay chưa, thích mẫu phụ nữ như thế nào, nhưng không hề hỏi một câu về mối quan hệ giữa hắn và Trần Phong, hay là ông muốn gặp hắn là vì có mục đích gì. Người thông minh nói chuyện cũng không cần nói rõ hết ra. Mặc dù Hạ Tưởng biết là Thành Đạt Tài có lẽ sẽ hiểu lầm hắn, cho là hắn muốn lợi dụng cái gì đó, nhưng hắn cũng không thanh minh. Ở trước mặt Thành Đạt Tài, không cần phải vội vàng thanh minh mọi chuyện. Thành Đạt Tài là người như thế nào? Từ lãnh đạo cấp quốc gia cho tới tên lưu manh vô lại, có dạng người nào mà ông chưa từng gặp qua? Còn có chuyện gì mà ông chưa từng xử lý? Đối với ông mà nói, tất cả mọi người tiếp cận ông đều có mục đích khác nhau. Có mục đích cũng không ngại, quan trọng hơn chính là người đó có bản lĩnh tác động đến ông được hay không. Sau khi cơm nước xong, Thành Đạt Tài nói thẳng với Hạ Tưởng là ông phải nghỉ trưa. Hạ Tưởng cung kính cáo từ rời đi, Thành Đạt Tài đưa hắn tới cửa, phất phất tay. Tiểu Hạ, về sau lúc nào muốn ăn cơm chay thì có thể tới tìm tôi. Hạ Tưởng cố gắng khống chế nội tâm đang mừng như điên. Hắn đã nghĩ đến chuyện hôm nay ra về công cốc, không ngờ là câu nói sau cùng của Thành Đạt Tài lại cho hắn một tia hy vọng. Hắn biết, cửa lớn nhà Thành Đạt Tài đã mở ra một cái khe nhỏ cho hắn, có gì cứ nói. Khe cửa rất nhỏ, không đủ để hắn có thể nhìn đến mọi vật ở bên trong, nhưng ít ra cũng có thể tạo ra một khả năng có thể đẩy cửa ra mà vào được. Hạ Tưởng vừa đến cơ quan thì đã bị Cao Hải gọi vào văn phòng.
tập đoàn Viễn Cảnh chỉ định cậu là người liên lạc ở chính quyền thành phố. Thị trưởng Trần đã đồng ý rồi. Tập đoàn Viễn Cảnh có lai lịch gì thì tôi còn chưa rõ lắm. Nhưng xem ra đối phương có quyết tâm rất lớn, muốn đặt nền móng vững chắc ở thành phố Yến đấy. Tiểu Hạ, đây là một cơ hội tốt. Chỉ cần tập đoàn Viễn Cảnh thuận lợi phát triển ở thành phố Yến, cậu làm người liên lạc mà bọn họ chỉ định thì đã có thể viết một thành tích đáng kể trên lý lịch rồi. Tôi rất mong chờ, trong vòng một năm cậu sẽ tiến thêm một bước nữa. Lời nói của Cao Hải đều xuất phát từ tấm lòng thực của ông ta. Trên quan trường, nắm cao không nắm thấp, Hạ Tưởng hiện giờ thế tiến lên vô cùng tốt, không kể đến chuyện hắn có sự tán thưởng của thị trưởng Trần và sự ủng hộ của thị trưởng Tào. Hắn ở trong văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, là nơi vừa có thể tạo ra thành tích lại vừa có thể rơi vào vòng thị phi lời ong tiếng ve. Nhưng đúng là ở nơi bị các thế lực trên dưới o ép, đầu sóng ngọn gió mới có cơ hội vươn lên hàng đầu. Ngẫm lại mà xem, một tập đoàn hùng hậu từ Bắc Kinh đến đầu tư vào thành phố Yến mà lại chỉ đích danh Hạ Tưởng trở thành người liên lạc cho người ta, chẳng phải là muốn chắp tay mang thành tích dâng lên trước mặt Hạ Tưởng sao? Đương nhiên, Cao Hải cũng không khỏi cảm khái mà nghĩ. Cũng không thể chỉ hâm mộ Hạ Tưởng có số phận tốt được mà phải nhìn đến chuyện hắn có năng lực thực. Ai bảo trên hội nghị hắn chỉ nói một chút đã trúng ngay tâm sự của thị trưởng Trần, hơn nữa lại cũng là không bàn mà hợp với phương án của tập đoàn Viễn Cảnh. Cái này không thể giải thích bằng lý do là vận may, mà chỉ có thể nói, Hạ Tưởng có tài hoa, có kiến thức, đồng thời lại có vận may, hơn nữa lại còn có hậu trường. Không phải trên khắp quan trường đều có người mới sao? Sao có thể không sải bước tiến lên được chứ? Hạ Tưởng vẫn duy trì thái độ cung kính với Cao Hải. Về sau còn phải dựa vào sự chỉ điểm của chú Cao nhiều hơn nữa. Có một số điểm cháu suy xét không được chu toàn, chú Cao cứ thoải mái phê bình, cũng là vì tiến bộ. Phê bình cháu còn muốn mời chú Cao ăn cơm nữa. Nhắc đến ăn cơm, bản thân tôi thật là có ý kiến đấy Tiểu Hạ. Cậu đến thành phố Yến cũng một thời gian rồi. Không phải là suốt ngày với bạn gái dính lấy nhau thì cũng lui tới thân thiết với thị trưởng Tào. Tôi đây mang tiếng là chú Cao mà ngược lại lại bị cậu bỏ mặc một bên. Nói xem, có phải là cậu thế là chưa được không hả? Cao Hải rõ là phê bình, ám chỉ mối quan hệ thân mật hơn. Kỳ thật ông ta ít nhiều cũng có chút oán giận, trách Hạ Tưởng luôn luôn giữ ý, duy trì khoảng cách với mình. Trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố là một vị trí quan trọng. Cấp bậc không cao nhưng quyền lực cũng không nhỏ, chủ yếu là đóng vai trò chuyển tiếp, chăm sóc chu đáo các bên. Trừ khi là người tâm phúc, nếu không không thể tin cậy cho đảm nhiệm được. Hạ Tưởng đối với Cao Hải có cảm giác rất phức tạp. Tuy rằng cũng hiểu được người khác không tồi, nhưng bởi vì Tống Chiêu Độ Thủy Chung không chịu kéo ông ta vào mà trong lòng hắn cuối cùng cũng cố kỵ. Có lẽ Cao Hải đã có chỗ nào đó đắc tội với Tống Chiêu Độ cho nên hắn cũng lo ngại đi lại quá gần với Cao Hải thì sau này khi Tống Chiêu Độ đắc thế lại sẽ có ảnh hưởng bất lợi. Có điều là bây giờ xem ra Cao Hải đối với người khác thế nào thì tạm thời miễn bàn, nhưng đối với hắn thì quả thật là không thể chê được. Hắn bèn thành thực tiếp nhận sự phê bình của ông ta. Chú Cao phê bình rất đúng. Gần đây cháu bận làm quen với công việc, lại bớt ít thời gian cho chuyện tình cảm yêu đương, quả thật là bận rộn quá. Chú Cao đã phê bình thế cháu tiếp thu, hay buổi tối cháu hẹn bác Tào, xem bác ấy có thời gian không thì cùng nhau ngồi một chút. Ý tứ của việc ngồi một chút, chính là gặp và ăn cơm mang tính chất cá nhân. So với giải quyết việc chung ở Ủy ban Nhân dân thành phố thì quan hệ sẽ gần hơn một bậc. Cao Hải tự nhiên là nguyện ý thân cận hơn với Tào Vĩnh Quốc rồi. Đều là một phe với thị trưởng Trần, ông ta và Tào Vĩnh Quốc thật đúng là cũng chưa giao lưu nhiều lắm. Tào Vĩnh Quốc thấy Hạ Tưởng đã ở giữa giật dây thì đáp ứng ngay. Địa điểm gặp mặt được lựa chọn là ở Sở Phong Lâu. Vừa lúc Tào Thù Lê gọi điện thoại tới, muốn cùng ăn cơm với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền bảo đã có hẹn buổi tối. Tào Thù Lê nhớ Hạ Tưởng, lại nói. Chú Cao cũng không phải người ngoài, em đến ăn trực cơm được không? Nhưng mà xa quá, buổi tối còn phải quay về trường nữa. Hạ Tưởng sao lại không rõ ý của cô chứ? Quên đi. Ai bảo em là cô bé của anh chứ? Anh đi đón em, rồi sau đó lại đưa em về. Đưa đi đón về, hài lòng chưa? Thế còn tạm được, coi như là anh có tâm. Tào Thù Lê vui vẻ nói, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, lần trước hẹn gặp Tôn An không được, hay là cũng gọi cả Tôn An với chú Tôn đi. Mọi người làm quen với nhau cũng không có vấn đề gì, phải không anh? Hạ Tưởng nội tâm liền cảm thán.
cô bé rất thông minh, rất hiểu chuyện dựa thế, mượn thế. Cô cũng là muốn giúp mình tạo mạng lưới quan hệ, bởi vì có Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải ở đó, ba của Tôn An cũng sẽ nhìn hắn với ánh mắt coi trọng hơn, sẽ không coi thường hắn vì hắn là bạn trai của Tào Thù Lê. Hạ Tưởng không có lý do gì để cự tuyệt, để cho cô bé gọi điện thoại đi liên hệ. Chỉ chốc lát sau, cô đã gọi điện báo lại là dưới sự cưỡng bức lẫn dụ dỗ của cô, Tôn An không dám không đáp ứng, cũng mời được cả ba của cậu ta là Tôn Định Quốc. Hạ Tưởng vừa nói với Cao Hải chuyện Tôn Định Quốc, Phó Cục trưởng Cục Công an cũng sẽ cùng ăn cơm, Cao Hải mừng rỡ gật đầu bảo tốt. Hạ Tưởng cũng ngượng ngượng nói ra chuyện hắn phải đi đón Tào Thù Lê, Cao Hải đương nhiên là không có dị nghị gì, bảo Hạ Tưởng cứ đi thoải mái, không cần phải để ý đến ông ta sẽ lái xe đến Sở Phong lâu trước để chuẩn bị một chút. Với thân phận của Cao Hải, đến địa điểm hẹn trước để chờ Phó Thị trưởng Tào cũng là hợp với lễ tiết thôi. Hạ Tưởng lấy cái xe Santana mà Kiều Bạch Điền đưa, khởi động xe đi đón Tào Thù Lê. Mặc dù lúc này xe ô tô đến bộ ly hợp cũng chả có, khởi động lâu đến mức giẫm đau cả chân, nhưng mà lái đi trong dòng người, bật điều hòa lên, nhìn đám người bên ngoài mồ hôi ướt đẫm thì vẫn cảm khái rằng có xe thật là tốt. Xe tốt hay xe kém tạm thời không cần nói, ít nhất là có thể đông ấm hè mát là được rồi. Đón Tào Thù Lê ở trường học mới thấy cô bé chẳng biết từ lúc nào đã để tóc dài, có thể cặp lên được rồi. Cô mặc một cái váy bằng vải thô, không dài không ngắn, coi như thanh lịch, bên trong cổ còn buộc một cái khóa bạc nữa. Em đã để tóc dài rồi sao? Hạ Tưởng tò mò hỏi, lại liếc mắt nhìn cái cổ mê người của cô một cái, dùng sức chỉ. Từ lúc ở huyện bá em đã bảo là sẽ nói cho anh biết bí mật về cái khóa bạc của em. Đến giờ đã gần một năm rồi, anh còn chưa biết cái khóa bạc kia có bí mật gì đâu. Tào Thù Lê thấy Hạ Tưởng đưa tay chỉ về ngực mình thì vội vàng che ngực lại, lại nghe hỏi đến chuyện cái khóa mới thở dài một hơi. Em còn tưởng là lại mặc thiếu cái gì chứ? Rõ ràng nhớ là đã đeo lên là để phòng ngừa anh nhìn lén cơ mà. Hừ, cô cười cười, vén tóc lên, vuốt một lọn tóc nhỏ. Em cảm thấy để tóc dài cũng hay hay, mà hình như là anh thích tóc dài, phải không? Ai nói? Hạ Tưởng khá là buồn bực, không biết vì sao mà cô bé lại nói thế. Dương Bối và Liên Nhược Hạm đều tóc dài. Tào Thù Lê liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái như khiêu khích, ý là, đừng để cho em nói ra có phải hay hơn không, được lắm, nói luôn bí mật trong lòng anh ra. Hạ Tưởng làm bộ lau mồ hôi. Các cô ấy để tóc dài hay không thì một xu cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Không có một xu nào, em lại cảm thấy có lẽ phải có đến một đồng liên quan ấy chứ. Cho nên em cũng thử để tóc dài thử xem tóc ai dài hơn. Tào Thù Lê bắt thóp làm Hạ Tưởng hoàn toàn không biết nói gì. Hắn đành phải nhân dịp rẽ xe vào, làm bộ lái xe luống cuống cả tay chân, cố ý không trả lời cô. Chẳng ngờ là cô bé cũng rất hiểu ý, nói đến mức vừa phải, cũng không ép hắn, lại chuyển đề tài. Khóa bạc này là bà nội của em đưa cho, nói là chỉ cần em cứ đeo mà không tháo ra thì sẽ khóa được hạnh phúc cả đời. Còn nói là nếu muốn tháo ra cũng chỉ có thể để cho người đàn ông yêu em cả đời đến tháo. Tuy rằng lời bà nói em không quá tin tưởng, nhưng mà đó cũng là tấm lòng hảo tâm của bà nội cho nên em vẫn đeo. Một lát sau, Tào Thù Lê lại làm bộ thở dài một hơi. Anh nói hai người thật có thể yêu nhau cả đời sao? Trên sách nói, tình yêu nhiều nhất chỉ có thể liên tục được vài tháng hình như là thật chuẩn. Em bây giờ cũng có hơi chán anh rồi. Chí lớn gặp nhau. Hạ Tưởng thuận theo lời nói của Tào Thù Lê. Tình yêu chính là một loại vật chất hóa học phân bố trong cơ thể. Một khi vật chất đó ngừng phân bố, tình yêu sẽ không còn tồn tại. Cho nên nói yêu em cả đời cả kiếp này tuyệt đối là nói dối gạt em. Anh sẽ không tin, hai người phải có sự yêu qua yêu lại chứ, phải không nào, cô bé Lê? Anh đúng là đồ quỷ. Tào Thù Lê không hề khách khí nhéo vào đùi Hạ Tưởng một cái. Con gái chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, nhất là trước khi lừa được vào chồng, nhất định phải lời hay ý đẹp hơn nữa. Đần như anh thật đúng là không tìm được bạn gái. Ai nói anh không có bạn gái? Bạn gái của anh có nhiều, rất nhiều là đằng khác. Không tin anh gọi điện thoại, lập tức sẽ có ngay một mỹ nữ tới tìm na. Không ngờ Hạ Tưởng còn chưa dứt lời, di động đột nhiên đổ chuông thật. Hắn vừa thấy dãy số gọi đến lập tức hoảng sợ. Vốn nghĩ trêu cô bé thôi, bộ dạng cô lúc tức giận cực kỳ đáng yêu, hắn kìm không nổi muốn hôn một cái.
không ngờ di động thật đúng là không chút nể tình lại đổ chuông. Hắn cầm lên vừa thấy, thiếu chút nữa buột mồm chửi mình đúng là mồm quả đen, dỗi hơi không có chuyện gì làm lại mua việc vào người. Mồm vừa nói bạn gái đông, kết quả Tiếu Giai gọi điện thoại tới. Tào Thù Lê cổ vũ hắn. Không phải người đẹp tìm anh đấy chứ. Em thật sự muốn nhìn xem anh có phải là thật sự rất có sức hấp dẫn không đấy. Chương 189, Thẩm Phục Minh âm hiểm. Người nói thì vô tâm nhưng người nghe lại hữu ý. Hạ Tưởng nói không chột dạ thì là nói dối, nhưng di động vẫn đổ chuông, hắn cũng không thể không tiếp được phải không? Cũng may hắn có một thói quen tốt, đó là những số điện thoại của người quen chưa bao giờ cần lưu vào trong máy, đều ghi nhớ trong đầu hết, cho nên hiển thị trên điện thoại di động không phải là tên Tiếu Giai mà chỉ là một dãy số xa lạ. Cũng may Hạ Tưởng phản ứng rất nhanh, lập tức hình thành một chủ ý trong đầu, đón điện thoại luôn. Xin chào, tìm ai đó? Ba đẹp trai à? Thực xin lỗi, cháu gọi nhầm số rồi. Chú chẳng có đứa con nào gọi là con xinh đẹp cả. Chú cũng không phải ba đẹp trai. Không khách khí gì nói tạm biệt, cũng chẳng thèm để ý Tiếu Giai nghe có hiểu được hay không, dù sao cứ qua được cái cửa Tào Thù Lê trước đã. Tào Thù Lê cười đến nghiêng ngả. Ai lại đặt tên cho con mình là xinh đẹp chứ? Quá buồn cười, ba đẹp trai, vậy mẹ nó chẳng phải là mẹ xinh gái rồi sao? Ha ha, buồn cười chết em mất. Hạ Tưởng không cười, nghiêm trang nói. Chờ khi nào anh có con sẽ đặt tên cho nó là đẹp nhất. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bảo anh là ba đẹp nhất, em chính là mẹ đẹp nhất. Tào Thù Lê buồn cười vẫn cười hì hì, bỗng nhiên lại ý thức lại, mặt đỏ tới mang tai, giơ bàn tay trắng như phấn đánh Hạ Tưởng một quyền. Ai thèm lấy anh chứ? Ai thèm sinh con trai cho anh chứ? Nằm mơ đi. Tới Sở Phong Lâu, Cao Hải và Sở Tử Cao đang ngồi chờ ở đại sảnh tầng 1. Đã là phó thị trưởng đích thân tới, Cao Hải cũng không dám chậm trễ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để ra cửa đón tiếp. Sở Tử Cao hưng phấn đến nỗi mặt hồng cả lên. Một phó thị trưởng thường trực, một phó cục trưởng cục công an, một là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Sở Phong Lâu từ khi khai trương tới nay còn chưa từng có tình huống nào hoành tráng đến thế, thiếu chút nữa đã làm cho gã kích động đến độ quay về văn phòng thắp thêm vào nén nhang thơm nữa. Hạ Tưởng vừa đến, Sở Tử Cao giống như con chó con lao nhanh ra ngoài đón. Chủ nhiệm Hạ, ông em Hạ, trông mong mãi chú cũng đến rồi, lão ca này nhớ chú đến chết được. Thù Lê cũng tới rồi. Hoan nghênh, mau vào đi, bên ngoài nóng lắm. Sở Tử Cao cao hứng đến nỗi nói năng lộn xộn, còn tự tay cầm lấy một cái quạt đặt trên quầy quạt quạt cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đưa tay túm lấy cái quạt, ném qua một bên, cười mắng. Tổng giám đốc Sở, anh cũng quá keo kiệt đi, lấy quạt tay ra mà quạt cho bọn em hạ nhiệt độ. Có phải là không định cho em ít soda lạnh không đấy? Sở Tử Cao thấy Hạ Tưởng không chịu để mình lấy lòng, lại từ chối một cách vô cùng ảo diệu thì trong lòng cũng cực kỳ thoải mái. Biết rằng Hạ Tưởng không coi y như người ngoài, bèn tự mình chạy đến chỗ tủ lạnh, cầm hai chai coca đưa cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đưa cho Cao Hải xua tay liên tục. Lạnh lắm, ra rồi, dạ dày không chịu nổi. Tào Thù Lê bèn cầm lấy chai coca từ tay Hạ Tưởng. Chú Cao không uống, quá tiện cho cháu. Cảm ơn chú Cao. Cao Hải nghe tiếng Tào Thù Lê ngọt ngào gọi là chú Cao thì trong lòng còn thoải mái hơn cả uống nước ngọt ướp lạnh. Nghĩ thầm rằng con gái phó thị trưởng Tào thật đúng là không tồi, người đã đẹp lại còn biết ăn nói, lại rất hiểu việc, thực là làm người ta yêu thích, Hạ Tưởng thật là có phúc. Đang khi nói chuyện, Tôn Định Quốc và Tào Vĩnh Quốc một trước một sau đã đến. Tôn Định Quốc 50 tuổi, cái đầu không cao, nói chuyện khá to tiếng, chính là tóc khá thưa, không mặc trang phục cảnh sát, sóng vai đi cùng Tào Vĩnh Quốc đến. Từ chi tiết mà ông ta không chú ý này cũng có thể thấy được rằng quan hệ giữa ông và Tào Vĩnh Quốc rất không tầm thường. Phía sau còn có Tôn An đi theo nữa, bộ dạng co đầu rụt cổ như vừa đá phải cột đá. Vừa thấy Tào Thù Lê thì cậu ta đã hai mắt sáng lên, sắp đến, cợt nhả nói. Thù Lê, em càng ngày càng ưa nhìn đấy. Hay là cho anh một cơ hội đi, thế nào hả? Cứ thử thách anh đi, anh tuyệt đối trung thành đấy. Tào Thù Lê lập tức khoát tay Hạ Tưởng. Tôn An, từ lúc anh còn hỉ mũi đến giờ đều chả có cơ hội nào cả, bây giờ đã mười mấy năm rồi, anh không biết là quá muộn rồi à? Tôn An ra vẻ sợ hãi. Cái gì, Thù Lê, em với anh ta đã gạo nấu thành cơm rồi cơ à? Tào Thù Lê xấu hổ quá, giơ chân đá Tôn An một phát.
anh nói cho tử tế một tí, lăn sang một bên. Tôn An lập tức đứng tử tế lại, mặt xám xịt chạy sang một bên, còn âm thầm dựng thẳng ngón tay cái lên với Hạ Tưởng. Ông bạn cao tay thật, tôi theo đuổi mười mấy năm, một chút cơ hội cũng không có. Ông mới theo đuổi bao lâu mà đã vớt được rồi. Lợi hại thật, để hôm nào cả nhóm anh em mời ông ăn cơm, ông giới thiệu cho ít kinh nghiệm, tốt xấu cũng được để tôi học tập theo. Hạ Tưởng cười, gật đầu với Tôn An, rồi vội cùng Sở Tử Cao dẫn mọi người lên trên gian phòng đã đặt. Sau đó, nhờ Tào Thù Lê là người giới thiệu, mọi người lần lượt làm quen với nhau. Tôn Định Quốc và Cao Hải khách sáo vài câu là xem như quen biết. Trưởng ban bí thư ủy ban nhân dân thành phố là cấp phó giám đốc sở. Tôn Định Quốc là phó cục trưởng cục công an thành phố Yến, chỉ tương đương với cấp cục trưởng thôi, nhưng ông có một chiến công trọng đại cho nên được hưởng mức đãi ngộ như cấp phó giám đốc sở, chỉ là chức vụ chưa tăng thôi, trên thực tế cũng là ngang cấp với Cao Hải. Cao Hải cũng rất khách sáo với Tôn Định Quốc, là phó cục trưởng của một cục thì cũng là nhân vật có thực quyền mà. Lúc bắt tay Hạ Tưởng, Tôn Định Quốc nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, lại quay đầu liếc mắt nhìn Tôn An, bất mãn nói. Tiểu Hạ, cậu cũng chẳng đẹp trai hơn so với Tôn An nhà chúng tôi bao nhiêu. Vì sao mà Thù Lê lại cứ thích cậu nhỉ? Vô lý, có phải là cậu dụ dỗ lừa nó không? Hạ Tưởng không ngờ rằng Tôn Định Quốc lại tuyệt không khách sáo, trực tiếp hỏi thẳng hắn vấn đề này thì không khỏi có chút xấu hổ, cười cười. Có lẽ cháu có vẻ thành thật, tin cậy, lại có thể là da cháu hơi đen. Nghe nói ai có da hơi đen sẽ cho người ta có cảm giác là an toàn tin cậy. Tôn Định Quốc cười ha hả. Chỉ bằng một câu vừa rồi là tôi đã biết, cậu thông minh hơn so với Tôn An. Tôn An thua cậu không sai, có điều. Tôn Định Quốc liếc mắt nhìn Tào Vĩnh Quốc một cái, nói. Nghe nói cậu bây giờ mới là cấp trưởng phòng. Một năm trước Tôn An biết cậu còn chưa có cấp bậc. Trong khi có những người cấp phó phòng vẫn còn dẫm chân tại chỗ. Cậu cũng chỉ mới chừng này tuổi đầu. Rốt cuộc là ánh mắt của Thù Lê tốt hay là lão Tào xuất lực lớn đây? Tôn Định Quốc cũng không phải là cố ý gây khó dễ cho Hạ Tưởng. Ông ta và Tào Vĩnh Quốc đã là bạn bè lâu năm. Trước giờ có cái gì thì nói cái đó. Chính là ông ta muốn đánh giá bản lĩnh của Hạ Tưởng một chút. Tào Thù Lê cũng là ông chứng kiến từng bước lớn lên, cũng là ông xác định là đối tượng tốt nhất làm con dâu mình. Ai ngờ Tôn An lại không tranh giành nổi, không làm cho người ta thích được. Cho nên ông ta có chút tâm tư muốn khảo nghiệm một chút vì Tào Thù Lê đã lựa chọn Hạ Tưởng, để xem hắn có cái gì hơn người. Tào Vĩnh Quốc cười khoát tay. Hạ Tưởng từ bước đầu tiên đi vào quan trường, rồi lên chức cấp phó phòng, rồi đến thành phố Yến thăng lên cấp trưởng phòng, tôi không hề xuất một chút lực nào cả. Không phải tôi không chịu ra, mà căn bản là không cần tôi phải nhúng tay vào. Nói thật, việc Tào Vĩnh Quốc xem trọng Hạ Tưởng, nguyên nhân mấu chốt chính là Hạ Tưởng có thể có được thành tích như ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào chính bản thân hắn, hoàn toàn không cần ông ra mặt giúp đỡ cái gì. Hơn nữa, mọi chuyện Hạ Tưởng đều làm rất ổn thỏa. Thậm chí có thể nói, chuyện ông có thể lên làm phó thị trưởng thường trực của thành phố Yến cũng là vô hình chung được hưởng sái từ Hạ Tưởng. Tào Vĩnh Quốc lúc này thán phục Hạ Tưởng từ tận thâm tâm. Tôn Định Quốc lại nhìn về phía Cao Hải. Cao Hải biết tâm ý của ông ta cũng xua tay. Có sao nói vậy, cấp phó phòng của Hạ Tưởng là từ huyện bá rồi. Sau khi đến thành phố Yến, tôi đưa công văn đề nghị nâng cậu ta lên cấp trưởng phòng cho bên ban tổ chức. Kết quả, còn không chờ thị trưởng giúp cậu ta gọi điện thoại thì trưởng ban Phương đã chủ động duyệt rồi. Tôn Định Quốc trợn cả mắt, lời nói của Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải, ông không thể không tin, đành phải vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, nói. Đúng là mạnh hơn thằng con chú nhiều, Thù Lê thật là biết nhìn, lúc kết hôn. Chú sẽ tặng một món quà lớn. Thế nào Tiểu Hạ? Tôn Định Quốc đã tự xưng là chú, Hạ Tưởng cũng biết ông và nhà họ Tào có quan hệ sâu xa thâm hậu cho nên dễ dàng gọi. Cháu cũng không dám thu nhận ạ. Để Thù Lê quyết định ạ. Tào Thù Lê đỏ mặt không nói lời nào. Tôn Định Quốc sảng khoái nở nụ cười. Tiểu Hạ quả nhiên biết ăn nói. Uống với chú một chén. Đúng rồi, có chuyện gì cần chú làm cho không? Vừa rồi chú kiểm tra một chút thôi. Không thể kiểm tra xuông được, cũng phải có phần thưởng nhỉ. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ khách sáo vài câu, không ngờ hắn lập tức bám vào câu nói đó. Vừa lúc có một chuyện lớn cháu muốn nhờ chú Tôn giúp đỡ. Tôn Định Quốc sửng sốt. Chuyện lớn đến mức nào thế? Hạ Tưởng lấy cái chìa khóa xe trên người ra.
cháu lái xe đến đây, nhưng mà cháu còn chưa có lấy bằng lái xe. Tôn Định Quốc cười ha hả. Làm cái bằng lái thì gọi gì là chuyện lớn. Cháu định cố ý quấy rối hử. Ngày mai lấy ba cái ảnh đưa cho Tôn An, bảo nó trong 3 ngày làm xong đưa cho cháu. Làm không xong, gọi điện cho chú để chú xử lý nó. Tôn An ở bên cạnh than thở. Ba, hôm nay đã mấy lần rồi còn chưa đủ à? Tào Vĩnh Quốc ổn trọng, Cao Hải hàm xúc, Tôn Định Quốc sảng khoái, Sở Tử Cao ngồi bên cạnh cùng nói chuyện, sung sướng và hưng phấn như trong mơ, như đang đằng vân giá vũ. Sở Tử Cao luôn luôn tự nhận là tử lượng vô địch, hôm nay lại lần đầu tiên uống nhiều, say đến rối tinh rối mù. Cuối cùng tàn cuộc, mọi người đều tự về nhà. Tào Vĩnh Quốc có chút lo lắng để Hạ Tưởng đưa Tào Thù Lê về, Tào Thù Lê liền cúi xuống thì thầm vài câu bên tai Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc liền nở nụ cười. Tốt lắm, đi thôi. Trên đường, Hạ Tưởng hỏi cô bé nói những gì. Tào Thù Lê lại không chịu nói. Một lúc sau cô bỗng nhiên lại cười hì hì và bảo. Chị Liên đến thành phố Yến thật, vì sao lại không chịu liên lạc với chúng ta? Với lại, con người Cao lão không tồi, chỉ có hơi nghiêm khắc một chút thôi, nhưng em cũng còn chịu được. Chị Liên cứ đưa cho em 100.000 tệ, bảo là thù lao thiết kế. Em có nên cầm hay không? Em vừa bảo không cầm thì chị ấy đã cáu rồi. Tào Thù Lê là Hạ Tưởng giới thiệu nên mới quen biết Cao lão, mới biết được chuyện Liên Nhược Hạm đã đến thành phố Yến. Buổi tối xe không đông lắm, cho nên Hạ Tưởng chạy xe cũng nhanh hơn một chút. Hắn biết tâm tư của Liên Nhược Hạm, nếu không cầm cô nhất định sẽ suy nghĩ cho nên hắn nói. Tội gì mà không cầm, đó là công sức lao động bình thường mà, em cầm đi về sau làm đồ cưới. Tào Thù Lê nhăn mặt trêu hắn. Anh tính hay nhỉ, để em làm đồ cưới thì chẳng phải cuối cùng cũng về túi anh hay sao? Bỗng nhiên lại ý thức được không đúng, vội vàng ngậm miệng. Tới chỗ ở của Hạ Tưởng, Tào Thù Lê nói thế nào cũng không chịu đi lên, Hạ Tưởng cũng không ép, lại đưa cô trở về trường học. Khi đưa cô đến dưới ký túc xá nữ, Tào Thù Lê đột nhiên tiến đến khẽ nói bên tai hắn. Em nói với ba là anh đặc biệt nhát gan, đến bây giờ ngay cả tay em còn chưa dám cầm nữa. Hạ Tưởng vừa nghe thì nóng lên, đây quả thực là vu vạ cho bản sắc đàn ông mạnh mẽ của hắn. Hắn đưa tay định kéo Tào Thù Lê lại nhưng cô bé đã sớm có sự chuẩn bị, xoay người bay nhanh chạy mất. Trở về chỗ ở, lại gọi điện thoại cho Tiếu Giai. Tiếu Giai cũng không hỏi lại biểu hiện cổ quái của hắn lúc nhận điện thoại, chỉ bảo là em cô đến đây, hỏi Hạ Tưởng có thể bớt chút thời gian đi gặp cậu ta được không, để dạy cho cậu ta chút đạo lý đối nhân xử thế. Hạ Tưởng nghĩ một chút rồi đồng ý. Tiếu Giai không hỏi, hắn thì không nói. Dường như trong lòng hai người có sự ăn ý với nhau, biết có một số chuyện nhất định phải phát sinh, nhưng đều giả bộ như không biết. Làm cho Hạ Tưởng hoàn toàn bất ngờ chính là Thẩm Phục Minh sau khi nhậm chức phó chủ tịch tỉnh thì đầu tiên là muốn tới thị sát công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Hơn nữa, hành trình còn bao gồm cả văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Trạm dừng chân đầu tiên của Thẩm Phục Minh là lựa chọn thị sát ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Hơn nữa, còn chỉ đích danh là muốn tới văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, ý đồ rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn vơ vét một chút từ việc cải tạo thôn nội đô. Có điều cũng nói không chừng là do Cao Thành Tùng ám chỉ, cố ý để Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm đến dò xét phản ứng của Trần Phong. Ở tỉnh Yến, đổi lại là một thành thị nhỏ, Phó Chủ tịch tỉnh đến thăm thì nhất định sẽ là một chuyện lớn. Có điều, đối với thành phố Yến thì không hề có chút khẩn trương bởi vì thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh trao đổi thường xuyên, cũng đã gặp không ít lần. Hơn nữa, cả một đám người ở Ủy ban Nhân dân thành phố, trừ các thường vụ của tỉnh ủy ra, những cán bộ cấp phó tỉnh khác thật đúng là không chú ý rằng bản thân thành phố Yến mới chỉ là một thành phố cấp phó tỉnh thôi. Thị trưởng Trần Chính là cán bộ cấp phó tỉnh, trên danh nghĩa là dưới quyền lãnh đạo của phó chủ tịch tỉnh. Trên thực tế thì đường đường là một thường ủy phó chủ tịch tỉnh, đến thị sát công tác ở thành phố Yến, Trần Phong mà không ra mặt thì không phải là không thể. Có điều Trần Phong vẫn cho Thẩm Phục Minh đủ mặt mũi. Có lẽ ông ta cũng biết Thẩm Phục Minh là người của Cao Thành Tùng, còn cố ý để cho Tào Vĩnh Quốc cũng ra mặt cùng tiếp khách. Thẩm Phục Minh cũng không mang theo bao nhiêu người, bộ dạng hoàn toàn như là đi ngang qua thôi, có thêm một thư ký và một phó ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh đi cùng. Ngoài dự đoán của mọi người chính là không ngờ Vũ Phái Dũng cũng đang có mặt ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Thư ký của bí thư tỉnh ủy đi cùng với một vị phó chủ tịch tỉnh xuống dưới vốn là không hợp quy củ.
Nhưng ở thời đại của Cao Thành Tùng thì những chuyện không hợp quy củ, không giống bình thường nhiều lắm, cũng chẳng ai dám nói cái gì. Nhưng Vũ Phái Dũng thanh danh rất vang, thân phận rất mẫn cảm. Y tự mình đi cùng Thẩm Phục Minh xuống dưới, ý nghĩa của việc làm này liền trở nên vô cùng ý vị, sâu xa. Thẩm Phục Minh coi như khiêm tốn, có điều y cũng biết ở trước mặt Trần Phong, y không thể chỉ điểm này nọ gì được cả, cho nên vừa đi vừa nghe, rất ít đưa ra các ý kiến lộn xộn khác. Đi vào văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, ba người Hạ Tưởng và Ngô Cảng Đắc, Khúc Nhã Hân đều cung kính đứng thành hàng trước cửa nghênh đón Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm. Ánh mắt đầu tiên của Thẩm Phục Minh là dừng lại trên người Khúc Nhã Hân, lông mi chớp động, không khỏi dừng lại vài giây ở một bộ phận nào đó trên người cô ta. Vũ Phái Dũng ở bên cạnh thấy rõ ràng, bĩu môi cười. Sau đó, Thẩm Phục Minh mới nhìn đến thanh niên đứng trước nhất, lập tức sửng sốt. Mặc dù y biết là Hạ Tưởng đã được trở về thành phố Yến, nhưng cũng không biết cụ thể là hắn tới chỗ nào để nhậm chức, bởi vì việc điều động một cán bộ cấp phó phòng như Hạ Tưởng còn không đáng được y để trong lòng. Không ngờ rằng thị trưởng Trần lại để Hạ Tưởng ở văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Có lẽ có những người cho rằng văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô là có cũng được, không có cũng chẳng sao, không có tác dụng quá lớn trong cơ cấu. Nhưng Thẩm Phục Minh thì trong lòng rất rõ ràng, văn phòng này hoàn toàn thể hiện ý chí cá nhân của Trần Phong, đại biểu cho khuynh hướng chính trị của Trần Phong. Một số thủ đoạn không thể thực hiện ngoài mặt được sẽ đều được giao cho văn phòng tổ cải tạo đi chấp hành. Có thể nói, Hạ Tưởng có thể chủ trì công tác hàng ngày của văn phòng này chứng tỏ hắn tuyệt đối là người mà Trần Phong hoàn toàn tín nhiệm. Thẩm Phục Minh lão luyện trốn quan trường, vừa thấy ba người Hạ Tưởng đứng đó là đã có thể thấy được Hạ Tưởng chủ sự. Hạ Tưởng không phải là người của Lý Đinh Sơn sao? Sau lưng Lý Đinh Sơn là Tống Chiêu Độ. Không có nghe nói Tống Chiêu Độ và Trần Phong có quan hệ gì, thế Trần Phong kia tại sao lại phải trọng dụng hư? Một thoáng chốc đó, trong đầu Thẩm Phục Minh đã vòng vo 7-8 suy đoán, cười ha hả, vươn tay về phía Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, chúng ta lại gặp mặt, tha hương ngộ cố chi, chuyện tốt đây, ha ha, đúng rồi, bí thư Lý hiện giờ vẫn tốt chứ. Trần Phong không biểu hiện gì, Tào Vĩnh Quốc khẽ nhíu mày, Cao Hải đứng phía sau, nghĩ thầm rằng không ổn, Thẩm Phục Minh không có hảo tâm. Hạ Tưởng kính cẩn cười nói, hoan nghênh Phó Chủ tịch Thẩm thị sát công tác. Ngẫm lại đã có hơn nửa năm không gặp Phó Chủ tịch Thẩm, hôm nay vừa thấy, Phó Chủ tịch Thẩm vẫn giữ phong thái như trước, thật là làm cho người ta vui mừng. Bí thư Lý mọi chuyện vẫn tốt, cảm ơn Phó Chủ tịch Thẩm đã quan tâm. Thẩm Phục Minh bộ dạng dường như rất vui vẻ, lại hỏi. Đến thành phố Yến cũng lâu rồi, có thay mặt Bí thư Lý đến thăm trưởng ban Tống không? Hạ Tưởng thầm mắng Thẩm Phục Minh khốn nạn, cố ý chuyển đề tài sang Tống Chiêu Độ. Không phải là cố ý để cho Vũ Phái Dũng biết hắn và Tống Chiêu Độ có quan hệ sao? Quả nhiên, Hạ Tưởng còn chưa kịp trả lời thì Vũ Phái Dũng đã hỏi lại bằng vẻ mặt nghi ngờ. Trưởng ban Tống, Tống Chiêu Độ ư? Phải rồi, sao thế, thư ký Vũ, Hạ Tưởng trước kia là thư ký của Bí thư Lý Đinh Sơn. Bí thư Lý bây giờ đang làm bí thư huyện ủy của huyện Bá. Ông ta là bạn học kiêm bạn thân của trưởng ban Tống đấy. Nếu bí thư Lý với trưởng ban Tống đã có quan hệ thân mật như thế, Hạ Tưởng đến thành phố Yến, nhất định là phải đi lại nhiều với trưởng ban Tống, phải không? Cậu tên là Hạ Tưởng à? Vũ Phái Dũng lập tức có hứng thú với Hạ Tưởng. Bây giờ đang giữ chức gì? Hạ Tưởng tuy rằng rất là không tình nguyện làm cho Vũ Phái Dũng nhớ kỹ mình. Hắn biết thư ký Vũ có thể được xưng là người kiêu ngạo nhất ở tỉnh Yến thì cũng phải có hành động cử chỉ gì đó làm cho người ta nghĩ đến nông nỗi đó. Đáng tiếc là ở sau lưng có Cao Thành Tùng làm chỗ dựa, chính là không tiện. Hiện giờ hắn không cùng nhịp cùng phe với Vũ Phái Dũng, trốn còn không kịp, không ngờ là lại bị Thẩm Phục Minh cố ý lôi cổ ra, vạch trần mối quan hệ ngầm giữa hắn với Lý Đinh Sơn và Tống Chiêu Độ. Hiển nhiên, Thẩm Phục Minh vô cùng rõ ràng về mối bất hòa giữa Tống Chiêu Độ và Vũ Phái Dũng. Y cố ý mượn tay Vũ Phái Dũng đến chỉnh mình đây. Hạ Tưởng nghĩ đến chuyện Thẩm Phục Minh tàn nhẫn muốn để Lưu Thế Hiên chết ở trong ngục. Lúc đó, là mượn tay y vặn ngã Lưu Thế Hiên. Còn lúc này xem ra chỉ cần có cơ hội cũng không thể buông tha cho Thẩm Phục Minh được. So với thủ đoạn thô thiển của Lưu Thế Hiên, Thẩm Phục Minh mới là một con độc xà mà không ra tay thì thôi, ra tay là một kích chí mệnh luôn. Thư ký Vũ, tôi là Hạ Tưởng, bây giờ là phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Trong lời nói của thư ký Vũ có một sắc thái như ở trên cao nhìn xuống,
làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Nhưng y dù sao cũng là thư ký Vũ, đến cả trưởng ban thư ký của tỉnh ủy cũng không để vào mắt. Hạ Tưởng chỉ đành thành thật trả lời thôi. Cấp phòng à? Vũ Phái Dũng khinh miệt nói, lắc đầu. Trưởng ban Tống dù không thành công cũng không đến nỗi mất công mất sức mà bồi dưỡng một cán bộ cấp phòng chứ. Ha ha, từ cấp phòng đến cấp tỉnh, coi như là cậu đi được nhanh đấy. Cho cậu 8 năm, 8 năm, với thanh niên thì tính là gì? Trưởng ban Tống thì đợi không kịp rồi. Chương 190, bản sắc ngông cuồng của đệ nhất thư ký. Vũ Phái Dũng nghe Hạ Tưởng chỉ là một cán bộ cấp phòng nho nhỏ, lập tức mất đi hứng thú với hắn, lại hỏi Thẩm Phục Minh. Lý Đình Sơn làm bí thư huyện ủy thế nào? Bây giờ Hồ Tăng Chu đang là bí thư thành ủy, còn thị trưởng là Hồng Chiêu Quảng à? Thẩm Phục Minh gật đầu. Đúng, từ phó thị trưởng thường trực được thăng chức lên. Thư ký Vũ biết anh ta à? Biết, đương nhiên là biết, quan hệ còn rất không tồi. Vũ Phái Dũng không coi ai ra gì, rút điện thoại ra, bấm số. Thị trưởng Hồng, tôi là Vũ Phái Dũng. Tốt, tốt, hết thảy đều tốt. Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ có điều nghe nói bí thư huyện ủy huyện bá là Lý Đình Sơn, dường như lăn lộn ở huyện bá cũng không tệ lắm thì phải. Không phải, hắn ta và tôi cũng chẳng có thù oán gì, chỉ là hậu trường của hắn ta khinh thường tôi chỉ là thằng thư ký. Ừ, tốt lắm, bớt thời giờ tới thị sát công tác, quan tâm một chút tới sự phát triển kinh tế của huyện bá. Như vậy tốt, ha ha. Cái gì gọi là tinh tướng? Cái gì gọi là ngang ngược? Vũ Phái Dũng đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn bản sắc ngông cuồng của đệ nhất thư ký tỉnh Yến ngay trước mặt mọi người. Y không thèm để Trần Phong vào mắt, ném luôn một thị trưởng đường đường là cán bộ cấp phó tỉnh sang một bên, công nhiên gọi điện thoại cho một thị trưởng thành phố cấp địa tương đương với thị xã ở Việt Nam phải tìm một bí thư huyện ủy để gây phiền toái. Thật sự là cực phẩm nhân gian. Trần Phong sắc mặt xanh mét, tức giận suýt nữa thì phất tay áo bỏ đi. Vũ Phái Dũng kiêu ngạo như vậy. Mặc dù Lý Đình Sơn không có quan hệ gì với ông ta nhưng Vũ Phái Dũng làm như vậy chính là nói rõ cho ông ta biết, cho dù hiện tại Hạ Tưởng là người của Trần Phong mày, tao vẫn có thể thu thập chỗ dựa trước kia của Hạ Tưởng. Tào Vĩnh Quốc cũng vẻ mặt tức giận, tuy nhiên Trần Phong là cấp trên, là thị trưởng, còn không nói gì, ông ta cũng không tiện qua mặt Trần Phong đứng ra thay cho Hạ Tưởng. Cao Hải cũng lộ vẻ tức giận trong mắt, Lý Đình Sơn là bạn rất tốt của mình. Mặc kệ Vũ Phái Dũng có biết quan hệ giữa mình và Lý Đình Sơn hay không, hành động vừa rồi quả thật chẳng khác nào tát thẳng vào mặt mình. Có thể là Thẩm Phục Minh cảm thấy Vũ Phái Dũng làm hơi quá. Dù sao Trần Phong là thị trưởng cấp phó tỉnh, có thể đi cùng với mình là một phó chủ tịch tỉnh xếp hạng gần cuối cũng đã là rất nể mặt. Nếu Thẩm Phục Minh tới thành ủy, có lẽ bí thư thành ủy Thôi Hướng cũng sẽ không thèm lộ mặt. Thẩm Phục Minh lòng dạ thâm sâu hơn Vũ Phái Dũng, liền cười hòa giải. Bản sắc thẳng tính của thư ký Vũ vẫn không hề thay đổi. Ha ha, được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Tôi còn phải dự một cuộc họp nữa. Tuy nói vậy nhưng Thẩm Phục Minh vẫn nắm lấy tay Khúc Nhã Hân, ân cần hỏi han thêm mấy câu, ánh mắt cũng không ngừng quét khắp người cô. Vũ Phái Dũng nhìn thấy vậy, cảm thấy không thoải mái, nói. Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm mới đến tỉnh, bên người chưa đủ trợ thủ, nếu không điều đồng chí Khúc tới làm trợ lý nhỉ? Chỉ cần phó chủ tịch tỉnh Thẩm mở miệng, chắc chắn thị trưởng Trần sẽ sảng khoái thả người. Ha ha! Khúc Nhã Hân sợ hãi rụt tay lại, lùi về phía sau Hạ Tưởng. Tuy rằng Hạ Tưởng đã sớm nghe lời đồn về sự kiêu ngạo của Vũ Phái Dũng, không ngờ hôm nay lại gặp, quả thật ý chính là một kẻ lưu manh vô lại. Trong lòng hắn cũng bốc lửa. Thư ký Vũ, tôi chủ trì công tác hàng ngày của văn phòng tổ cải tạo. Nếu muốn điều người của văn phòng đi, trước hết phải trưng cầu ý kiến của tôi. Hiện tại nhân lực của văn phòng còn đang khó khăn, phó chánh văn phòng Khiết lại là trụ cột của văn phòng. Tôi không đồng ý điều cô ấy đi. Cậu không đồng ý, cậu nói không tính. Vũ Phái Dũng khoát tay ngăn lại, không thèm để ý tới lời nói của Hạ Tưởng. Thị trưởng Trần gật đầu là được, làm gì có phần cậu nói chuyện. Có phải không thị trưởng Trần? Trần Phong biết Hạ Tưởng cố ý chia sẻ một chút áp lực cho mình, liền thuận thế nói. Thư ký Vũ nói chưa đúng lắm. Tuy rằng văn phòng tổ cải tạo còn chưa thiết lập chủ nhiệm, nhưng Hạ Tưởng đã là chủ nhiệm trên danh nghĩa. Chuyện lớn, chuyện nhỏ đều do cậu ấy định đoạt, tôi cũng không tiện can thiệp trực tiếp. Tào Vĩnh Quốc cũng không cam yếu thế nói. Đúng vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố đều ủng hộ quyết định của thị trưởng Trần.
thị trưởng và thường vụ phó thị trưởng đều ra mặt thay cho Hạ Tưởng, Vũ Phái Dũng hiển nhiên thật không ngờ. Y rõ ràng còn ngẩn ra tại chỗ, muốn nói gì nữa nhưng Thẩm Phục Minh thấy tình thế không ổn liền âm thầm kéo y. Hôm nay lấy danh nghĩa thị sát công tác tới thăm dò Trần Phong, không ngờ còn chưa kịp nói tới chuyện chính đã bị Vũ Phái Dũng quấy rầy. Thẩm Phục Minh hơi không vui, cảm thấy có khi Vũ Phái Dũng rất không có ánh mắt, không biết phân biệt chuyện nặng nhẹ. Mình đúng là coi trọng Khúc Nhã Hân, nhưng cũng không thể vừa gặp mặt đã mở miệng điều người. Thủ đoạn như vậy quá thấp, phải chậm rãi đi từng bước một đến đích mới thú vị. Thẩm Phục Minh thể hiện uy nghiêm của Phó Chủ tịch tỉnh. Thư ký Vũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn có một hội nghị sắp bắt đầu. Nếu bây giờ anh trở về thì đi cùng với tôi, nếu không thì tôi đi trước đây. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đều ở cùng một tòa nhà, bởi vậy văn phòng rất gần nhau. Vũ Phái Dũng cũng có thể nghe được ám chỉ của Thẩm Phục Minh. Y cũng biết nếu Trần Phong đã nói vậy thì không thể rằng có tiếp được. Trần Phong nổi danh mạnh mẽ, cứng rắn khắp cả tỉnh, y cũng không chiếm được ưu thế gì trước mặt Trần Phong, đành phải gượng cười mấy tiếng. Tôi là đi theo Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm, đương nhiên cũng trở về cùng Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm. Tuy nhiên Hạ Tưởng, Vũ Phái Dũng nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, nói vẻ uy hiếp. Tôi nhớ kỹ cậu, không đơn giản. Cậu nên cảm thấy tự hào, bởi vì tôi chưa bao giờ nhớ tên cán bộ cấp phòng. Hạ Tưởng vẻ mặt bình tĩnh. Thư ký Vũ đi cẩn thận bậc thang. Đi ra ngoài cửa Ủy ban Nhân dân thành phố, Thẩm Phục Minh đang muốn lên xe, Vũ Phái Dũng lại nói với Trần Phong. Thị trưởng Trần, việc cải tạo thôn nội đô thành phố Yến là một công trình lớn, là một cái bánh ngọt rất to, chỉ công ty xây dựng của thành phố Yến thì ăn không hết được. Khi Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm còn làm bí thư thành ủy thành phố Chương Trình, công ty xây dựng số 3 của thành phố Chương Trình đã nhận xây dựng không ít công trình cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, lực lượng kỹ thuật hùng hậu. Bọn họ nghe nói Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm lên tỉnh, cũng có ý muốn cống hiến cho kinh tế thành phố Yến. Thị trưởng Trần nể mặt một chút, chiếu cố cho vài công trình. Thế nào? Thẩm Phục Minh ở bên cạnh nghe thấy Vũ Phái Dũng nói vậy, suýt nữa thì tức giận chửi mắng ầm lên. Hôm nay y tới với chủ ý là nói chuyện thay cho công ty xây dựng số 3 của thành phố Chương Trình, không ngờ Vũ Phái Dũng lại gây hấn với Trần Phong. Thấy thời cơ không đúng, y vốn không định nhắc tới, định chờ cơ hội tốt khác sẽ nói sau. Ai ngờ Vũ Phái Dũng kiêu ngạo như vậy, nói thẳng vấn đề này ngay trước mặt người ta, thật sự coi bản thân mày là một kẻ bề trên sao. Chính tao là một phó chủ tịch tỉnh cũng không dám nói thẳng trước mặt, mày đúng là thư ký của bí thư tỉnh ủy. Nhưng mày không phải bí thư tỉnh ủy. Trần Phong trầm sắc mặt, nói. Ngay khi vừa mới triển khai việc cải tạo thôn nội đô tại thành phố Yến, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xác định rõ, công trình cải tạo thành phố Yến sẽ do thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố tự mình xử lý, không chịu ảnh hưởng từ các nhân tố khác. Đương nhiên, chúng tôi cũng hoan nghênh các công ty xây dựng và nhà đầu tư từ bên ngoài tới, nhưng điều kiện tiên quyết là cạnh tranh bình đẳng, hết thảy làm việc theo quy luật thị trường. Công ty xây dựng số 3 của thành phố Chương Trình muốn tới thành phố Yến thi công, tôi đại biểu cho thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Yến hoan nghênh chào đón, còn thẩm quyền xác minh, thẩm tra tất cả các công ty xây dựng và nhà đầu tư đều thuộc về văn phòng tổ cải tạo. Anh bảo người của công ty xây dựng số 3 tới tìm Hạ Tưởng là được. Tin tưởng rằng chủ nhiệm Hạ sẽ đối xử công bằng đối với mỗi công ty xây dựng và nhà đầu tư. Trên đường trở về, Vũ Phái Dũng và Thẩm Phục Minh cùng ngồi một xe. Vũ Phái Dũng tức giận quát tháo. Mẹ nó, chẳng phải chỉ là một thị trưởng của thành phố Yến sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Dám dở giọng với tao như vậy à? Mấy ủy viên thường vụ trên tỉnh nhìn thấy tao còn phải khách khí, mày dám hoành tráng với tao à? Về sau sẽ biết tay tao. Mày chờ đấy. Thẩm Phục Minh không nói gì, trong lòng không hề thoải mái chút nào. Sự việc hôm nay chỉ vì Vũ Phái Dũng lỗ mãng mà khiến mọi việc hỏng bét. Thậm chí còn để lại ấn tượng không tốt cho Trần Phong. Cho dù Vũ Phái Dũng kiêu ngạo thế nào thì Cao Thành Tùng cũng sẽ dung túng y, nhưng nếu mình không làm tròn trách nhiệm, rất có thể sẽ bị Cao Thành Tùng quy tội lên đầu mình. Vũ Phái Dũng vừa nói tuy là chỉ Trần Phong, nhưng sao không phải là nói mình chứ? Mình cũng chỉ là một phó chủ tịch tỉnh bình thường trong tỉnh, ở trong tỉnh đã chưa là gì, đến thành phố cấp phó tỉnh là thành phố Yến cũng không có mấy người nể mặt mình, công tác rất khó có thể triển khai. Giờ Vũ Phái Dũng lại làm loạn như vậy, về sau còn nhúng tay vào thành phố Yến như thế nào nữa? Trong quan trường vốn là phải nể mặt nhau, Trần Phong đã nể mặt mình, vậy mà mình thì ngược lại,
dẫn theo Vũ Phái Dũng làm một thằng hề đi theo. Vốn định mượn thân phận của Vũ Phái Dũng để biểu hiện ra quan hệ giữa mình và bí thư Cao, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què. Càng làm cho Thẩm Phục Minh cảm thấy đau đầu chính là việc Hạ Tưởng rõ ràng là người của Lý Đinh Sơn, vậy mà sau khi tới thành phố Yến lại không hề nghe nói Tống Chiêu Độ đỡ đầu cho hắn, ngược lại Trần Phong thì cố hết sức ủng hộ, giúp đỡ hắn. Thằng danh này rốt cục là rất may mắn hay bản lĩnh lớn. Thẩm Phục Minh vừa đi, Trần Phong vẻ mặt không tốt, gật đầu với Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải, nói. Đi. Thành phố cấp phó tỉnh vốn không có quan hệ quá tốt với tỉnh, Trần Phong cũng không hề có sự kính sợ vốn có của các thị trưởng bình thường đối với tỉnh. Bởi vậy hôm nay ông ta cảm thấy chủ động ra mặt đi cùng Thẩm Phục Minh đã là rất nể mặt y, không ngờ y còn mang theo Vũ Phái Dũng tới, muốn mượn thân phận thư ký của bí thư tỉnh ủy để gây áp lực với mình. Trần Phong không phải người e sợ áp lực, nếu không ông ta cũng đã không đứng vững trước hai tầng áp lực của thành ủy và của tỉnh, cưỡng ép đẩy mạnh việc cải tạo thôn nội đô. Ba nhân vật lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đi vào văn phòng tổ cải tạo, suýt nữa gây ra chấn động. Khúc Nhã Hân vẫn hơi chưa hoàn hồn. Cô cảm kích Hạ Tưởng, nói cảm tạ liên hồi. Cô đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, sao có thể không hiểu ánh mắt và ám chỉ của Thẩm Phục Minh chứ? Nói thật, cô cực kỳ ghê tởm không chịu nổi với việc dùng thân thể để đổi lấy tiền đồ. Huống chi Thẩm Phục Minh còn già như vậy, chỉ nhìn không thôi đã làm cho người ta chán ghét. Càng không cần phải nói tới trên giường. Bởi vậy cô vô cùng cảm động đối với việc Hạ Tưởng liều lĩnh đứng ra bảo vệ mình. Nếu đổi là người khác, có lẽ còn ước gì cô bị Thẩm Phục Minh mang đi. Ngô Cảng Đắc thấy Hạ Tưởng ra mặt vì Khúc Nhã Hân, dám trực diện chống đối thư ký Vũ, trong lòng bội phục Hạ Tưởng sát đất. Một lãnh đạo biết bảo vệ cấp dưới, lại có năng lực, còn có cấp dưới nào không tâm phục khẩu phục chứ. Khi Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải đi vào, Hạ Tưởng đã như thể không có việc gì, đang chỉnh lý tài liệu. Hạ Tưởng thấy ba nhân vật lớn tiến vào, vội vàng ra đón. Thị trưởng Trần, Phó thị trưởng Tào, trưởng ban thư ký Cao. Trần Phong vẻ mặt trầm trọng, vỗ vai Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, khá lắm, dám chịu trách nhiệm, có khí phách đàn ông. Không cần lo lắng, chỉ cần tôi còn ở thành phố Yến một ngày thì sẽ không ai động được vào cậu. Cứ làm cho tốt đi. Chỉ cần là người ra sức làm việc cho Trần Phong tôi thì tôi cũng sẽ không bạc đãi người đó. Đây là lần đầu tiên Trần Phong trịnh trọng hứa hẹn với Hạ Tưởng, một phần là bị Vũ Phái Dũng kích thích, đương nhiên cũng không loại trừ thành phần diễn trò cho Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc xem. Dù sao một phó chủ tịch tỉnh và một thư ký của bí thư tỉnh ủy đến gây chuyện, cũng chỉ có Trần Phong ra mặt mới có thể khôi phục lại tình hình, ổn định lòng người. Tào Vĩnh Quốc liền nhân cơ hội nói. Còn không mau cảm ơn thị trưởng Trần. Hạ Tưởng liền cười. Không cần nói lời hay với thị trưởng Trần. Thị trưởng Trần cứ xem hành động của văn phòng tổ cải tạo chúng tôi đi. Một câu này của Hạ Tưởng lập tức khiến trong lòng Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc ấm áp rào rạt, cảm thấy chủ nhiệm Hạ thật sự không tồi, không lúc nào quên bọn họ. Hơn nữa những lời nói vừa rồi của Trần Phong cũng cho họ hy vọng lớn lao, khiến trong lòng họ tràn đầy nhiệt tình. Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc đi rồi. Cao Hải gọi Hạ Tưởng vào trong phòng của mình, Hạ Tưởng biết chắc chắn là bàn về việc của Lý Đinh Sơn. Không đợi hắn mở miệng, Cao Hải liền vội vàng hỏi. Cậu đã tiếp xúc với Hồng Chiêu Quảng bao giờ chưa? Hạ Tưởng lắc đầu, hắn chỉ nghe nói tới tên của Hồng Chiêu Quảng, đừng nói là tiếp xúc, thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy. Thị trưởng Hồng sẽ không vì một câu nói của thư ký Vũ mà xuống huyện bá tìm bí thư Lý gây phiền toái chứ? Nếu đúng như vậy thì ông ta cũng quá ngây thơ trong chính trị. Cao Hải cười khổ. Cậu không biết con người Hồng Chiêu Quảng này. Ông ta chính là một phần tử đầu cơ chính trị điển hình. Khi thị trưởng Hồ tiếp nhận chức phụ bí thư thành ủy, vị trí thị trưởng cũng không tới lượt ông ta, nhưng ông ta lại mượn quan hệ với Vũ Phái Dũng, khiến Vũ Phái Dũng nói lời hay trước mặt Cao Thành Tùng, nhờ vậy mới lên được làm thị trưởng. Vũ Phái Dũng nói, ông ta có thể không xuống huyện bá làm khó dễ Đinh Sơn sao? Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, nói. Vậy phải điện thoại báo cho bí thư Lý, để ông ấy sớm có chuẩn bị. Các công tác phải bố trí chu toàn một chút, đỡ phải bị Hồng Chiêu Quảng cố ý đâm chọc. Cao Hải gật đầu. Căn cơ của Đinh Sơn ở huyện bá còn được, nhưng ở thành phố chương trình lại không có hậu trường đủ mạnh. Bí thư Hồ thuận lợi tiếp nhận vị trí bí thư, chưa chắc sẽ nể mặt trưởng ban Tống, cũng không nhất định sẽ giúp đỡ cho Đinh Sơn. Vấn đề hiện tại nằm ngoài tầm tay của chúng ta,
chỉ có thể xem trí tuệ chính trị của bản thân Đinh Sơn. Cao Hải bảo Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn nghe xong điện thoại, cười với giọng điệu thoải mái. Trước đó mấy ngày, tôi đã tới thành phố Chương Trình, cũng đã tiếp xúc với thị trưởng Hồng. Lúc đó thị trưởng Hồng còn nói với tôi, phải mở rộng kinh nghiệm của huyện Bá ra toàn thành phố. Theo tôi thấy, ông ta đang gấp rút mượn thành công của huyện Bá để mò lấy chiến tích lớn, nếu muốn làm loạn huyện Bá cũng sẽ không được chỗ tốt gì. Tuy nhiên tôi sẽ cẩn thận đề phòng. Tuy rằng không dám nói huyện Bá là kín mít không chút kẽ hở nhưng hiện tại cũng là trên dưới một lòng. Từ lời nói của Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng cũng biết được, làng du lịch Thảo Nguyên huyện Bá đã xây dựng xong. Mượn nhờ gió đông từ làng du lịch Tam Sơn, không ít du khách thủ đô đã đến Thảo Nguyên huyện Bá du lịch. Thanh danh huyện Bá chậm rãi nổi lên, rất nhiều du khách xung quanh thành phố Chương Trình cũng nghe danh mà tới. Huyện Bá từ một huyện nghèo nhất thành phố Chương Trình đang chuyển mình vượt nhanh qua sự đói nghèo, hướng tới thường thường bậc trung. Lý Đinh Sơn có chiến tích chói mắt, Thạch Bảo Lũy cũng nở mày nở mặt, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Bá nhiều lần được thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Chương Trình khen ngợi, nói phải mở rộng kinh nghiệm của huyện Bá ra toàn thành phố. Lý Đinh Sơn cũng nhiều lần tới thành phố báo cáo công tác, trở thành một ngôi sao chính trị mới của thành phố Chương Trình. Kỳ thật Lý Đinh Sơn cũng không muốn khiến người ta chú ý. Chỉ có điều không ngờ rằng một khi kích phát ra tiềm lực của huyện Bá lại gây nên uy thế lớn như vậy. Ông ta cũng muốn làm chút gì đó thực tế cho nhân dân, nhưng không dự đoán được những nhà đầu tư thủ đô chẳng những thực lực hùng hậu mà hơn nữa còn rất giỏi quảng bá, chỉ trong thời gian ngắn đã quảng cáo đầy đủ ưu thế của Thảo Nguyên huyện Bá tới thị trường thủ đô. Trong khoảng thời gian ngắn, lưu lượng du khách tăng lên mãnh liệt, hơn xa dự đoán lúc trước, mang tới cho huyện Bá rất nhiều thu nhập từ thuế. Không cần nói gì khác. Chỉ riêng Vạn Chí Trạch mở khách sạn nông thôn ở xã Cổ Trại, đã trở thành khách sạn bậc nhất của huyện Bá theo lời du khách thủ đô. Mới mở khách sạn được nửa năm, đã xây dựng thêm tại chỗ một tòa nhà 3 tầng nữa. Vợ chồng Vạn Chí Trạch cảm kích Hạ Tưởng không lời nào có thể diễn tả được. Buông điện thoại, Hạ Tưởng thoáng yên lòng, trong lòng lại hiện lên một tia nghi vấn, nếu chẳng may việc Lý Đinh Sơn ở huyện Bá bị Hồng Chiêu Quảng ức hiếp rơi vào tai Tống Chiêu Độ có thể có hành động hay không? Tuy nhiên khi nói chuyện, Lý Đinh Sơn không nhắc tới Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng cũng không dám tự có chủ trương gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ, cũng đành phải thả lỏng tâm tư, nói với Cao Hải. Nếu thật sự bí thư Lý bị ép bức quá, trưởng ban Tống khẳng định sẽ không ngồi yên. Trưởng ban Tống à? Cao Hải cười cười đầy thâm ý. Hiện tại chúng ta cũng coi như quen thuộc, có gì nói mà phải che che giấu giấu thế. Theo tôi đoán... Chỉ sợ trưởng ban Tống còn vui khi thấy Hồng Chiêu Quảng chèn ép Lý Đinh Sơn. Chỉ khi Đinh Sơn bị ép tới nóng nảy, anh ta ra tay mới có vẻ quý giá. Hơn nữa một khi anh ta ra tay, mặc kệ có hữu dụng hay không, sẽ phải kinh động tới Sử Lão. Sử Lão năm xưa vẫn không phải quá thưởng thức trưởng ban Tống. Tuy nhiên nếu Sử Lão thấy vì trưởng ban Tống giúp đỡ Đinh Sơn nên bị người khác xa lánh, Sử Lão cũng sẽ phải ra tay. Vậy là có trò hay để xem rồi. Thế nào cũng phải quấy động thế cục tỉnh Yến một chút mới được. Hạ Tưởng thấy Cao Hải nói rõ ra, cũng biết ông ta tuyệt đối tín nhiệm mình, liền không e dè nữa, nói ra nghi vấn trong lòng. Sử Lão lui xuống đã rất nhiều năm, quan trường từ trước tới giờ vẫn là người đi trà lạnh, lời nói của Sử Lão còn có thể dùng được không? Cho tới tận bây giờ, Hạ Tưởng vẫn giữ một dấu chấm hỏi rất to về sức ảnh hưởng của Sử Lão. Không nói tới Sử Khiết hiện tại vẫn chỉ là cán bộ cấp phòng, dường như còn không có thực quyền, mà chính là quy luật quan trường luôn luôn như thế, ai sẽ để ý tới một ông lão đã lui ra tới gần 10 năm chứ? Trong quan trường, người mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp, che già măng mọc, cho dù có niềm tình cũ nhưng mấy người năm xưa được Sử Lão đề bạt, hiện tại có lẽ cũng không còn nhiều người tại vị nữa. Sử Lão rốt cuộc có quân bài nào chưa lật không? Chương 191, rốt cuộc kinh động tới Sử Lão. Mặc kệ mấy ủy viên thường vụ của huyện nói chuyện thay cho Lý Đinh Sơn, Hồng Chiêu Quảng vẫn kiên quyết ra lệnh cho Lý Đinh Sơn trong vòng 3 ngày phải tới thành ủy và ủy ban nhân dân kiểm điểm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói không khí lúc đó cực kỳ căng thẳng, Đỗ Song Lâm suýt nữa thì nổi sùng lên với người của thành phố, may mắn là Ngô Anh Kiệt giữ ông ta lại đúng lúc. Mấy ủy viên thường vụ khác cũng tức giận mà không dám nói gì, đều lo lắng thay cho Lý Đinh Sơn. Khi Hạ Tưởng biết tin thì hắn đang ăn cơm ở nhà Tào Vĩnh Quốc. Bình thường cứ cuối tuần, Hạ Tưởng đều đến Tào gia ăn cơm, gần như đã thành thông lệ.
hôm nào không đến, chẳng những Tào Thù Lê cứ nhắc đi nhắc lại mãi không ngừng, ngay cả Vương Vu Phân cũng sẽ thúc giục Tào Vĩnh Quốc gọi điện thoại kêu Hạ Tưởng tới. Hạ Tưởng ăn cơm được một nửa, nhận được điện thoại, vẻ mặt âm trầm. Tào Vĩnh Quốc không rõ tình huống, thản nhiên hỏi. Có cần tôi hỏi trưởng ban Lô một chút không? Xem thử ông ấy xem có quan hệ gì ở thành phố Trương Trình hay không? Tuy rằng trong lòng bốc lửa, hận không thể trở lại bên cạnh Lý Đinh Sơn, nhưng Hạ Tưởng vẫn tỉnh táo lại rất nhanh, lắc đầu. Không cần, đến thời khắc mấu chốt, nếu trưởng ban Tống không ra tay, ông ấy sẽ tự mất uy tín. Vũ Phái Dũng cho Hồng Chiêu Quảng chèn ép bí thư Lý chính là muốn làm cho trưởng ban Tống khó coi, cháu nghĩ trưởng ban Tống hẳn là sẽ có động tác rất nhanh. Hắn còn chưa dứt lời, di động liền đổ chuông. Nghe điện thoại xong, Hạ Tưởng nhìn Tào Vĩnh Quốc, trả lời nghi vấn của ông ta. Trưởng ban Tống bảo cháu tới nhà ông ấy một chuyến, bây giờ cháu đi luôn. Vương Vu Phân vội hỏi. Có chuyện gì gấp như vậy? Cơm nước xong hãy đi. Hạ Tưởng khoát tay. Không ăn nữa, ăn cũng không vào cô ạ. À. Buổi tối đừng chờ cháu, mọi người cứ ngủ trước đi ạ. À. Nếu quá muộn cháu sẽ về nhà cháu. Cho tới bây giờ, Tào Thù Lê chưa bao giờ thấy Hạ Tưởng nghiêm túc như vậy. Cô cũng biết tình cảm của hắn đối với Lý Đinh Sơn, liền nói với vẻ kiên quyết. Không được, muộn mấy cũng phải trở về. Em chờ anh trở về mới đi ngủ. Anh không trở về, em sẽ không ngủ. Khi tới nhà Tống Chiêu Độ thì đã hơn 9 giờ tối. Vẫn là Tống Nhất Phàm mở cửa. So với lần trước, cô bé có vẻ cẩn thận hơn, hiển nhiên là đã được dặn dò. Vừa thấy Hạ Tưởng liền vội vàng cho hắn đi vào, còn chỉ huy hắn thay dép giống lần trước. Đi đôi lớn nhất kìa. Đúng, thay thế đúng rồi, tốt lắm, thật sự là một anh chàng ngoan ngoãn. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, cũng không đếm xỉa tới cô bé, gật gật đầu liền đi về phía phòng sách. Tống Nhất Phàm ngăn hắn lại. Ba em ở ban công. Mùa hè trời nóng bức, Tống Nhất Phàm chỉ mặc một chiếc áo may ô và một chiếc quần đùi không dài hơn quần lót là bao nhiêu. Cô bé mới 13, 14 tuổi, tuy nhiên thân thể đã bắt đầu có những đường nét đặc trưng của thiếu nữ. Ngực bắt đầu nổi lên hai quả cao nho nhỏ mà rắn chắc, eo lưng thon thả, mông cũng đầy đặn lên, nhất là cặp chân vừa thon vừa dài, tuy rằng không sáng bóng mê người nhưng vẫn trắng hồng vẻ đẹp thiếu nữ thanh xuân, khiến người ta có cảm giác bị tấn công thị giác. Tống Nhất Phàm có hình thức vô cùng thanh tú, giống như một đóa hoa thủy tiên. Dáng người cô bé không thấp. Hiện tại đã hơn 1m6 mấy. Cô bé đứng trước mặt Hạ Tưởng, ánh mắt trong veo như nước, cười tinh nghịch, nụ cười toát ra hương vị đặc trưng của một thiếu nữ. Xin mời em Nhất Phàm mang anh tới ban công. Hạ Tưởng không sợ mấy cô bé mới lớn thế này, tuy nhiên hắn cũng phải thừa nhận, hiện tại con gái càng ngày càng to gan. Hắn nhớ rõ khi hắn chừng tuổi cô, con gái chỉ cần bị con trai nhìn một chút đã đỏ mặt, chẳng bù cho Tống Nhất Phàm hiện tại. Mắt nhìn hắn chằm chằm không hề có chút ngượng ngùng, thậm chí rõ ràng còn có ý tứ khiêu khích. Hình như anh có vẻ hơi sợ em thì phải, đúng không? Tống Nhất Phàm chống nạnh, hơi chạng chân ra, cũng không chịu lùi. Sao lại nói vậy? Hạ Tưởng gãi đầu. Anh tìm trưởng ban Tống có chuyện quan trọng, để lần sau rảnh rỗi, anh sẽ thảo luận với em vấn đề ai sợ ai, được không? Em gái. Một lời đã định, anh trai. Tống Nhất Phàm đắc ý cười như thể thực hiện được mưu kế. Hạ Tưởng thì cười thầm, con gái đúng là dễ dụ, tâm tư đơn giản, quá ngây thơ. Tống Nhất Phàm mang Hạ Tưởng tới ban công, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, quay người đi. Ban công khá rộng, nhìn qua cửa sổ có thể thấy một vầng trăng rất sáng trên bầu trời. Ánh trăng rơi xuống người Tống Chiêu Độ, khiến bóng lưng ông ta có vẻ cực kỳ cô đơn, có cảm giác buồn bực không vui. Con người dù làm quan lớn cũng có lúc rơi xuống đáy vực. Hạ Tưởng đứng ở sau lưng Tống Chiêu Độ, lấy lại bình tĩnh, cung kính chào. Trưởng ban Tống. Tống Chiêu Độ quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có một chút kinh hoàng lúng túng nào. Hạ Tưởng cũng tin rằng ông ta còn có quân bài chưa lật, nếu không cũng không thể luôn vững như Thái Sơn thế này. Ngồi đi. Tống Chiêu Độ chỉ vào chiếc ghế dựa đối diện, ông ta chỉ chén trà trên bàn trà. Đến. Uống một chút trà. Giữa ban công bày một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế dựa thư giãn. Trên chiếc bàn tròn có ấm trà và chén trà. Vừa lúc Hạ Tưởng đang khát nước, hắn cũng không khách khí uống một cốc. Sau đó hắn lại tiếp nước cho Tống Chiêu Độ và cho mình, nói. Trưởng ban Tống có chuyện gì xin cứ dạy bảo, tôi sẽ cố gắng làm tốt.
cậu thấy Đinh Sơn có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này không? Từ giọng điệu của Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng không nghe được ra là ông ta lo lắng hay bình tĩnh. Hắn ngẫm nghĩ một chút, đành phải đáp. Khó mà nói, bí thư Lý khá mạnh mẽ, không chịu mở miệng nhờ người khác. Mặc dù ông ấy có thủ đoạn ngoài mềm trong cứng, nhưng đối phó với loại người làm việc không thèm để ý tới phương thức như thị trưởng Hồng, dưới tình thế cấp bách, có lẽ sẽ lấy cứng trọi cứng không biết chừng. Ngụ ý của Hạ Tưởng là, Lý Đinh Sơn vẫn có khí phách của người trí thức, bình thường không để lộ ra ngoài là bởi vì không có ai bức bách. Nếu áp bách quá, một phần con người thật của Lý Đinh Sơn sẽ lộ ra. Từ hai lần kinh doanh thất bại của Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng đã rút ra kết luận, ông ta gặp kẻ mạnh thì cũng cứng rắn nhưng nếu gặp kẻ yếu thì cũng mềm, độ co giãn rất lớn. Nếu đối thủ có kỹ xảo, ông ta cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Nếu đối thủ cứng rắn ra tay, ông ta mà nổi giận, cũng có thể làm ra những việc ngoài dự đoán của mọi người. Tống Chiêu Độ hơi biến đổi sắc mặt. Cậu còn hiểu về Đinh Sơn hơn cả tôi tưởng tượng. Tôi đã gọi điện thoại cho Bí Thư Hồ, tình thế không lạc quan cho lắm. Khi Bí Thư Hồ còn chưa kịp chu toàn mọi việc thì Đinh Sơn đã tuyên bố một cách kiên quyết, nếu thành phố không triệt tiêu quyết định phạt làng du lịch Thảo Nguyên thì anh ta sẽ từ chức Bí Thư huyện ủy. Cái gì? Hạ Tưởng đột nhiên đứng lên, không thể tin được nhìn Tống Chiêu Độ. Trưởng ban Tống, sao Bí Thư Lý lại nóng nảy như vậy? Lấy việc từ chức ra để uy hiếp là tối kỵ của quan trường. Tống Chiêu Độ gật đầu khen ngợi. Tiểu Hạ, Đinh Sơn thật không nhìn nhầm cậu. Anh ta nói nếu có cậu ở đó, khả năng anh ta cũng sẽ bình tĩnh lại rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại sự tình đã xảy ra, nói gì nữa cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khắc phục. Đinh Sơn làm được cục diện huyện bá tới như thế này cũng không dễ, không thể dễ dàng buông tha được. Nếu thật sự từ chức, sinh mạng chính trị của anh ta xong rồi, về sau trong lý lịch đã có một vết đen, không thể có lại tiền đồ được nữa. Ý của trưởng ban Tống là, Hạ Tưởng thấy Tống Chiêu Độ không hề có vẻ gì hoang mang, biết rằng trong lòng ông ta chắc hẳn là đã có tính toán. Trước tiên nói cái nhìn của cậu đi. Tống Chiêu Độ ra đề bài cho Hạ Tưởng, hiển nhiên là cũng muốn kiểm tra hắn. Trình độ tôi không đủ, nếu còn ở huyện bá, có lẽ có thể tìm được một ít chi tiết để nói. Hiện tại đã rời xa huyện bá, cấp bậc rất thấp, không có biện pháp nhìn vấn đề từ đại cục. Cho nên tôi cũng không nghĩ ra biện pháp tốt nào. Hạ Tưởng đúng là nói thật, hiện tại hắn không nghĩ ra biện pháp gì để sử dụng. Tống Chiêu Độ mỉm cười. Cũng không tệ lắm, rất rõ cái nhìn của bản thân. Tuy nhiên nếu đặt cậu vào vị trí của tôi, cậu sẽ làm như thế nào? Giả thiết mà Tống Chiêu Độ đề xuất cũng không dễ trả lời. Hạ Tưởng âm thầm oán hận, cho dù tôi đứng ở vị trí của ông để nhìn vấn đề. Nhưng tôi lại không biết hậu trường và mạng lưới quan hệ của ông, lại không biết trong tay ông có bao nhiêu lực lượng mạnh tới mức nào, đương nhiên không thể nào ra tay được. Tuy nhiên Tống Chiêu Độ đã hỏi vậy, hắn bắt buộc phải trả lời. Đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên trong óc hắn lóe lên một ý tưởng, nghĩ tới mục đích chân thực của Tống Chiêu Độ. Mời Sử lão ra tay. Hạ Tưởng nói với giọng điệu nghi vấn, cũng là biểu hiện ra hắn không tự tin. Trên thực tế, đây là hắn cố ý để Tống Chiêu Độ đưa ra quyết định cuối cùng. Đây hẳn là hiệu quả mà Tống Chiêu Độ muốn, do chính mình đề xuất mời Sử lão ra tay. Tống Chiêu Độ gật đầu đáp ứng, cuối cùng cho dù Lý Đinh Sơn không thích thì cũng không trách được Tống Chiêu Độ. Với tính cách của Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng là bề dưới, vì sự mất mặt của ông ta mà làm như vậy thì ông ta cũng không thể trách Hạ Tưởng điều gì. Quả nhiên Tống Chiêu Độ gật đầu. Thông minh, Đinh Sơn rất coi trọng mặt mũi. Hiện tại anh ta chấp nhận sẵn sàng từ chức mà không muốn mời Sử lão ra mặt. Nếu tôi ra mặt mời Sử lão, chưa chắc Sử lão đã nể mặt tôi. Cậu thì khác, cậu trẻ tuổi, lại là người Đinh Sơn tín nhiệm nhất. Hơn nữa nghe anh ta nói, lần trước tới nhà Sử lão, ấn tượng của Sử lão về cậu cũng không tệ, cho nên cậu là lựa chọn tốt nhất. Hạ Tưởng chỉ gật đầu, trong lòng cảm thán nói chuyện với Tống Chiêu Độ thật là mệt. Ông ta muốn nói cho mình một việc nhưng lại không nói rõ mà bắt mình phải đoán. Đoán không được thì gợi ý một chút, gợi ý tới khi mình hiểu được mới thôi. Kỳ thật nếu chuyện này mà đổi thành Trần Phong nói, ông ta sẽ trực tiếp nói cho Hạ Tưởng, cậu đi mời, tôi không tiện ra mặt, mà ra mặt thì chưa chắc đã mời được. Tống Chiêu Độ thì không vậy, ông ta thích vòng vo, cho mình tự nhảy vào cái hố ông ta đã đào sẵn. Mỗi người quả thật khác biệt nhau quá lớn.
lãnh đạo cũng là con người cho nên mới tạo thành các lãnh đạo muôn hình muôn vẻ, đủ các loại tính cách trong quan trường. Muốn lĩnh hội đầy đủ ý đồ của mỗi một lãnh đạo, quả thật là nhiệm vụ bất khả thi. Cũng may, Hạ Tưởng coi như thông qua bài thi của Tống Chiêu Độ. Vậy trước mặt Sử lão, tôi sẽ không nhắc tới trưởng ban Tống mà nói thẳng là ý nghĩ của mình. Hạ Tưởng cẩn thận nói, hắn đoán được tâm lý Tống Chiêu Độ, bởi vì lúc trước Cao Hải đã thuyết minh, Sử lão không thích Tống Chiêu Độ cho lắm. Tống Chiêu Độ không muốn Sử lão nhớ tới ông ta, việc hắn cần làm chính là để Lý Đinh Sơn ghi nhớ tới ông ta thôi. Tuy rằng Hạ Tưởng ra mặt mời Sử lão, nhưng điều ông ta muốn là để cho Lý Đinh Sơn hiểu được, chính ông ta mới là người bố trí Hạ Tưởng đi mời Sử lão. Tạm dừng một chút, Hạ Tưởng lại bổ sung một câu. Ở chỗ bí thư Lý, tôi sẽ không ra mặt, đỡ phải để ông ấy phê bình tôi. Xin nhờ trưởng ban Tống ra mặt giải thích một chút. Tống Chiêu Độ rốt cục mỉm cười hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy, thật sự là một chàng trai chỉ một chút gợi ý đã hiểu, khó trách Đinh Sơn coi trọng tiền đồ của cậu ta như vậy. Thật đúng là một nhân tài hiếm có. Lần đầu tiên trong lòng ông ta có ý niệm động tới Hạ Tưởng, nghĩ có lẽ nên tìm một cơ hội thích hợp điều hắn tới bên cạnh mình. Tuy nhiên hiện tại mình đang ở đáy thung lũng, còn hắn lại đang được Trần Phong thưởng thức. So sánh với thị trưởng thành phố Yến, mình chỉ là một trưởng ban công nông thật sự chẳng có gì là to tát cả. Thậm chí Tống Chiêu Độ còn nghĩ, nếu mình nói ra ý tưởng này, liệu Hạ Tưởng có thể động tâm hay không? Nếu có Hạ Tưởng trợ giúp, kế hoạch của mình hẳn là có thể đẩy mạnh nhanh hơn. Nghĩ tới Cao Kiến Viễn đã tổn thất 10 triệu tài chính, lại thêm mình đang âm thầm điều tra hành vi tham ô của Vũ Phái Dũng, Tống Chiêu Độ càng nghĩ càng cảm thấy nếu có Hạ Tưởng giúp đỡ, khẳng định mình có thể nhanh chóng vặn đổ Vũ Phái Dũng, từ đó kéo theo Cao Kiến Viễn. Suy tính một chút, Tống Chiêu Độ vẫn áp chế ý tưởng trong lòng. Hạ Tưởng tuổi còn quá trẻ, hơn nữa kinh nghiệm rất ít, việc mình đang làm là việc đại sự. Liên can tới sự sinh tử sống còn, chỉ cần hơi chút vô ý là có thể bị đối phương dồn vào chỗ chết, tốt nhất là cứ để chậm lại rồi nói sau, xem Hạ Tưởng có thể đi được bao xa, đi được tới đâu. Lần này Tống Chiêu Độ tự mình đứng dậy đưa tiễn Hạ Tưởng ra tới phòng khách, khiến Hạ Tưởng được sủng ái mà e ngại, liên tục nói mời trưởng ban Tống dừng bước. Tống Nhất Phàm xuất hiện đúng lúc, cười nói. Ba, để con thay ba đưa đại ca. Nghe con gái gọi Hạ Tưởng là đại ca. Tống Chiêu Độ cười vẻ hiểu ý. Cô con gái này của ông ta tuy rằng khá nghe lời nhưng vẫn rất có cá tính, không dễ dàng thân cận với ai. Hạ Tưởng này cũng thật có sức hấp dẫn, mới đến hai lần đã khiến cho con gái mình chủ động đề xuất ra tiễn. Nghĩ lại, ông ta không khỏi mỉm cười. Chính mình chẳng phải cũng từ bỏ vẻ bề trên, đưa hắn ra tới đây hay sao? Chàng trai trẻ này đúng là khiến người ta thích thú. Tống Nhất Phàm đưa Hạ Tưởng ra tới cửa, đột nhiên đứng thẳng. Che ở cửa, hai tay giơ ra phía trước. Này, viết phương thức liên lạc với anh đi. Hạ Tưởng sửng sốt. Thế này là có ý gì? Ý gì chứ, chẳng qua là sợ anh nói trước quên sau thôi. Tống Nhất Phàm bất mãn nhăn mũi, không thèm phân trần nhét giấy, bút vào tay Hạ Tưởng. Anh đã nói sẽ thảo luận với em về vấn đề ai sợ ai. Nếu không viết phương thức liên hệ thì em tìm anh như thế nào? Hay là sợ rồi? Nếu sợ thì nhận thua em đi, nói anh sợ em sẽ tạm tha cho anh. Hiểu rồi, Hạ Tưởng nhấp nháy mắt, Tống Nhất Phàm đúng là đang ở tuổi thanh xuân thích nổi loạn, là có ý đối nghịch với hắn. Kể cũng lạ, hắn đến nhà Tống Chiêu Độ hai lần, cũng không thấy bà chủ nhà tồn tại, chẳng lẽ là nhà gà trống nuôi con. Không có khả năng, với thân phận hiện tại của Tống Chiêu Độ, không có khả năng độc thân. Sợ cô bé này à? Sợ cái gì chứ? Hạ Tưởng cười thật thà. Liền viết số điện thoại di động của mình lên giấy. Giữ gìn cho tốt, đừng đánh mất lại trách anh. Tống Nhất Phàm không nhìn giấy mà nhìn chằm chằm trên mặt Hạ Tưởng, nở một nụ cười hài lòng. Đúng, cứ cười như vậy. Anh có biết không, khi anh cười lên rất dễ coi, đặc biệt thân thiết, làm cho người ta cảm thấy anh là một người tốt. Đúng, cứ duy trì nụ cười như thế, cười thêm cái nữa cho em xem. Hạ Tưởng chạy trối chết. Hắn không thể chịu đựng nổi ánh mắt của cô bé này nhìn mình như thể nhìn một con chó nhỏ đáng yêu, dường như còn muốn đùa giỡn hắn một chút nữa. Cho dù ra mặt Hạ Tưởng có dày cũng không có cách nào với Tống Nhất Phàm. Cô bé mới mười mấy tuổi, không thể mắng được cũng không thể đùa được, đành phải bỏ trốn mất dạng. Khi trở lại Tào gia thì đã hơi khuya, khi hắn đi, Vương Vũ Phân cố ý đưa chìa khóa cho hắn,
bởi vậy hắn nhẹ nhàng mở cửa, đẩy cửa ra liền thấy trong phòng khách có một thân mình lả lướt đang nằm ngủ say trên ghế salon. Cô bé này đúng là ngộ, vẫn còn chờ mình, tuy nhiên cô hẳn là ngủ quên mất, Hạ Tưởng liền rón rén đi tới, nhẹ nhàng lay cô dậy. Mau trở về phòng ngủ, đừng ngủ trên ghế, không thoải mái. Tào Thù Lê dụi mắt vẻ mờ mịt. Lạ thật, sao em lại ngủ nhỉ? Chán thật, rõ ràng vừa rồi còn tỉnh mà. Sao giờ anh mới trở về? Hạ Tưởng thấy thái độ của cô như vậy, bộ dáng ngây thơ dễ thương, lại thêm cô nằm ngả trên salon, lộ ra những đường cong thiếu nữ, hắn không khỏi động tâm, liền cúi xuống hôn. Ngoan nào, mau trở về phòng ngủ đi. Tào Thù Lê nghe lời đứng lên, cùng Hạ Tưởng lên lầu, mơ màng nói. Khi anh đi rồi, chị Liên gọi điện thoại tới, nói muốn mời chúng ta cùng ăn cơm. Anh bảo khi nào thì thích hợp. Để nói sau, chờ khi anh không bận. Hạ Tưởng có tâm sự trong lòng, cũng không nghĩ nhiều, liền ôm eo Tào Thù Lê đi lên lầu. Vừa đi được vài bước, đột nhiên đèn phòng khách bật sáng, Vương Vũ Phân đứng ở cửa phòng, vẻ mặt như cười như không nói. Lê Nhi, phòng của con ở dưới lầu, sao lại đưa Hạ Tưởng lên lầu làm gì? Hai người ôm nhau đi lên lầu trông như thể muốn lên cùng ngủ vậy. Tào Thù Lê đột nhiên giật mình tỉnh ra, mới nhớ rằng mình đã bị điều xuống ngủ dưới lầu. Chết thật, vừa vặn bị mẹ bắt gặp, tay Hạ Tưởng còn đặt bên hông cô. Cô lập tức đẩy tay Hạ Tưởng ra, vội vàng chạy xuống, chui tọt vào phòng không dám trở ra. Hạ Tưởng vẻ mặt xấu hổ, gãi đầu. Cô Vương, chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau là chủ nhật, hắn dậy sớm, ăn sáng xong liền đi tới nhà Sử Lão. Gõ cửa, người ra mở cửa là Sử Khiết. Sử Khiết thấy là Hạ Tưởng, biến sắc mặt. Cậu không được hoan nghênh, mời cậu rời khỏi. Cháu tìm Sử Lão, không tìm cô. Nhờ cô chuyển lời với Sử Lão một tiếng. Cháu có chuyện quan trọng muốn tìm ông ấy, nếu không để muộn việc thì đừng trách cháu không tận hết tâm hết sức. Hạ Tưởng không muốn nhiều lời với cô ta, trực tiếp nói ra tình thế nghiêm trọng. Sử Khiết cũng không ngốc. Đinh Sơn xảy ra chuyện. Nghe Lý Đinh Sơn xảy ra sự tình, Sử Khiết lập tức biến đổi thái độ hoàn toàn, vội vàng cho Hạ Tưởng vào nhà, sau đó đi vào nhà trong mời Sử Lão. Sử Lão đi tới trước mặt Hạ Tưởng, vẫn không ngừng trách Sử Khiết. Gấp cái gì, trời không sập được, khi nào thì con có thể bình tĩnh một chút khi gặp sự chứ? Lớn đến thế này rồi mà vẫn không có chút hàm dưỡng nào. Ôi! Hạ Tưởng đứng lên, cung kính nói. Xin chào Sử Lão, lại mạo muội quấy rầy, không làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi thư giãn của ngài chứ ạ? À? Sử Lão khoát tay chặn lại, cười. Ngồi đi, uống chút trà. Vâng ạ. Hạ Tưởng cũng không từ chối, tự mình rót nước pha trà, chờ một lát mới rót trà cho Sử Lão, sau đó cũng không quên tự rót cho mình một chén. Hạ Tưởng tiếp cho Sử Lão ba chén trà liên tiếp, Sử Lão không mở miệng hỏi, hắn cũng không chủ động nói gì. Sử Khiết ở bên cạnh sốt ruột không chịu được, mấy lần muốn mở miệng nói nhưng đều bị ánh mắt Sử Lão ngăn lại. Cho đến khi ấm trà không còn mùi vị gì nữa, Sử Lão mới thản nhiên hỏi. Đinh Sơn làm sao vậy? Hạ Tưởng kể lại tỉ mỉ sự tình của Lý Đinh Sơn. Sử Khiết nghe xong, vội vàng nói. Ba, Đinh Sơn sao lại ngu vậy? Hồng Chiêu Quảng là cái quái gì mà dám bắt nạt Đinh Sơn chứ? Ba phải xả cơn giận này cho Đinh Sơn. Sử Lão hơi nheo mắt trầm tư chốc lát, lại hỏi Hạ Tưởng. Cậu cảm thấy Đinh Sơn muốn kết quả gì? Hiện tại Bí Thư Lý có cảm tình với huyện bá. Ông ấy muốn làm việc tốt ở huyện bá, không muốn bị bên ngoài quấy nhiễu. Hạ Tưởng đáp. Sử Lão đập mạnh ba tong xuống đất. Hồng Chiêu Quảng, khinh người quá đáng. Chương 192, Sử Lão lần đầu tiên ra tay. Ra khỏi Sử gia, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ, báo cáo một chút tình hình lúc đó. Tống Chiêu Độ trầm mặc một lát, nói. Tôi biết rồi. Hạ Tưởng nghĩ đã nói xong câu chuyện. Đang muốn dập máy bỗng nhiên lại nghe thấy giọng Tống Chiêu Độ truyền đến. Tiểu Phàm khá thích cậu, vẫn gọi cậu là đại ca. Có rảnh thì đến nhà chơi nhiều một chút. Cánh cửa nửa khép nửa đóng của nhà Tống Chiêu Độ rốt cục đã mở ra một chút đối với hắn. Hạ Tưởng hỏi cũng hơi trực tiếp, Cao Hải cũng hiểu được tâm tư của hắn, mỉm cười khoan dung. Nói thật, trong lòng tôi cũng không tự tin cho lắm, cảm thấy lời nói của Sử Lão có thể không thật sự hữu dụng. Tuy nhiên tôi hiểu biết về Sử Lão không sâu, Đinh Sơn rất ít khi nhắc tới ông ấy.
trưởng ban Tống hẳn là từng nghiên cứu về Sử Lão, có lẽ cũng đã tìm hiểu kỹ về mạng lưới quan hệ của Sử Lão. Nếu không anh ta đã không tin tưởng Sử Lão 10 phần như vậy. Cuối cùng Hạ Tưởng và Cao Hải thảo luận nửa ngày, vẫn cảm thấy mù mờ, không thấy rõ chân tướng. Tuy rằng Hạ Tưởng cũng tin tưởng phán đoán của Tống Chiêu Độ, nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi về sức ảnh hưởng của Sử Lão. Vốn mọi người nghĩ rằng Hồng Chiêu Quảng vì muốn chiến thích, lại là thời kỳ mấu chốt mở rộng kinh nghiệm huyện bá, chỉ cần có chút ý nghĩ chính trị sẽ không làm việc khinh suất, không ngờ Hồng Chiêu Quảng đúng là một kẻ đầu cơ chính trị. Không biết Phú Phái Dũng gọi điện thoại cấp cho Hồng Chiêu Quảng cái gì hoặc là hứa hẹn gì, nhưng tóm lại, Hồng Chiêu Quảng lấy danh nghĩa thị sát công tác tới huyện bá, sau đó Cục Du lịch thành phố chọn ra hàng đống khuyết điểm của làng du lịch Thảo Nguyên, lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh làng du lịch 3 tháng để chỉnh đốn, sau khi đủ tư cách mới được mở cửa kinh doanh lại. 3 tháng này đúng là thời kỳ hoàng kim của làng du lịch, ngừng kinh doanh 3 tháng quả thật là chặt đứt nguồn thu từ du lịch của huyện bá một cách trắng trợn. Lý Đinh Sơn tức thì nổi giận, Hồng Chiêu Quảng liền mượn cơ hội khiển trách Lý Đinh Sơn, nói ông ta không thèm để lãnh đạo vào trong mắt, ở huyện bá lấy thúng úp voi, còn nói ông ta phải làm bản kiểm điểm sâu sắc đối với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Thứ hai đi làm không có chuyện gì, chỉ có mấy tranh cãi nhỏ, Hạ Tưởng cũng không ra mặt mà để cấp dưới xử lý. Buổi sáng thứ ba, một người bộ dạng tai to mặt lớn, cổ và cổ tay đều đeo dây chuyền vàng to như xích chó đi tới tìm Hạ Tưởng. Nói là người của công ty xây dựng số 3 thành phố chương trình, cố ý tới làm thủ tục nhận công trình xây dựng. Cái gì mà thủ tục nhận công trình xây dựng? Hạ Tưởng thấy bộ dạng nhà giàu mới nổi của y, trong lòng rất phản cảm liền hỏi. Tôi nói này phó chủ nhiệm Hạ, chẳng lẽ anh không nhớ được lời thư ký Vũ đã nói sao? Công ty xây dựng thành phố chương trình muốn vào thị trường thành phố Yến. Tôi đi tìm tới phòng làm việc của thị trường thì họ nói việc này do văn phòng tổ cải tạo toàn quyền phụ trách. Cũng lạ thật, làm cho người ta chạy đi chạy lại mệt cả người. Y vừa nói vừa không ngừng rung đùi, khi nói chuyện còn không kiên nhẫn đảo chân qua đảo chân lại. Thư ký Vũ nào? Hạ Tưởng cúi đầu nhìn tài liệu. Giao các tài liệu chứng minh năng lực của công ty các anh, bản sao giấy phép kinh doanh cũng như các kinh nghiệm liên quan cho phó chủ nhiệm Khúc. Nếu phó chủ nhiệm Khúc sơ thẩm thấy đủ tư cách, sẽ cho các anh tới phúc thẩm. Nếu phúc thẩm đủ tư cách, vậy là có thể đấu thầu công khai. Cái gì? Gã tai to mặt lớn như thể không nghe thấy, giọng nói đề cao lên một quãng 81. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Thư ký Vũ đã lên tiếng, cậu chỉ là một phó chủ nhiệm nho nhỏ mà cũng dám không nghe lời à? Không muốn lăn lộn làm ăn nữa phải không? Một, quãng 8, khoảng cách giữa các âm thanh của những bậc giống nhau gọi là quãng 8. Trường Trung học Quốc gia Chu Văn An xem B và thăng 224, y viết đơn lý thuyết âm nhạc cơ bản. Ủy ban nhân dân thành phố Yến không có người nào là thư ký Vũ cả, cho nên mặc kệ thư ký Vũ mà anh nói là ai, đều không thể quản được quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Yến. Nếu anh cảm thấy quy định của Ủy ban nhân dân thành phố là không hợp lý thì cũng không ai mời anh tới nhận công trình, bây giờ có rất nhiều người đều đang muốn nhận công trình. Ngay câu đầu tiên, Hạ Tưởng đã đá y lộn ngược lại. Dám lấy thư ký của bí thư tỉnh ủy đến đè ủy ban nhân dân thành phố, đừng nói là Vũ Phái Dũng, cho dù là chính Cao Thành Tùng cũng sẽ không công khai phủ nhận quyết định của ủy ban nhân dân thành phố Yến. Gã tai to mặt lớn tức giận không nói nên lời. Trung Nghĩa Bình tiến vào nói. Nếu không có việc gì khác, xin mời không gây trở ngại tới nhân viên nhà nước làm việc. Cảm ơn hợp tác. Dù Vũ Phái Dũng có kiêu ngạo thế nào nhưng trong tay y không có thực quyền. Nhiều nhất chỉ là ỷ vào việc có thể đâm chọc, bơm vá trước mặt Cao Thành Tùng để đe dọa người khác. Hạ Tưởng chỉ là một cán bộ cấp phòng nho nhỏ, cho dù Vũ Phái Dũng bất mãn với hắn cũng sẽ không đến mức mất mặt tự mình nói điều gì đó trước mặt Cao Thành Tùng. Trò đùa gì chứ, muốn bí thư tỉnh ủy thu thập một cán bộ cấp phòng, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, Cao Thành Tùng sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng dám cam đoan. Vũ Phái Dũng có ngông cuồng như thế nào ở bên ngoài thì y vẫn có trí tuệ chính trị của mình, cũng sẽ rất biết điều trước mặt Cao Thành Tùng. Nếu không, Cao Thành Tùng cũng đã không dung túng y như vậy. Bí thư thành ủy và thị trưởng sợ Vũ Phái Dũng, hắn không cần sợ. Vũ Phái Dũng nhiều lắm chỉ có thể tức giận tìm cơ hội gây khó dễ hắn, nhưng trong ngắn hạn sẽ không thể làm gì được hắn. Cơ hội cũng là ở cả hai bên. Vũ Phái Dũng muốn tìm cơ hội thu thập hắn. Hắn chẳng phải cũng đang chờ cơ hội phản kích Vũ Phái Dũng một đòn sao? Một tuần sau,
từ thành phố Trương Trình truyền đến một tin tức, thị trưởng Hồng Chiêu Quảng vừa mới nhậm chức đột nhiên bị rời khỏi thành phố Trương Trình, tới làm phó giám đốc sở phụ trách các cán bộ kỳ cựu của tỉnh Yến, phía sau còn trịnh trọng đánh dấu, đãi ngộ cấp giám đốc sở. Ai cũng biết, sinh mạng chính trị của Hồng Chiêu Quảng từ này về sau chấm dứt. Nghe được tin này, Hạ Tưởng khiếp sợ thật lâu không nói gì. Sử lão đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một đòn sấm sét, trực tiếp cắt đứt con đường làm quan của một thị trưởng. Rốt cục ông ta có năng lực lớn tới mức nào, có thể động tới thị trưởng thành phố Trương Trình, phải qua một cửa hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Vì bảo vệ Lý Đinh Sơn, đúng là Sử lão đã tận hết sức lực. Chỉ có điều khiến Hạ Tưởng Thủy Chung nghĩ mãi không rõ chính là, trong tay Sử lão rốt cục có quân bài chưa lật gì. Vì sao ông ta đã lui ra lâu năm như vậy vẫn còn có sức ảnh hưởng chỉ giơ tay ra đã thay đổi cả chính trị tỉnh Yến. Hạ Tưởng cảm thán, cho tới tận hôm nay mới thể hiện ra sự anh minh của Tống Chiêu Độ trong nước cờ khuyên Lý Đinh Sơn theo chính trị lúc trước. Việc này cũng rốt cục mở ra một khe hở dưới áp lực cực lớn của Cao Thành Tùng. Đầu tháng 8, cục diện chính trị tỉnh Yến lại một đón một chấn động mới, Phó Chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu Hàng không tới. Phó Chủ tịch tỉnh Cao nhậm chức xong, chuyện thứ nhất làm chính là thị sát công viên rừng rậm ở phía tây thành phố, đồng thời điểm danh Hạ Tưởng cùng đi. Phó Chủ tịch tỉnh muốn điểm danh một cán bộ cấp phòng, hàm nghĩa trong đó khẳng định sẽ làm người ta phải suy nghĩ sâu xa. Trần Phong thì không nghĩ nhiều, ông ta biết lai lịch Cao Tấn Chu, biết Cao lão tán thưởng Hạ Tưởng. Tào Vĩnh Quốc thì không hiểu chút nào, tuy một phó chủ tịch tỉnh đến tỉnh Yến sẽ bị rất nhiều điểm khống chế, cho dù là thành phố Yến cũng không cần phải nể mặt một phó chủ tịch tỉnh không có danh hiệu ủy viên thường vụ. Nhưng dù sao phó chủ tịch tỉnh cũng là một cán bộ cấp phó tỉnh danh chính ngôn thuận, hơn nữa Cao Tấn Chu là từ thủ đô hàng không tới, sao ông ta lại biết Hạ Tưởng và điểm danh muốn hắn cùng đi. Mặc kệ nói thế nào, được Phó Chủ tịch tỉnh điểm danh đi cùng chính là một vinh dự, một tín hiệu chính trị. Tào Vĩnh Quốc không biết là nên cảm thấy may mắn cho Hạ Tưởng hay là cảm thấy lo lắng cho hắn. Bị càng nhiều người chú ý thì kết quả chính là cây to đón gió lớn, đứng mũi phải chịu sào. Tuy nhiên Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc đều thật không ngờ chính là, vốn nghe được tin tức Hạ Tưởng từ chối công ty xây dựng số 3 thành phố Chương Trình, Vũ Phái Dũng đang nổi trận lôi đình, muốn nghĩ biện pháp thu thập Hạ Tưởng. Lại nghe được tin Cao Tấn Chu điểm danh Hạ Tưởng đi cùng, y lập tức thu hồi tâm tư. Việc Hồng Chiêu Quảng bị rời khỏi thành phố Chương Trình cũng đã khiến Vũ Phái Dũng giật mình không nhỏ. Tuy nhiên, hiển nhiên là y không hề ý thức được rằng việc Hồng Chiêu Quảng bị rời đi có liên quan gì tới Hạ Tưởng hay không. Y đang muốn thông qua Ủy ban Nhân dân thành phố Yến làm mất mặt Hạ Tưởng nhưng vừa thấy Cao Tấn Chu làm như vậy, Vũ Phái Dũng liền ngoan ngoãn tạm thời áp chế lửa giận trong lòng. Ngay cả Thẩm Phục Minh cũng thành thật rất nhiều, cho công ty xây dựng số 3 thành phố Chương Trình trở về thành phố Chương Trình trước, chờ cơ hội chín muồi rồi sẽ nói sau. Thẩm Phục Minh không ngốc, Hồng Chiêu Quảng vừa muốn gây khó dễ Lý Đinh Sơn lập tức bị chặt đứt tiền đồ chính trị, khẳng định có người ở phía sau bức màn đã ra tay. Mặc dù y không biết là ai, nhưng mặc kệ là ai thì đó chính là nhân vật mà ngay cả bí thư Cao cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thẩm Phục Minh biết, mình không thể trêu vào. Hơn nữa y cũng hiểu được, tuy rằng bí thư Cao điều y tới tỉnh Yến làm phó chủ tịch tỉnh, nhưng Bắc Kinh lại lập tức cho hàng không một phó chủ tịch tỉnh tới, ý tứ hàm xúc trong đó không cần nói cũng biết, đó chính là sự cân bằng. Trong chính trị, cân bằng là đạo lý, cục diện chính trị tỉnh Yến đã xảy ra biến hóa tinh tế. Trước kia là do bí thư Cao một mình một đường, dần dần có thêm một số lực lượng mới tham gia. Đầu tiên là hàng không một trưởng ban thư ký Thiền Cẩm Tùng. Hiện tại là Phó Chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu. Hết thảy những biến hóa đó bắt đầu từ khi nào vậy? Thẩm Phục Minh cũng không nghĩ ra, cũng không hiểu lắm, chỉ có điều trong lòng y biết rõ, ngoại trừ việc khiêm tốn và theo sát bước chân của bí thư Cao, y đã không còn con đường nào để đi, trừ phi y muốn trở về nhà mà dưỡng lão. Hạ Tưởng cũng có thể phỏng đoán được thế cục biến hóa tinh tế của tỉnh Yến, hơn nữa hắn còn nhìn rõ ràng hơn nhiều so với Thẩm Phục Minh. Bước ngoặt của thế cục tỉnh Yến kỳ thật là bắt đầu từ việc Lý Đinh Sơn nhậm chức bí thư huyện ủy huyện Bá. Đúng là bởi vì Lý Đinh Sơn nhậm chức nên mới thay đổi tiến trình lịch sử. Mà cũng vì quan hệ với Lý Đinh Sơn nên Tống Chiêu Độ mới dùng một phương thức mờ mịt, cột chặt bản thân vào thuyền của Sử lão. Nếu tính toán chi li ra, việc Cao Tấn Chu Hàng không kỳ thật cũng một phần là vì có ảnh hưởng của hắn. Bởi vì hắn nên liên nhược hạ mới đến thành phố Yến, mở ra thị trường tại thành phố Yến cho gia tộc. Mà ở kiếp sau,
mãi tới mười mấy năm sau, những nhà đầu tư bất động sản mới bắt đầu quan tâm tới thị trường thành phố Yến. Có thể nói, Liên Nhược Hãm tham gia đầu tiên, sớm hơn Tiến Trình vốn có mười mấy năm. Cũng là vì gia tộc của Liên Nhược Hãm thế lớn, lực lớn nên mới có Cao Tấn Chu Hàng không tới. Trong kiếp trước của hắn, cục diện chính trị của tỉnh Yến căn bản là không hề có Cao Tấn Chu tồn tại. Tuy Cao Tấn Chu chỉ là một phó chủ tịch tỉnh, nhưng y mới 48 tuổi. Mới 48 tuổi đã là phó chủ tịch tỉnh, ai mà chẳng biết y không phải tới đây để quá độ hoặc để dưỡng lão. Y xuống đây là để đánh bóng mạ vàng và để mò lấy chiến tích. Trẻ tuổi như vậy lại là người thủ đô tới, lại có hậu trường, đừng nhìn y chỉ là một phó chủ tịch tỉnh bình thường, ai dám nói mấy năm sau trên đầu y không đột nhiên treo thêm danh hiệu ủy viên thường vụ chứ. Cho nên Cao Tấn Chu và Thẩm Phục Minh cùng là phó chủ tịch tỉnh, hơn nữa Cao Tấn Chu còn xếp hạng cuối cùng ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng tất cả mọi người đều phải xem trọng y một chút. Nếu phó chủ tịch tỉnh đã có lệnh, hạ tưởng dám không tuân theo sao? Huống chi còn là thị sát địa phương của Liên Nhược Hãm chứ? Hôm nay hắn thức dậy rất sớm, đầu tiên là tới văn phòng, sửa sang lại một số tài liệu liên quan, dặn dò một số việc cho các nhân viên, sau đó gọi Trung Nghĩa Bình, bảo y cùng đi theo tới công viên rừng rậm. Trung Nghĩa Bình mừng rỡ, lãnh đạo tín nhiệm mình cho nên mới cho mình cùng đi, hơn nữa còn là đi theo phó chủ tịch tỉnh thị sát, đây chính là cực kỳ nở mày nở mặt. Y vội vàng cầm lấy chìa khóa xe, sốt sắng mở cửa xe cho Hạ Tưởng, lái xe chạy thẳng tới công viên rừng rậm. Trên đường, Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho Liên Nhược Hãm, hẹn thời gian gặp nhau. Liên Nhược Hãm vẫn giọng điệu thản nhiên, dường như thân phận của hắn chỉ là phó chủ nhiệm Hạ, mà thân phận của cô chỉ là tổng giám đốc Liên, còn cái gì mà em Liên hay Nhược Hãm đều biến mất sạch khỏi mắt Hạ Tưởng. Từ sau lần gặp mặt ở Hà Đường Nguyệt Sắc, mặc dù hai người có gặp nhau vài lần, tuy nhiên mỗi lần đều là giải quyết việc chung, Liên Nhược Hãm đều giữ vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không hề có chút tươi cười với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không miễn cưỡng cô, cũng biết trong lòng cô bất bình. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được gì, đành phải giữ thái độ không xa không gần với cô. Ngay cả Tào Thù Lê thường xuyên đi thiết kế bản vẽ cũng cảm thấy Liên Nhược Hãm xa cách, còn hỏi Hạ Tưởng có phải hắn đắc tội Liên tỷ tỷ hay không. Hạ Tưởng cũng chẳng biết nói gì để chống đỡ. Hắn đã đắc tội cô, thậm chí còn đắc tội không nhẹ, lại không thể khiến cô tha thứ cho mình. Tha thứ như thế nào? Chẳng lẽ phải nói với cô ấy, tôi không thể cưới em, cũng không dám cưới em. Nhưng quả thật anh cũng thích em, làm người phụ nữ ở bí mật của anh có được không? Theo Hạ Tưởng nghĩ, hắn chắc chắn có thể thuyết phục được Liên Nhược Hãm để cô đáp ứng. Nhưng hắn không nói, cũng không thể làm như vậy. Cho dù Liên Nhược Hãm đồng ý thì hắn cũng không dám đáp ứng. Liên Nhược Hãm không phải người bình thường. Sau lưng cô là một gia tộc to lớn, chỉ vì mở ra thị trường tại tỉnh Yến mà có thể cho hàng không một vị phó chủ tịch tỉnh. Sức mạnh của gia tộc đó vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn không thể ở cùng một chỗ với Liên Nhược Hãm. Không phải nói đùa, một khi gia tộc của cô nổi giận, có lẽ chỉ cần một cuộc điện thoại, có thể biến hết thảy cố gắng của hắn trở thành bọt nước, thậm chí còn khả năng liên lụy tới Tào Vĩnh Quốc, có khi còn có thể làm hại tới Tào Thù Lê. Làm người không thể ích kỷ tới mức chỉ muốn chỗ tốt cho bản thân. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng biết rõ, cho dù hắn và Tào Thù Lê cắt đứt quan hệ, quyết tâm gia nhập vào trong thế lực của gia tộc Liên Nhược Hãm, cho dù cuối cùng gia tộc của Liên Nhược Hãm cũng đồng ý gả Liên Nhược Hãm cho hắn thì hắn cũng không dám lấy tính mạng người thân trong gia đình đi đánh bạc một trận như vậy. Hắn chỉ nhỏ bé như một bụi cỏ, nếu thật sự gia nhập vào trong gia tộc của Liên Nhược Hãm, vậy sẽ không thoát khỏi vận mệnh mặc cho người khác thao túng. Mà hắn đã sống lại một lần, chính là muốn tự nắm giữ vận mệnh của mình, không muốn để người khác tùy ý điều khiển. Hơn nữa Hạ Tưởng rất rõ ràng sự đáng sợ của thế lực một số gia tộc. Có lẽ để đoạn tuyệt sự lui tới giữa hắn và Tào Thù Lê, vì cắt đứt hết đường lui của hắn, không biết bọn họ sẽ xuất ra những thủ đoạn gì nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn không muốn hại người hại cả mình. Hạ Tưởng biết rõ mình muốn gì, cũng biết mình có thể làm được gì và không thể làm được gì. Bởi vậy hắn chỉ có thể tôn trọng nhưng giữ khoảng cách với Liên Nhược Hãm, nếu không thể là bạn tốt của nhau thì cũng coi như một người bạn bình thường cũng được, cống hiến một phần sức lực vì sự nghiệp của cô thì cũng xem như là đã tận tâm. Trung Nghĩa Bình thấy Hạ Tưởng có vẻ tâm sự nặng nề liền quan tâm hỏi. Phó chủ nhiệm Hạ, có phải có gì không thoải mái hay không? Hạ Tưởng khoát tay cười nói. Nghĩ chút chuyện cá nhân, cậu đừng quan tâm nhiều như vậy, cứ lái xe cho tốt đi.
kỹ thuật lái xe của cậu cũng bình thường, về sau rèn luyện nhiều vào. Khi tôi không cần xe, cậu cứ tranh thủ lấy mà tập. Trung Nghĩa Bình vội gật đầu. Tôi học đại học xong thì lấy bằng lái, sau đó không tiếp xúc nhiều lắm với xe nên vẫn còn hơi ngượng tay. Phó chủ nhiệm Hạ yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Hạ Tưởng là người đầu tiên tới công viên rừng rậm. Nói là công viên rừng rậm, kỳ thật hiện tại vẫn còn là một mảnh đất hoang, hiện trường bừa bãi, lộn xộn, chỉ có một vòng tường vây đơn giản, dựng lên một tấm bảng, trên có vẽ phối cảnh công viên sau này. Việc giải phóng mặt bằng đã gần kết thúc, trên cơ bản không gặp lực cản gì. Thứ nhất là do tập đoàn viễn cảnh cấp ra điều kiện cũng đủ ưu đãi, thứ hai là mức độ ủng hộ của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô cũng đủ lớn. Bởi vậy đại bộ phận thôn dân đều vô cùng vừa lòng, thoải mái tới ở tại khu nhà tạm được bố trí. Đương nhiên cũng có một số kẻ muốn mượn cơ hội kiếm chắc thêm tí chút nhưng dưới thế công mạnh mẽ của Ngô Cảng Đắc, kết quả nhận lấy thất bại thảm hại, đành phải chấp nhận rút lui mà không thu được gì. Gần đây Hạ Tưởng rất nhiều việc, tuy rằng là người được tập đoàn viễn cảnh chỉ định phụ trách nhưng mấy ngày qua hắn cũng không có nhiều cơ hội tới hiện trường công viên rừng rậm. Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy hiện trường san lấp mặt bằng coi như tạm ổn, xa xa có một vài công nhân đang bận rộn chỉnh trang cây giống mới được mang tới. Còn có một vài chiếc máy ủi đang san đất, xa hơn nữa có một mảnh rừng cây nhỏ đã hình thành, xanh một mảng làm người ta cảm thấy tâm thần thư thái. Căn cứ theo đề nghị của Hạ Tưởng, công viên rừng rậm vừa phải có một số cây đại thụ vừa phải có một ít cây giống, để cho rừng cây có cơ hội phát triển sau này. Về phần trồng loại cây gì thì tốt, khoảng cách trồng như thế nào, thổ nhưỡng gì thích hợp với loại cây gì, v.v. Tất nhiên là có chuyên gia cây trồng quan tâm, Hạ Tưởng chỉ là dân ngoại đạo, không phát biểu ý kiến. Đợi không lâu sau, Liên Nhược Hạm cũng tới. Liên Nhược Hạm vẫn đi Land Rover, tuy nhiên xe đã được sửa sang lại, cũng đã được sơn xịt qua, nhìn có vẻ mới hơn không ít. Cô nhảy từ trên xe xuống, bên dưới mặc quần bò, phía trên mặc sơ mi, giản dị như một sinh viên. Cô gật đầu cười với Hạ Tưởng. Em muốn đào một cái hồ nhân tạo ở trong rừng, xây một biệt thự ở giữa hồ. Đặt giúp em một cái tên được không? Hạ Tưởng thấy trên mặt Liên Nhược Hạm không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp như trước, liền nghĩ quả nhiên xinh đẹp trời ban, con gái đã sinh thì dù không trang điểm vẫn cứ xinh đẹp. Hắn nghe thấy ý tưởng của Liên Nhược Hạm khá thú vị liền đáp. Ý tưởng tốt lắm, đến lúc đó có thể mời rất nhiều bạn bè tới tụ hội, tuy nhiên tên không dễ đặt. Hay là đặt tên là Hồ Tâm Cư nhỉ? Chương 193, Phó Chủ tịch tỉnh Hàng không động chạm tới quyền lợi của ai? Phó chủ tịch tỉnh Cao khiêm tốn hơn nhiều so với tưởng tượng của Hạ Tưởng, hiển nhiên là hắn được hưởng lợi từ Liên Nhược Hạm và Cao lão. Hắn vội vàng khiêm tốn nói. Phó chủ tịch tỉnh Cao đừng khen tôi như vậy, tôi không dám nhận đâu. Tôi suy đi tính lại cũng không phát hiện mình có bao nhiêu ưu điểm. Những lời phó chủ tịch tỉnh Cao vừa nói làm tôi giật nảy người, còn nghĩ ngài đang nói tới ai khác. Cao lão yêu ái đó là do ông khuyến khích người trẻ tuổi. Nhược Hạm nói tôi điềm đạm, chắc chắn. Thật ra là nói tôi không có sự hăng hái, nhiệt tình của thanh niên. Ha ha! Cao Tấn Chu cười giơ tay lên chỉ Hạ Tưởng. Cậu này quả thật là mồm mép, nhanh mồm nhanh miệng ghê. Chẳng trách ba tôi khen cậu không dứt lời. Chỉ với tài ăn nói của cậu, ông ấy đã đủ thích cậu rồi. Chỉ có điều ông ấy thích cậu thì tôi lại không được dễ chịu cho lắm. Bởi vì ông ấy sẽ lấy cậu ra để so sánh với tôi liền trở thành một tấm gương phản diện. Cao Tấn Chu lại bắt tay với Liên Nhược Hạm, thái độ rất trang trọng. Liên Nhược Hạm cũng nói vài câu khách sáo, xem như làm đủ công tác bề ngoài. Mọi người liền đi về phía rừng cây xa xa. Cao Tấn Chu thị sát, nhân viên cùng đi rất ít, thậm chí có thể dùng từ keo kiệt để hình dung. Ngoại trừ Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm cũng chỉ có thư ký của y và Trung Nghĩa Bình mà Hạ Tưởng mang theo. Tuy nhiên y không thèm để ý chút nào, dường như chỉ đi giải sầu. Vừa đi vừa nói chuyện, cũng không ngại dẫm lên đất làm bẩn dày. Rừng cây đã sơ bộ hình thành quy mô, loại gieo trồng đều là một ít cây thông thường của phương Bắc. Vừa vào trong rừng cây liền có cảm giác mát mẻ, thời tiết nóng bức liền biến mất. Cao Tấn Chu giang tay vươn vai, cười nói. Một người làm quan càng lớn lại càng không tự do. Chẳng những không được hoạt động tự do mà ngay cả động tác cũng không được tự do, rất nhiều động tác bình thường cũng không dám làm, sợ bị người khác đàm tiếu. Y làm như vậy lại nói như vậy hiển nhiên là không coi Hạ Tưởng là người ngoài, bởi vì Liên Nhược Hạm đã không phải là người ngoài đối với Y.
mà y cũng đã sớm nghe nói Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng có quan hệ không tồi, cho nên ngay từ đầu đã không coi Hạ Tưởng là một nhân viên của Ủy ban Nhân dân thành phố Yến. Hạ Tưởng quay đầu lại đùa Liên Nhược Hạm. Nhược Hạm, tôi cảm thấy với bản lĩnh của cô, trèo cây hẳn là không có vấn đề gì chứ. Liên Nhược Hạm tức giận. Muốn chửi tôi là khỉ thì cứ nói thẳng ra, đừng nói bóng nói gió. Cao Tấn Chu suýt nữa tiết lộ về Liên Nhược Hạm. Bản lĩnh của Tổng Giám đốc Liên quả thật rất tốt, trước kia cô ấy. Phó Chủ tịch tỉnh Cao. Liên Nhược Hạm vội vàng ngắt lời Cao Tấn Chu. Chúng ta đi tới phía trước xem một chút đi. Tôi chuẩn bị đào một cái hồ nhân tạo ở đây, xây một biệt thự ở giữa hồ. Cao Tấn Chu tự biết mình lỡ lời, vội vàng liếc nhìn Hạ Tưởng với vẻ nghi hoặc, ý tứ là, chẳng lẽ cậu còn không biết chuyện của cô ta sao? Hạ Tưởng lắc đầu cười cười, xem như trả lời. Xuyên qua rừng cây, phía trước là một khu đất rộng lớn, ít nhất cũng vài mẫu, đào một cái hồ nhân tạo cũng coi như khá quy mô. Cao Tấn Chu gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Ý tưởng của Tổng Giám đốc Liên rất hay. Không bao lâu sau, khi công viên rừng rậm xây xong, nơi đây sẽ thành một công viên rộng lớn bậc nhất thành phố Yến, chuyên về giải trí, thư giãn và du ngoạn, chẳng những sẽ mang đến nhân tố có lợi đối với môi trường thành phố Yến mà còn có thể ảnh hưởng tới thói quen sinh hoạt của nhân dân thành phố Yến, bồi dưỡng một thói quen thư giãn, giải trí mới. Cao Tấn Chu không hổ là loại lãnh đạo trí thức, tầm nhìn cũng rất xa. Theo sự phát triển kinh tế sau này, theo sự gia tăng của ô tô cá nhân, người đi du ngoạn cuối tuần ngày càng nhiều, công viên rừng rậm là chỗ ăn chơi, thư giãn, giải trí lớn nhất thành phố Yến, chỉ riêng tiền vé vào cửa và tiền vé các hạng mục giải trí cũng có thể thu hồi đầu tư, càng không cần nói tới việc công viên rừng rậm kéo giá cả bất động sản khu vực xung quanh lên. Có thể nói, đầu tư dự án công viên rừng rậm, chỉ cần hơi kiên nhẫn một chút, cũng không cần quá dài, chỉ 3 tới 5 năm là chắc chắn có thể thu được lãi lớn. Không cần nghĩ cũng biết. Phương án này chắc chắn là do cao thủ đầu tư trong gia tộc của Liên Nhược Hạm tỉ mỉ thiết kế. Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Xa xa bên ngoài tường vây liên tiếp có mấy thanh niên trèo vào, khoảng 5, 6 người, đều bộ dáng hùng hùng hổ hổ, chạy thẳng về phía đám người Hạ Tưởng, vừa chạy vừa hô. Trả nhà cho tôi, đả đảo thương nhân vô sỉ. Hạ Tưởng xử lý tranh chấp thôn nội đô đã có một đoạn thời gian. Muốn biết có phải thôn dân gây rối hay là lưu manh vô lại thì chỉ liếc mắt một cái là biết rõ ngay. Mấy người này đều trẻ tuổi, ăn mặc hoa hòe hoa sói, dáng đi nghênh ngang, vừa nhìn là biết loại lưu manh đường phố. Hiện tại bọn họ còn cách các công nhân đang thi công khá xa, muốn gọi người chắc chắn là không kịp. Hạ Tưởng quay đầu lại nói với thư ký của Cao Tấn Chu. Anh và Phó Chủ tịch tỉnh Cao đi trước, ở đây để tôi lo. Thư ký rất sợ hãi. Từ trước tới giờ, cứ ra khỏi cửa đều là tiền hô hậu ủng, đã bao giờ y gặp trường hợp bị người đuổi đánh thế này đâu. Y vội vàng đỡ Cao Tấn Chu chạy. Cao Tấn Chu đẩy y ra, nói. Tôi không đi, thời gian tính chuẩn như vậy, hiển nhiên là nhằm vào tôi. Xem ra ở tỉnh có người rất có ý kiến về tôi, muốn cho tôi một uy thế phủ đầu, có lẽ là muốn nói cho tôi biết, nước ở tỉnh Yến rất đục, không dễ dây vào. Tôi thật sự muốn xem. Lá gan bọn họ lớn tới mức nào, dám tấn công cán bộ nhà nước. Hiện tại không phải lúc làm anh hùng hảo hán, Hạ Tưởng dậm chân. Phó Chủ tịch tỉnh Cao đi mau, ngài mà không đi, tôi không thể thoải mái xử lý họ được. Liên Nhược Hạm nói, tốt nhất là Phó Chủ tịch tỉnh Cao đứng tránh ra xa một chút. Lát nữa đánh nhau, nếu có anh, chúng tôi sẽ bị phân tâm. Cao Tấn Chu bất đắc dĩ gật đầu. Mọi người cẩn thận một chút. Có vấn đề gì cứ nói chuyện trước. Hạ Tưởng đang muốn quay đầu bảo Trung Nghĩa Bình trở về gọi cứu viện thì đã thấy Trung Nghĩa Bình nhặt một hòn gạch trên mặt đất, hô to tiến tới. Phó chủ nhiệm Hạ chạy mau, tôi đến ngăn chúng lại. Thấy Trung Nghĩa Bình tư thế làm việc nghĩa không hề chùn bước, Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng chẳng lẽ y cũng biết đánh nhau. Còn chưa kịp mở miệng kêu thì Trung Nghĩa Bình đã bị một kẻ lao tới đầu tiên đá ngã lăn ra đất. Hạ Tưởng vừa tức vừa buồn cười. Mày không biết đánh nhau còn chạy lên phía trước làm gì. Tuy nhiên vừa nghĩ tới việc Trung Nghĩa Bình quên mình che chắn cho mình, trong lòng hắn nóng lên, thằng danh này không tồi, đến thời khắc mấu chốt có thể tin tưởng được. Đừng ngây ngốc ra thế, cầm đi. Liên Nhược Hạm nhặt lấy hai cành cây dài hơn 2 mét, đưa cho Hạ Tưởng một cành. Kẻ nào dám bắt nạt tôi, thay tôi đánh thật đau vào. Mỗi thằng đều đánh cho gãy chân, không tha thằng nào cả.
cô vừa nói vừa lúc lắc đầu vẻ khởi động gân cốt. Nhìn vẻ mặt cô chẳng có chút gì là sợ hãi, thậm chí còn có chút chờ mong và dữ tợn. Mặc dù cành cây cầm trong tay trông chẳng ra gì cả nhưng cũng coi như có chút uy phong. Hạ Tưởng cầm ngang cành cây to bằng cổ tay ngang trước ngực, tiến về phía trước. Thế nào mấy anh em, muốn chơi mềm hay chơi cứng? Một người phía trước vung tay lên, mấy người phía sau đều hơi dừng lại. Tên phía trước đánh giá Hạ Tưởng từ trên xuống dưới mấy lần, trong lòng thầm buồn bực, chẳng phải người ta vẫn nói cán bộ chính quyền đều rất hèn nhát hay sao? Như thế nào mà thằng này lại còn ăn nói căng hơn cả mình, chẳng lẽ cũng là lưu manh trên đường? Không thể chứ, cấp trên nói hôm nay đối phương ít người, cũng không có cảnh sát, chỉ có vài cán bộ chính quyền. Chỉ cần có thể nhân cơ hội dọa chúng là mỗi người có thể được chia mấy trăm tệ, sao lại gặp phải kẻ cứng rắn thế này? Y nheo mắt lại liếc Liên Nhược Hạm, mí mắt nhấp nháy liên hồi. Tiên nữ Hạ Phàm, sao lại có con gái xinh đẹp như vậy chứ? Tuy nhiên khi y thấy tay Liên Nhược Hạm cũng cầm một cành cây, lập tức thu hồi tâm tư bất lương lại. Tưởng tượng mà xem, một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng lại rất dũng mãnh, tay cầm một cành cây to bằng cổ tay, vẻ mặt có thể liều mạng bất cứ lúc nào, bất kể là ai nhìn thấy cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Y bình ổn lại tâm thần, hai tay khoanh trước ngực, ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Anh bạn, anh lăn lộn trên đường nào? Hôm nay mấy anh em tôi có việc tìm người của chính quyền. Không ra tay với anh em trên đường. Xin người anh em nhường đường, cũng tốt cho ngày sau gặp lại. Hạ Tưởng thấy đối phương giả bộ ăn nói khách sáo này nọ, liền mỉm cười hỏi. Ai phái các anh tới? Không phải ai phái chúng tôi tới. Chúng tôi là tự tổ chức, muốn tìm nhà đầu tư ở đây có công việc quan trọng cần nói. Người anh em, không cần lắm lời vô nghĩa. Nếu không chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Nói tới đây, y đột nhiên tỉnh ngộ, sửng sốt hỏi. Anh rốt cục là ai? Có phải cũng là công chức nhà nước hay không? Hạ Tưởng lắc đầu. Không phải, đương nhiên không phải. Tôi đi đường qua đây. Hắn đương nhiên không thừa nhận thân phận của mình. Đột nhiên, hắn chỉ tay ra phía sau. Còn không thừa nhận có người phái các anh đến. Nhìn đi, người phái các anh đến cũng tới kìa. Mấy người kia không biết là hắn bày kế, đều không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Hạ Tưởng còn không kịp ám chỉ Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm đã ra tay. Cành cây trong tay cô như thể bay múa, chớp mắt đã đánh trúng ba phát, hơn nữa chiêu nào cũng đánh trúng xương ống đồng. Xương ống đồng rất yếu, chỉ một đòn là gãy, ba người ngã lăn lộn dưới đất, kêu gào thảm thiết. Hạ Tưởng hoảng sợ, không cần phải độc như vậy chứ. Liên Nhược Hạm quá lợi hại, ra tay vừa nhanh vừa độc. Tuy nhiên nếu đã ra tay, hắn cũng không thể nhàn rỗi, cũng vung cành cây, chuyên môn nhắm đánh vào cẳng tay mấy người kia. Xương cẳng tay cũng rất yếu, kết quả là 5-6 người bất ngờ không kịp đề phòng, bị Hạ Tưởng lừa cướp lấy thời cơ, lại bị Liên Nhược Hạm tấn công vừa nhanh vừa độc, chỉ một lát đã ngã lung tung dưới đất. Tên cầm đầu hiển nhiên không đoán được hai người Hạ Tưởng ra tay vừa nhanh vừa độc như vậy, vừa thấy những người xung quanh ngã xuống hết cả, chỉ còn một mình đứng trơ trọi, rằng y lập tức gõ vào nhau lập cập. Lại nhìn thấy Liên Nhược Hạm vung cành cây đang định xông tới, rốt cục y không đứng thẳng nổi. Quỳ phịch xuống đất. Hảo hán tha mạng, mỹ nữ tha mạng. Hạ Tưởng giơ tay ngăn Liên Nhược Hạm lại. Hắn đúng là sợ Liên Nhược Hạm sẽ ra tay tiếp. Hắn tiến lên đỡ Trung Nghĩa Bình dậy, thấy y chỉ trúng một đá, không bị thương, liền phủi bụi trên người cho y. Lần sau đừng kích động như vậy, có tâm là được rồi. Trung Nghĩa Bình cãi lại. Như vậy sao được, không thể chỉ nhìn khẩu hiệu mà còn phải xem hành động. Hạ Tưởng khen ngợi vỗ vai y. Biểu hiện không tồi, dũng cảm có thừa, chí mưu không đủ, về sau đừng nhất thời cậy mạnh nữa. Hạ Tưởng lại nhớ tới tên đang quỳ trên mặt đất, liền hỏi. Anh tên gì, ai phái anh tới? Em tên là Mã Nhị Tiểu, là Lưu Hắc Bì phái em tới. Lưu Hắc Bì là lưu manh ở vùng thôn Tây Lý, y tìm Mã Nhị Tiểu, một kẻ vô công rồi nghề, cho một ít tiền. Có tiền đương nhiên là sẵn sàng làm việc. Lại nghe Lưu Hắc Bì nói người kia là cán bộ chính quyền, là đầu sỏ gây ra tai họa giải phóng mặt bằng cho dân chúng thôn Tây Lý. Mã Nhị Tiểu càng dũng cảm, vỗ ngực nói nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan nhất định làm cho người kia sợ tới mức không biết đường nào mà đi nữa. Kết quả còn chưa biết mặt mũi người kia thế nào đã bị hai người Hạ Tưởng đánh cho ngã lăn cả đám. Mã Nhị Tiểu nước mắt nước mũi đầm đìa, trông có vẻ rất thương tâm. Em biết mình sai rồi.
Đại ca, em thật sự biết sai lầm rồi. Cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Anh xem, quá là chê cười, đừng nói cơm ăn, ngay cả vốn gốc cũng mất luôn. Tay gãy, chân gãy thế này ít nhất cũng phải tốn 10.000. Đại ca, anh tha cho em đi. Mấy anh em bọn em đều như vậy, nếu em cũng bị bắt, sẽ chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa cả. Hạ Tưởng quay đầu lại nhìn Liên Nhược Hạm. Bọn họ cũng là bị giật dây, hơn nữa chuyện xấu còn chưa kịp làm đã bị cô đánh cho thảm như vậy. Ý cô thế nào? Bởi vì chuyện này liên quan tới phó chủ tịch tỉnh cao, Hạ Tưởng không dám tự chủ trương xử lý mấy kẻ này. Liên Nhược Hạm vẻ mặt chán ghét. Gọi xe cứu thương, lôi bọn chúng đi. Nhìn thật đáng ghét, tiền thuốc men tôi chi. Cô chỉ tay vào Mã Nhị Tiểu. Này, còn anh nữa, có muốn kiếm tiền không? Nếu muốn thì để tôi đánh gãy chân anh, chẳng những cho anh tiền thuốc men, còn đưa thêm cho 5.000 tệ. Thế nào? Hạ Tưởng biết Liên Nhược Hạm thực sự tức giận. Cô đã nóng tính lên, cũng không dễ tiêu giận, hắn liền khuyên cô. Hiện tại không phải lúc tức giận, giờ cần mau chóng báo cáo phó chủ tịch tỉnh cao, xem ông ấy có ý gì đối với chuyện này. Phải tìm được Lưu Hắc Bì, sau đó mới có thể tìm hiểu được nguồn gốc, tìm được kẻ chủ mưu sau màn. Mã Nhị Tiểu ngồi dưới đất, hơi sửng sốt, liên tục gật đầu. Em làm, em nhận, chỉ đau một chút mà có thể ăn uống không phải trả tiền cả trăm ngày, lại kiếm thêm được 5.000 tệ. Rất tốt, em sẵn lòng. Hạ Tưởng vội vàng kéo Liên Nhược Hạm sang một bên, tránh cho cô thật sự ra tay. Liên Nhược Hạm giãy khỏi tay Hạ Tưởng, bất mãn nói. Tôi chỉ nói vậy cho hết giận thôi mà, anh tưởng tôi thật sự làm vậy à? Hạ Tưởng nói với vẻ nghiêm túc. Tôi biết là cô chỉ dọa hắn, tuy nhiên nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn, tôi lo hắn sẽ tự đánh gãy tay chân mình. Liên Nhược Hạm không nhịn được phải phì cười. Tôi phát hiện. Anh lúc nào cũng có thể gây cười được. Vì sao anh không nổi giận nhỉ? Cao Tấn Chu và thư ký thấy tình hình đã được khống chế liền đi tới trước mặt hai người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng kể lại tình hình vừa rồi, còn nói tới Lưu Hắc Bì. Cao Tấn Chu cười lạnh nói. Dùng loại thủ đoạn không được xếp hạng này để đe dọa tôi. Một số cán bộ tỉnh Yến đúng là tố chất rất tầm thường. Hạ Tưởng còn hiểu biết về cán bộ tỉnh Yến hơn nhiều so với Cao Tấn Chu. Một số cán bộ ở đây không phải trình độ tầm thường mà là không được xếp hạng. Tuy nhiên hắn cũng không có tâm tư nào đánh giá tố chất của họ mà hỏi. Phó chủ tịch tỉnh cao, ý ngài muốn xử trí bọn chúng thế nào? Không đáng chấp nhặt với mấy tên côn đồ thế này. Cho chúng đi, tôi rất muốn nhìn một chút, kẻ trốn sau lưng còn có thể làm ra thủ đoạn cao minh gì nữa. Cao Tấn Chu không cho là đúng, phất tay. Hiển nhiên y cho rằng sẽ không thể tra hỏi được gì từ miệng Mã Nhị Tiểu. Có phải phó chủ tịch tỉnh cao đã đoán được người phía sau màn hay không? Hạ Tưởng dò hỏi, hắn do dự không biết có nên điều tra bối cảnh của Lưu Hắc Bì hay không? Cao Tấn Chu gật đầu. Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn là Phạm Duệ Hằng. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thường vụ phó chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng. Trong ấn tượng của Hạ Tưởng, người này không xem như thuộc hệ của Cao Thành Tùng. Mặc dù hắn không rõ lắm bối cảnh của Phạm Duệ Hằng, tuy nhiên căn cứ theo quan sát của hắn, Phạm Duệ Hằng khá cẩn thận, tỉ mỉ, danh tiếng coi như khá tốt. Sao y lại bất mãn với Cao Tấn Chu chứ? Hơn nữa còn bố trí ra một vở diễn vô cùng vụng về để đe dọa người. Rốt cục giữa y và Cao Tấn Chu có mâu thuẫn gì? Cao Tấn Chu nhìn ra sự nghi hoặc của Hạ Tưởng, cũng không giải thích nhiều. Trước kia có chút ân oán ở Bắc Kinh, cũng nhiều năm rồi. Không ngờ ông ta vẫn còn nhớ mãi không quên. Không nói tới chuyện trước kia nữa. Thả đám Mã Nhị Tiểu đi, không cần phải bắt chúng làm gì, không đáng. Đúng rồi Hạ Tưởng, việc này dừng ở đây, coi như chưa xảy ra. Chỉ mấy người chúng ta ở đây biết là được. Không phải là Cao Tấn Chu khoan dung mà là với uy nghiêm của Phó Chủ tịch tỉnh mà lại rằng co, so đo với mấy tên lưu manh, quả thật rất mất điểm. Hạ Tưởng thấy Phó Chủ tịch tỉnh Cao nói vậy. Không cho mình để lộ chuyện này ra, cũng đành phải nghe lệnh. Hắn bảo Trung Nghĩa Bình gọi xe cứu thương tới, đưa bọn chúng đi, cũng bảo Trung Nghĩa Bình phải giữ bí mật chuyện này. Liên Nhược Hạm lại bảo Trung Nghĩa Bình. Lát nữa nói tên bệnh viện cho Hạ Tưởng, tôi cho người qua làm thủ tục. Cao Tấn Chu cũng không bị ảnh hưởng tâm tình vì sự kiện này, vẫn thoải mái cười ha hả cáo từ mà đi. Cao Tấn Chu vừa đi, Hạ Tưởng liền nói với Liên Nhược Hạm. Có lẽ phó chủ tịch tỉnh cao sẽ phải ở lại tỉnh Yến vài năm, khẳng định sẽ động chạm tới quyền lợi của một số người.
Liên Nhược Hạm biết Hạ Tưởng muốn hỏi gì, cô lắc đầu. Đừng hỏi em cũng không hỏi tới mạng lưới quan hệ của gia tộc. Phó chủ tịch tỉnh cao tới đây là ý tứ của bọn họ, em không tán thành cũng không phản đối, lại càng không hỏi tới công việc cụ thể. Cô hơi do dự, liếc nhìn Hạ Tưởng, hỏi nhỏ. Anh nói thật, vừa rồi có phải anh cảm thấy em ra tay hơi độc hay không? Hạ Tưởng biết hiện tại Liên Nhược Hạm càng ngày càng để ý tới cái nhìn của hắn. Mặc dù có khi cô biểu hiện như thể buồn vui, nóng giận rất tùy hứng, nhưng kỳ thật hắn có thể thấy được, ở trước mặt hắn, cô luôn cố gắng giữ gìn hình tượng của mình. Hắn liền cười an ủi cô. Không hề, nếu thật sự cho bọn chúng tội danh tấn công phó chủ tịch tỉnh cao, em cho là chúng vào trong sở cảnh sát mà được yên ổn sao? Ít nhất phải phán tù 8 tới 10 năm. Còn nữa, dường như vừa rồi anh ra tay cũng hơi độc một chút thì phải. Anh vẫn nhớ trước kia anh cũng khá mềm lòng, liệu có phải học thói hư từ em không? Liên Nhược Hạm cao hứng. Coi như anh biết ăn nói. Được rồi, xem ở sự thành tâm của anh, em cũng đồng ý tham gia tiệc rượu với anh một lần vậy. Tuy nhiên, chỉ một lần này, không có ngoại lệ. Hạ Tưởng thấy tâm trạng cô đã tốt lên, hắn liền nói. Trưa nay ăn cơm với nhau nhé. Anh chọn địa điểm, em trả tiền. Thế nào? Không được, anh chọn địa điểm, anh gọi món ăn, anh trả tiền, anh lái xe. Em chỉ đi cùng. Liên Nhược Hạm cười rất vui vẻ, vỗ tay nói. Em bỗng nhiên rất cao hứng, giờ mới hiểu được. Xem ra về sau nếu không vui, cứ tìm vài người đánh một trận, chắc chắn tâm tình sẽ tốt lên nhiều. Hạ Tưởng dội cho cô một gáo nước lạnh. Về sau em bớt khuynh hướng bạo lực một chút được không? Em nói chứ có phải là làm đâu, thật là nhỏ mọn. Liên Nhược Hạm bất mãn nhưng vẫn rất coi trọng ý kiến của Hạ Tưởng. Vậy sau này em sẽ cố gắng dịu dàng một chút, nhưng em phải nói trước, chỉ có thể cố gắng, nếu không đạt được yêu cầu của anh thì anh cũng không được nói lời khó nghe. Được không? Chương 194, Lý Đinh Sơn xảy ra biến cố. Trung Nghĩa Bình bố trí xong xuôi hết thảy. Vừa lúc đi tới nghe thấy hai người nói chuyện, liền đứng ở bên cạnh cười trộm. Liên Nhược Hạm lơ đãng nhìn y một cái, khiến y sợ tới mức bật quay người rụt cổ lại, nói với Hạ Tưởng. Phó chủ nhiệm Hạ, không có việc gì thì tôi về trước, không ảnh hưởng tới anh và Tổng Giám Đốc Liên ăn cơm. Liên Nhược Hạm oán trách. Chẳng chịu động não gì cả, chỉ trả lời cho có lệ. Nói đến tụ hội. Hạ Tưởng mới nhớ ra hắn còn đáp ứng với Cao Kiến Viễn sẽ mang Liên Nhược Hạm tới dự tiệc rượu của y. Trong lòng hắn đang do dự không biết có nên hỏi Liên Nhược Hạm hay không, không ngờ ánh mắt Liên Nhược Hạm khá sắc bén, chỉ liếc mắt đã biết hắn đang ngập ngừng gì đó, liền nói vẻ không chút khách khí. Có cái gì thì cứ nói, có phải ngại em ăn mặc không quá chỉnh chu hay không? Đúng vậy, anh đang nghĩ, có phải em không có lễ phục hay không? Hạ Tưởng tìm được điểm khởi đầu liền hỏi. Đương nhiên là có, anh hỏi cái này làm gì? Muốn tham gia tụ hội hay tiệc rượu? Liên Nhược Hạm liền đoán ra ngay 7, 8 phần 10, tuy nhiên cô lập tức nói thêm. Cho dù anh tham gia tụ hội cũng phải mang cô bé Lê đi, hỏi em làm gì? Hạ Tưởng gãi mũi, đành phải ăn ngay nói thật. Em xem này Nhược Hạm, chúng ta cũng xem như bạn bè cũ. Tuy rằng bạn bè cũng không nhất định là bạn tốt nhưng dù sao cũng có chút tình cảm. Anh sẽ nói thật, nếu em không thích thì coi như chưa nghe. Cao Kiến Viễn nhớ em mãi không quên. Anh ta vẫn nghĩ em là bạn gái của anh, muốn mời anh và em cùng tham gia tiệc rượu của mình. Anh không nhận lời ngay mà nói phải trưng cầu ý kiến của em một chút. Liên Nhược Hạm mỉm cười có vẻ đầy thâm ý khiến Hạ Tưởng không hiểu ra sao cả. Cười một lát, cô mới nói. Anh muốn tranh thủ cơ hội tiếp cận. Tạo quan hệ sâu sắc với Cao Kiến Viễn nên muốn bán đứng em, đúng không? Nếu anh ta biết em không phải bạn gái của anh, muốn theo đuổi em thì làm sao? Liên Nhược Hạm tung ra một câu hỏi khó, cũng là một bài kiểm tra mang theo một tín hiệu nguy hiểm. Hạ Tưởng gãi đầu, đột nhiên lấy tay chỉ ra xa xa. Đoàn xe của Phó Chủ tịch tỉnh Cao đến rồi, mau đi đón. Hắn lại như nghĩ tới cái gì bèn hỏi thêm. Sao Cao lão lại không tới nhỉ? Liên Nhược Hạm tức giận, lườm hắn. Chẳng có can đảm gì cả, đồ nhát gan. Tuy nhiên cô vẫn trả lời câu hỏi của hắn. Bố cần gì phải đón tiếp con? Cao lão lười không thèm ra mặt. Kỳ thật hôm nay Cao Tấn Chu xem như đơn giản gọn nhẹ, chỉ dẫn theo thư ký và lái xe, ngay cả phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh cũng không dẫn đi theo, có thể nói tác phong khá thực tế, giản dị.
Cao Tấn Chu cũng đã sớm thông báo cho thành phố, y không cần cán bộ thành phố đi cùng. Y tới công viên rừng rậm thị sát thuần túy là vì yêu thích cây rừng, hứng thú cá nhân nhiều hơn tính chất công tác một chút. Nói rõ ra chính là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng là một phó chủ tịch tỉnh hàng không tới, còn chưa triển khai công tác mà y đã tới công viên rừng rậm thị sát. Ai chẳng biết nhà đầu tư công viên rừng rậm là tới từ thủ đô, mà Cao Tấn Chu cũng hàng không từ thủ đô tới. Ý nghĩa trong đó ai cũng biết cả. Không cần nhân viên của thành phố cùng đi, lại cố tình điểm danh Hạ Tưởng đi cùng, mà Hạ Tưởng lại là người mà tập đoàn Viễn Cảnh chỉ định phụ trách. Bởi vậy trong lúc nhất thời, quan hệ giữa Hạ Tưởng và tập đoàn Viễn Cảnh, giữa tập đoàn Viễn Cảnh và phó chủ tịch tỉnh Cao, quan hệ giữa phó chủ tịch tỉnh Cao và Hạ Tưởng, tất cả đã trở thành đề tài câu chuyện chủ yếu của mọi người trong Ủy ban Nhân dân thành phố. 48 tuổi nhưng Cao Tấn Chu có vẻ rất trẻ, có lẽ là do được chăm sóc rất tốt, thoạt nhìn mới chỉ xấp xỉ 40, còn trẻ hơn một chút so với Lý Đinh Sơn. Vóc dáng y không quá cao, gương mặt trắng nõn, vừa nhìn đã thấy trông giống một trí thức chuyên nghiên cứu. Hạ Tưởng đã nghĩ, quả nhiên là chịu ảnh hưởng rất sâu từ Cao lão. Cao Tấn Chu làm quan nhiều năm mà vẫn còn giữ phong thái của học giả, có thể thấy yếu tố gia giáo cực kỳ quan trọng. Cao Tấn Chu nói chuyện không hề cao giọng, hơi nhẹ nhàng, không giống giọng người phương Bắc cho lắm. Y bắt tay với Hạ Tưởng, không hề có vẻ làm cao. Tiểu Hạ, trước kia vẫn thường nghe Tổng Giám Đốc Liên nhắc tới cậu, nói cậu trẻ tuổi nhưng rất điềm đạm, chắc chắn, hôm nay vừa gặp quả nhiên đúng vậy. Bây giờ lại thường nghe ba tôi nói đến cậu, nói cậu cực kỳ có năng khiếu trời sinh ở phương diện thiết kế, nếu có thể dấn thân vào ngành quy hoạch thiết kế, khẳng định có thể trở thành đại gia. Đừng nhìn tôi trước kia chưa gặp cậu bao giờ, nhưng danh tiếng của cậu như sấm vang bên tai, nói hơi quá lời một chút, tôi còn hơi ghen tị với cậu đó. Hạ Tưởng ngồi vào ghế lái xe của chiếc Land Rover, tìm được cảm giác quen thuộc trước kia, bùi ngùi nói. Tốt hơn xe Santana của tôi nhiều. Xe tốt cũng giống như người phụ nữ tốt, luôn khiến người ta vô cùng lưu luyến. Hạ Tưởng nói câu này cũng không suy tính gì nhiều, không ngờ Liên Nhược Hạm trả lời một câu khiến hắn giật mình. Anh thích thì cho anh mượn đi đấy. Nếu Hạ Tưởng chỉ nói xe tốt thì thôi, nhưng hắn nói tới cả xe tốt lẫn người phụ nữ tốt, Liên Nhược Hạm mở miệng nói cho hắn mượn, rất dễ khiến người ta liên tưởng sâu xa. Liên Nhược Hạm nói xong, tự biết mình lỡ lời, cũng không cam lòng, trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Em chỉ nói xe, anh đừng nghĩ nhiều. Anh hiểu mà. Hạ Tưởng gật đầu vẻ nghiêm túc. Xe tốt có tiền là có thể mua được, người phụ nữ tốt thì không dễ dàng gặp được, có thể gặp mà không thể cầu được. Liên Nhược Hạm nghe ra ngụ ý. Ý của anh là, xe của em còn tốt hơn em sao? Hạ Tưởng có vẻ ấm ức. Em hiểu lầm rồi, anh không có trách nhiệm giải thích thêm nữa. Vậy người phụ nữ tốt mà anh nói có phải là cô bé Lê hay không? Liên Nhược Hạm có vẻ hơi ghen, tiếp tục bất bình truy hỏi. Cô ấy tính là một, tuy nhiên người phụ nữ tốt có hàm nghĩa rất rộng, hơn nữa định nghĩa người phụ nữ tốt đối với mỗi người cũng là khác nhau. Hạ Tưởng đành phải trả lời cho có lệ. Em mặc kệ người khác, em chỉ hỏi anh. Liên Nhược Hạm không chịu buông tha, như thể nếu Hạ Tưởng không nói ra cô là người phụ nữ tốt, cô sẽ không chịu bỏ qua. Em không phải một phụ nữ tốt. Hạ Tưởng cười tủm tỉm nói. Hắn thấy Liên Nhược Hạm biến sắc mặt, biết đùa cô một chút thì được nhưng không thể đùa quá, liền vội nói tiếp. Em là một cô gái tốt. Không ngờ Liên Nhược Hạm có lối suy nghĩ rất nhanh chóng, liền nói một câu khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Em đúng là một cô gái tốt, nhưng anh nói cô bé Lê là phụ nữ tốt, như vậy là có ý gì? Anh đã biến cô ấy thành phụ nữ rồi à? Hạ Tưởng ra sức vò đầu bứt tai. May mắn là vừa lúc Lý Đinh Sơn gọi điện thoại tới giải vây cho hắn. Lý Đinh Sơn cũng không trực tiếp hỏi có phải Hạ Tưởng thay mặt đi nhờ Sử lão giúp mình hay không, mà nói tới thế cục hiện tại của thành phố Trương Trình và huyện Bá. Sau khi Hồng Chiêu Quảng bị điều đi, bên ngoài điều tới một thị trưởng mới, tạm thời coi như khiêm tốn, không nhìn ra y có định hướng chính trị gì, nghe nói hậu trường của y là Phạm Duệ Hằng. Hồ Tăng Chu vẫn không ủng hộ Lý Đinh Sơn nhiều lắm, tuy nhiên đã thân thiện hơn trước rất nhiều, cũng khách khí không ít. Huyện Bá về cơ bản coi như thuận lợi, gió êm sóng lặng. Tuy nhiên Lý Đinh Sơn trầm giọng nói ra việc mà ông ta đang phải lựa chọn. Sử Khiết gọi điện thoại tới. Cô ấy muốn phục hôn. Cô ấy đưa ra hai điều kiện. Tôi nghĩ có lẽ là cũng là do được Sử lão ngầm đồng ý,
chuẩn bị sau 6 tháng nữa, hoặc muộn nhất là sang năm, sẽ điều tôi quay về thành phố Yến. Ông hơi ngừng lại một chút, hỏi vẻ khó khăn. Tiểu Hạ, cậu nói thật cho tôi, có phải Sử Khiết rất vội vàng, nóng nảy, ngạo mạn hay không? Hạ Tưởng trầm mặc một lát, tuy rằng hắn biết Lý Đinh Sơn đang phải chịu đựng áp lực rất lớn, đồng thời cũng có hy vọng về Sử Khiết nhưng vẫn còn có sự lo lắng trong lòng. Tuy nhiên hắn cũng biết rất rõ nếu Lý Đinh Sơn muốn tiến thêm một bước trong quan trường, chắc chắn sẽ cần có một gia đình, cho dù chỉ là gia đình trên danh nghĩa. Hắn cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nói. Trở về cũng tốt, tính tình con người cũng sẽ chậm rãi thay đổi dần. Mỗi người nhường nhịn vì người khác một chút, cũng sẽ kiềm chế được một phần tính cách không tốt. Nếu có gia đình chậm rãi dẫn đường, cho dù không thể hoàn toàn thích ứng cũng có thể sống khả quan hơn trước kia. Lý Đinh Sơn cười hơi bất đắc dĩ. Tuy nhiên ông ta vẫn thoải mái lên rất nhiều, nói với giọng rất nghiêm túc. Cảm ơn cậu, Tiểu Hạ. Thành tâm mà nói, Hạ Tưởng vẫn hy vọng Lý Đinh Sơn có thể trở lại thành phố Yến. Dù sao ở đây cũng có nhiều triển vọng hơn một chút. Hiện tại giữa Cao Thành Tùng và Tống Chiêu Độ vẫn còn chưa tới mức dương cung bạt kiếm. Hơn nữa lần trước Sử Lão ra tay cũng khiến trong lòng hắn biết một điều, sau khi Lý Đinh Sơn trở về, có lẽ cho dù là Vũ Phái Dũng hay Cao Thành Tùng, cũng đều không thể làm gì được ông ta trước mặt Sử Lão. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đi ăn tại nhà hàng trong tòa nhà quốc tế. Dọc theo đường đi, Hạ Tưởng suy nghĩ khá nhiều, không chú ý thấy Liên Nhược Hạm ở bên cạnh có vẻ hơi ngượng ngùng. Đến tận khi ngồi vào nhà hàng rồi, hắn mới bỗng nhiên nhớ ra. Cao ốc quốc tế. Sao anh không để ý lại chọn nơi này nhỉ? Đúng rồi, chúng ta còn nghỉ ở khách sạn phía trên này, anh còn bắt dán cho em nữa. Không được nói. Liên Nhược Hạm xấu hổ đỏ mặt, ngăn không cho Hạ Tưởng tiếp tục nói đề tài này. Hạ Tưởng hiểu, Liên Nhược Hạm là nhớ tới sự kiện xấu hổ lần trước, chẳng trách cô đỏ mặt. Nhớ tới cảnh tượng kiều diễm khi Liên Nhược Hạm bị hắn đặt dưới thân mình, Hạ Tưởng cũng không tự chủ được nhìn Liên Nhược Hạm thêm mấy lần. Liên Nhược Hạm đang chột dạ. Lại thấy ánh mắt hơi có ý đồ của Hạ Tưởng, càng xấu hổ không ngẩng đầu lên được. Không được nhìn, không được nghĩ, không được. Khó thấy được vẻ xấu hổ như vậy của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng cảm thấy ăn bữa cơm này cũng khá đáng giá. Chỉ đáng thương Liên Nhược Hạm, vừa ăn vừa sợ, chỉ lo Hạ Tưởng lại nói tới chuyện xấu hổ lúc trước. Cũng may Hạ Tưởng không nhắc lại, đương nhiên, cũng một phần là vì hắn không ngờ lại nhận được điện thoại của Mễ Huyên. Mễ Huyên gọi điện thoại cho Hạ Tưởng để nói ba chuyện. Chuyện thứ nhất là, sau khi cô khai trương chi nhánh của siêu thị Giai Gia, kinh doanh bình thường nhưng vẫn khá hơn một chút so với cô dự đoán. Ít nhất là cô không phải bù thêm tiền, có lẽ chỉ chừng nửa năm là có thể có doanh thu. Chuyện thứ hai, tuy rằng siêu thị còn chưa có doanh thu nhưng cô mượn ưu thế của siêu thị, mở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc ở tầng 1, cũng lời không ít tiền. Hiện tại cô rất hứng thú với chuỗi nhà hàng đồ ăn Trung Quốc. Chuyện thứ ba chính là, cô muốn hỏi Hạ Tưởng một chút, trong công trình cải tạo thôn nội đô, cô có thể tham gia một hạng mục nào hay không? Việc cải tạo thôn nội đô cực kỳ phức tạp, liên lụy tới quyền lợi của rất nhiều mặt. Mễ Huyên muốn nhúng một tay vào, chắc chắn là hại nhiều hơn lợi. Hạ Tưởng lập tức từ chối. Không gian thao tác rất lớn, lợi nhuận cũng không nhỏ, nhưng không thể nhúng tay vào. Rất có thể có cơ hội kiếm tiền nhưng lại không thể tiêu được. Mễ Huyên hiểu. Cậu sợ tôi tới làm cậu thêm phiền đúng không? Cậu đã nói vậy, tôi đau lòng lắm. Thế thì thôi. Hạ Tưởng coi như không nghe thấy, bỗng nhiên nhớ tới việc công ty xây dựng số 3 thành phố chương trình, liền có chủ ý. Chị âm thầm điều tra giúp tôi công ty xây dựng số 3 thành phố chương trình và Thẩm Phục Minh có gì lui tới hay không? Xem có thể tìm được tin tức gì hay không? Giọng của Mễ Huyên lập tức cường điệu hẳn lên. Chắc chắn là có ý đồ hại người. Có phải Thẩm Phục Minh lên làm phó chủ tịch tỉnh lại tới tìm cậu gây phiền phức? Hắn ta làm bí thư thành ủy ở thành phố chương trình đã nhiều năm, tay chân sạch sẽ mới là lạ. Được, nể mặt cô bé Lê, tôi sẽ điều tra giúp cậu một chút, tuy nhiên không dám hứa trước là sẽ có kết quả. Còn nữa, cậu phải đáp ứng tôi, bất cứ lúc nào cũng phải suy nghĩ giúp tôi, phải nghĩ ra biện pháp thật tốt để kiếm tiền. Hạ Tưởng chỉ có thể đồng ý. Hắn vừa định cúp điện thoại. Tai Mễ Huyên khá thính, như thể nghe thấy gì lại kêu lớn. Không đúng, quanh đó có tiếng nhạc, cậu nhất định đang ở nhà hàng phải không? Ăn cơm với ai? Chắc chắn không phải là cô bé Lê. Cô bé Lê đang đi học, cũng chắc chắn không phải với đàn ông.
Đàn ông ăn cơm với nhau không im lặng như vậy. Cậu đang ở với người phụ nữ nào? Cúp điện thoại, Liên Nhược Hạm châm chọc. Mễ Huyên quả thật là lớn lên nhờ uống nước sông. Nghĩa là sao? Quản lý rộng chứ sao? Bởi vì đã bảo Trung Nghĩa Bình lái xe đi nên Hạ Tưởng liền đi xe Liên Nhược Hạm quay trở về Ủy ban Nhân dân thành phố. Liên Nhược Hạm cũng nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn tới văn phòng của Hạ Tưởng nhìn một chút. Hạ Tưởng cũng không từ chối. Cô là nhà đầu tư từ Bắc Kinh tới, là nhà đầu tư cho dự án trọng điểm của thành phố Yến là công viên rừng rậm. Hắn lại là người được tập đoàn Viễn Cảnh chỉ định ra mặt liên lạc và làm việc, cũng cần phải cho cô đi thăm một chút điều kiện làm việc. Không ngờ vừa vào tới hành lang thì gặp ngay Lâm Song Ngọc. Từ sau lần tặng bàn làm việc lần trước, Lâm Song Ngọc cũng không giao tiếp gì nhiều với Hạ Tưởng, chỉ có mấy lần xuống dưới tìm Khúc Nhã Hân nói chuyện, vừa lúc Hạ Tưởng cũng ở đó thì chào hỏi nhau vài câu mà thôi. Lâm Song Ngọc thấy Hạ Tưởng cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp đi vào, liền giơ tay che miệng như thường lệ, sau đó nói với giọng điệu ngạc nhiên thán phục. Chủ nhiệm Hạ, bạn gái của cậu à? Xinh đẹp quá, cậu thật có bản lĩnh. Liên Nhược Hạm sao lại giống bạn gái mình chứ? Lâm Song Ngọc cũng không phải người không có ánh mắt. Sao chỉ vừa nhìn thấy hai người sóng vai đi vào liền nhận định quan hệ của hai người? Hạ Tưởng quay đầu, vừa nhìn thấy Liên Nhược Hạm lập tức bừng tỉnh ngộ. Bộ dạng của cô e dè, khép nép, đi sát phía sau mình, vẻ mặt vâng lời, bất cứ ai nhìn thấy đều nghĩ rằng cô là một cô gái ngoan hiền. Hơn nữa vẻ mặt cô còn hơi ngượng ngùng, cho dù Hạ Tưởng nhìn cũng sẽ hiểu lầm rằng Liên Nhược Hạm là bạn gái chính thức của hắn. Lâm Song Ngọc vốn có danh là mật thám, cũng không thể để cô ta nói lung tung được. Trưởng phòng Lâm hiểu lầm rồi, Tổng Giám Đốc Liên là nhà đầu tư xây dựng công viên rừng rậm, đến văn phòng tổ cải tạo là muốn thăm điều kiện làm việc của chúng tôi một chút. Lâm Song Ngọc ồ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ không tin tưởng đảo qua mấy vòng trên người Liên Nhược Hạm, không kìm nổi hơi tiếc nuối nói. Vậy hơi đáng tiếc, chủ nhiệm Hạ, cần phải cố gắng nhiều vào. Nói xong, cô uốn éo eo lưng, đi lên lầu. Liên Nhược Hạm nhịn cười. Em cứ nghĩ người của cơ quan nhà nước đều là người cứng nhắc, không ngờ cũng có người thích trêu chọc người khác. Hạ Tưởng liền hỏi. Em hẳn là đã tới không ít cơ quan nhà nước nhỉ? Tất cả các cơ quan nhà nước và trong xã hội đều giống nhau, đều là từ đủ loại người tạo thành. Em không thích tới các cơ quan nhà nước, khi còn nhỏ thì có tới vài lần nhưng sau khi lớn lên thì không bao giờ tới nữa. Hôm nay đi cùng anh cũng xem như ngoại lệ. Liên Nhược Hạm xuất hiện khiến toàn bộ văn phòng tổ cải tạo đều chấn động. Ngô Cảng Đắc kinh ngạc há hốc mồm không nói được gì. Khúc Nhã Hân thì ánh mắt phức tạp nhìn Liên Nhược Hạm, nghĩ thầm cũng là phụ nữ, vì sao cô ta lại xinh đẹp mê người như vậy, hoàn mỹ từ trên xuống dưới, khiến người ta nhìn phải tự cảm thấy xấu hổ về bản thân, không khỏi trách ông trời quá bất công.